Manufactured right here at home. Want a massage chair made from Texas? Call Tom Lee at LaRocco. LaRocco vinh dự được đài truyền hình lớn CBS đưa tin như là một hình ảnh tiêu biểu trong lĩnh vực Made in USA, và ghế massage vật lý trị liệu LaRocco là một ví dụ. Video này được chiếu trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ trong chương trình Saturday Morning như là một thông điệp nhắn gửi rằng đến lúc chúng ta cần ủng hộ các sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ cũng như ủng hộ người lao động Hoa Kỳ. Kính chào quý vị, tôi là luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, luật sư điều hành của tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group, dành cho quý vị đang quan tâm đến vấn đề di trú Mỹ hay muốn tìm hiểu về cách thức định cư hợp pháp và hiệu quả. Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi chia sẻ trực tiếp trên kênh phố Bosa TV. Chương trình sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 vào mỗi thứ tư hàng tuần lúc 5 giờ chiều. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, chiều thứ ba mỗi tuần vào lúc 6 giờ chiều chúng ta lại quay trở lại với chương trình Đối Luận Hồng và Phúc. Ngày hôm nay sẽ có những cái đề tài liên quan tới Hoa Kỳ, tới thế giới và Việt Nam, toàn là những tin hết sức nóng hổi. Xin chào anh Hồng, vẫn còn đang ở California cho nên có mặt ở trong phòng thâu, và anh Phúc, xin chào. Xin chào khán giả của phố Bosa TV trên toàn thế giới. Xin chào anh chủ kênh và xin chào anh Phúc. Chúng ta lại gặp lại. Thế giới bây giờ nhiều chuyện biến động theo không kịp. Mời anh Phúc ạ. Nguyễn Phúc xin kính chào khán giả của phố Bosa TV. Xin chào anh Vũ Quang Lăng, xin chào anh Hồng. Chồng vẫn còn ở lại California nên chúng tôi lại gặp nhau ở trong studio. Một tuần qua anh chắc có lẽ cũng đi nhiều nơi ở California cùng với lại những người bạn rồi phải không? Đã đi ăn không á anh? Thí dụ như những chỗ nào? Dạ thì đó, thì phở Tuấn Cẩn rồi phở cái gì, ăn phở không à? Cứ chú tâm ăn phở để xem phở chỗ nào thì ngon. Anh ăn được những chỗ phở nào và phở chấm nhất? Phở rồi phở cái gì, Holic hả? Holic. Holic thì nói chung là cũng ngon. Nhưng mà nói mà phở mà giống như phở ngoài Bắc Hà Nội thì vẫn chưa thấy. Cả đoàn chấm gọi là cái anh Phan phở thầy chỗ nào là số 1? Có lẽ là phở Holic.
là có vẻ trên đường Beach chứ phải không? Dạ không, Forholic gần trên đường Bosa hả? Đối diện bên đường gần đây dạ. Đối diện bên đường Forholic. Ngoài ra ăn phở với Bosa thì chắc có lẽ California đâu phải chỉ có một điểm này thôi anh. Dạ đúng rồi. Chỗ này đi lên những cái chỗ mà quen thuộc rồi đi những chỗ khác, nhưng mà vẫn về đây thì ăn đồ ăn thì vẫn thấy là hơn hẳn. Nhưng mà cái phở thìn á thì thực sự không giống như cái phở thìn mình hình dung ở ngoài Bắc Hà Nội, không giống. Cái đấy là cũng là chuyện lạ, nhưng mà có lẽ là thời gian trôi qua rồi à, cái hương vị nó cũng khác đi rồi. Phở ở đây thì người miền Nam mình sống nhiều cho nên nó cũng hơi lai. Nó không giống cái phở Bắc mà mình hình dung. Thì thôi kệ, cứ ăn thấy cũng lên bao như không á, tại vì ăn nhiều quá. Với lại những cái gọi là cái ingredient, tức là cái gia vị của nó cũng có khác, cho nên là nó phải có tí khác chứ thưa anh. Nó giống phở trong Sài Gòn chứ nó. Tôi rất ngạc nhiên mà anh thích phở Holix. Phở Holix nấu kiểu miền Nam. Ở đây tôi thấy phở thìn ở đây tôi thấy ngon hơn phở thìn Hà Nội đó. À vậy đó. Rất ngon, đậm đà. Tại vì cái ở Việt Nam thì họ nấu theo kiểu Việt Nam nó hơi mặn mà chút. Ở đây thì anh nấu mặn quá thì không được. Và tôi thấy phở thìn đây tôi rất ngon, tôi rất thích phở thìn. Mà sao cái nước phở ở đây nói chung thấy nó màu nó đục chứ ít nước trong ha? Không, phải anh kêu nước trong thì nó màu nước trong cho anh. Anh ăn phở flavor chưa? Phở good. Phở Hồng Long Bắc ngon lắm. Nói chung là nói nhiều phải lắm. Cũng sợ mất lòng tiệm này tiệm kia, nhưng mà nói chung thì cũng ngon. Nhưng mà như mà phở Bắc Hà Nội thì chưa thấy. Không, ngon chứ sao cũng ngon được, gọi là ngon. Các anh nhớ là giờ này là giờ cơm chiều, cho nên nhiều người chưa kịp ăn cơm là đã nghe các anh nói về phở rồi. Anh nói cũng ngon, làm như kiểu nó hơi bị lừng khừng quá. Okay. Ngon về, hay là không ngon, không cũng Nam, ngon. Cali mà ăn uống thoải con gà má như thế là những người nào mà cao huyết áp, cao cholesterol là thấy cũng mệt đó. Tại vì cứ phở bò, các loại bò rồi áp chảo này kia ăn tới hột sen như vậy thì cũng căng lắm đó chứ. Cũng phải là vừa ăn vừa nhìn, bây giờ lớn tuổi hết rồi mà đâu thể ăn thoải mái nữa. Chắc chắn, chắc chắn. Khán giả gọi vô hả? Không, cái này là còn nhiều, mọi người còn nhớ món. Cái con số trên màn hình nhé, là 7147707 là cái số để chúng ta gọi vào trong lúc livestream. Ở Mỹ thì có thể gọi qua đường số phone, còn ở nơi khác, ở Việt Nam hay là những nơi khác, Úc vân vân, thì có thể gọi qua số Zalo, nhưng mà vẫn là gọi trong cái lúc mà livestream như là bây giờ vậy đó, chứ còn sau cái chương trình livestream thì đừng gọi nhé. Mọi người có thể gọi bất cứ lúc nào chúng tôi thấy thích hợp thì sẽ mời mọi người vào. Cởi mở rồi anh sẽ rời Cali vào ở chừng nào đây? Là ngày mai ạ. Ngày mai dạ. Nhưng mà là ngày hôm nay là ngày cuối có chương trình ở trong studio thôi phải không? Đúng vậy ạ. Sau đó là sẽ quay lại trên màn hình với khán thính giả. Lưu luyến phố Bonsa TV. Nhưng mà vẫn thấy phố Bonsa TV thì theo nhận xét riêng của mình, của em thì vẫn thấy là hiện tại là một kênh ở hải ngoại mà cởi mở nhất. Có thể nói là cởi mở nhất trong tất cả các kênh truyền thông Việt ngữ trên khắp thế giới. Em vẫn nhận xét là như thế. Cảm ơn anh. Rồi, Australia giờ nó gọi vào. Thực ra mà nói thì không quá đáng, chứ còn không phải chỉ ở hải ngoại đâu, nhưng mà cái chương trình mà là có các vị mà là sẵn sàng đối luận với nhau trang chát như vậy thì tôi nghĩ chắc cũng hiếm á. Kể cả Việt Nam với mấy trăm đài báo như vậy, tôi cũng chưa thấy một cái chương trình nào mà có thể gọi là đối luận với nhau một cách gọi là tới nơi tới chốn như hai anh. Cho nên có thể nói là đây là một cái chương trình gọi là độc nhất vô nhị. Đối luận Hồng và Phúc. Uniquely. Cảm không đụng hàng. Không đụng hàng. Mới vô chuyện phở cơm là cái anh đã đụng rồi. Trước khi đi vào các cái chương trình. Thật sự ra thì thấy có câu nói của người bạn cũng nói đúng á. Thật sự không có tiệm nào ngon hơn tiệm nào. Chỉ có tiệm nào vừa miệng mình. Tôi giờ dân chủ nó hỏi các anh có chịu nghe khách nói không? Ngon người này, ngon người này thì không nay với người khác. Rồi xin chào vị khách đầu tiên của chương trình hôm nay từ Úc cho bạn mở hàng, mặc dù chương trình chưa có bắt đầu bán hàng. Xin chào, cho biết tên ạ. Cảm ơn anh Lân, mình là tên Cường ở Úc á. Dạ, anh Cường ở Úc. Mới nghe anh nói có thể gọi vô cái lúc nào thì cho lẹ khỏi mấy công lát nữa dành nhau á. Cái chương trình của anh rất là hấp dẫn, tại vì trước khi đi làm, mình làm cả trưa đó, bây giờ bên Úc nó là khoảng 9 giờ rưỡi sáng. 9 giờ rưỡi sáng, ờ. Okay. Đó, thì mình chuẩn bị đi làm ca trưa thì mình pha ly cà phê rồi mấy anh nói chuyện rồi thì mình rất là thích. Mỗi từng thứ tư, bên đây là thứ tư, mỗi từng thứ tư mình chờ cái ngày này thôi. Thì mấy lần trước mình đặt câu hỏi với anh Phúc với anh Hồng rồi, nhưng mà hôm nay mình có thể đặt
câu hỏi với anh Lân được không? Tại vì theo cái policy của anh Lân là không có gì không thể hỏi. Nhưng mà có chuyện trả lời không là chị không không tính rồi nha. Anh Lân là trường hợp đặc biệt. À, mình chỉ hỏi thôi. Dạ, cứ dạ. Hỏi nhưng mà trả lời không, không nói trước nha. Tại nhiều khi nó mình chủ kênh nói nhiều, trả lời nhiều quá lộ bài. Dạ mời anh. Là tại vì cái câu hỏi nó không có liên quan với cái thumbnail của anh thì không phải mình được hỏi nữa. Dạ xin mời anh. Tại vì trong một cái livestream của anh đó thì ông Ngô Kỷ á, ông có nói là cái cô Amy Farnsworth gì đó. Dạ vâng. Nửa đêm 12 giờ đó gọi cho Ngô Kỷ nói là trong hội đồng quản trị của Phước Lộc Thọ thì có một người là cộng sản, thì anh mới hỏi là ông Ngô Kỷ là cộng sản Trung Quốc hay là cộng sản Việt Nam, thì ông Ngô Kỷ ông nói là chỉ là cộng sản thôi. Rồi trong một cái chương trình khác của anh á thì anh cũng phỏng vấn cái cô Amy á, thì cô chỉ nói là trong hội đồng quản trị có một người không muốn làm cái cờ, chứ cổ không có nói cờ cộng sản. Thì giữa hai người đó thì phải có một người nói sai. Thì dưới cái cách là một người làm truyền thông, anh có thể làm rõ vấn đề hay không? Đó là câu hỏi của người thầy. Không có gì khó cả. Trước hết là anh phải công nhận là anh nghe gọi là anh nhớ hơn tôi không nhớ hai vị đó nói cái gì chi tiết nào cho nó rõ, nhưng mà nếu mà anh nói như vậy thì chắc là anh nghe là anh nhớ. Thì nếu mà hai vị đó nói không có trùng khớp với nhau thì nếu tôi có dịp tôi sẽ ba mặt một lời hay là bốn mặt hai lời gì đó để mà nghe các vị ấy giải thích ai là người nói đúng, ai là người nói sai. Không phải là đúng hay sai, nhưng mà tại vì cái việc này nó cũng có đã được đặt ra bởi một số người khác trong cộng đồng rồi, cho nên trước sau gì thì sẽ có tới cái lúc mà một trong hai vị sẽ phải xác minh câu chuyện đã được nói ra là như thế nào. Đó là xin cảm ơn anh. Để tôi anh thì cũng chưa nói. Xin lỗi, xin chào anh gì, anh tên gì? Anh Cường. Anh Cường ở Úc. Thật sự ra thì anh Lăng thì cái vai trò ảnh thì cũng hơi khó trả lời, mà tôi xin trả lời thế cho mộng. Cái chuyện mà nửa khuya gọi là chuyện không có. Ngô Kỷ đưa lên làm như tình tiết, là cái như chuyện là làm như câu chuyện nó rất là quan trọng vậy đó. Thật sự ra là Ngô Kỷ là ở đây anh biết rồi. Chuyện không có hắn làm có, chuyện có hắn không, không có không. Ông bách lên cái story là rung cây nhát khỉ, cũng như vừa rồi trước khi mà diễn hành Tết lên trên la làng đã sống hết kênh này tới kênh kia, nói là sẽ có Việt Cộng vào kêu cờ đỏ, rồi giả sử quách íp nhá. Vừa rồi lên kênh của ông anh Hoàng Lăng đây thì ông nói là anh thuyết như anh lấy con đĩ, xin lỗi, rồi nó có bộ phận gì đủ thử đủ thứ hết, ý ông lá cái cờ, lá cờ Việt Nam hoặc là con đĩ đó, ok. Nhưng mà thôi, cái chuyện Ngô Kỷ mà anh biết rồi, hoàn toàn tôi chỉ nói chuyện bịa đặt. Không có ai cộng sản quốc gia trong đây hết. Cảm ơn anh Phúc. Đó là câu trả lời của anh Phúc dành cho anh Cường, không phải câu trả lời của phá tôi. Phá hoại cộng đồng nhé, phá hoại cộng đồng. Em cũng xin bổ sung thêm mấy giây nữa thôi. Mấy anh trần lượng tiếp. Cảm ơn anh nhiều nhiều. Em bổ sung thêm mấy giây nữa anh Cường, là theo như em được biết mà ngày xưa mà nhiều người Việt Nam mình vượt biển á, thì người ta đã nói rằng là trong những người vượt biển như thế thì được nói là điệp viên cộng sản đã đi rất là nhiều rồi. Thì em không hiểu mà bây giờ thời gian trôi qua chừng đó năm mà bây giờ cộng sản họ mạnh lên như vậy thì hẳn nhiên là chắc bây giờ họ cũng khắp nơi rồi nhé. Yeah. Có lẽ cũng không cảm được đâu. Tại vì bây giờ người ta còn nói là không khắp nơi đâu. Tại vì ở đây nó có thắt thịt là ví dụ bây giờ tôi nè, ổng không đồng ý tôi gì hay tôi nói những cái chuyện mà ổng không trả lời được, ổng nói tôi thằng Phúc chó là Việt Giang. Ok, nón cối mà nón cối nó dùng càng ngày nó càng giảm đi có hiệu lực, nhưng tới giờ điểm này nó vẫn còn sử dụng ở bô sa này nhé. Bây giờ mũ nó vẫn có, cũng như giờ đó giờ đời đó hình như là cũng chụp phải mũ, mình không sang. Ngô Kỷ xài cái không cái đương nhiên đứng rõ ràng tất cả các bên đều dùng, nhưng mà Ngô Kỷ là người bị chuyện lớn nhất nhé. Bây giờ cái cờ đỏ, cái cờ vàng ba sông đỏ nó bay phất phới trên Phước Lộc Thọ rồi. Tại nếu mà người thân yêu cờ vàng thật sự đó, không có gì thì chỉ chích hết chứ. Ông lên ông chỉ chích người này không đại kỳ rồi dùng không được dùng đại hội đồ gì đó. No, tất cả những từ đẹp đẽ nhất trên hành tinh này dành cho buổi dinh cờ đại gàng đó.
không có gì sai hết, Ngô Kỷ set up và mau nhưng mà ngay lập tức đừng phá hoại nữa. Nhiều người cộng đồng thì vẫn nói rằng là báo Người Việt là bây giờ là bị cộng sản là vô, rồi báo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Đài Châu Á Tự Do mà cộng sản cũng vô được thì thôi chuyện này chuyện kia thì không ai cộng sản nào mà đủ sức làm những cái chuyện đó hết, không ai lo ba cái chuyện đó hết nhé. Cứ không đồng bằng lòng với nhau chứ bây giờ Ngô Kỷ nó đoan trọng là cộng sản rõ ràng, chữ phát vui cộng sản rõ ràng, cộng sản Việt Giang Phan Kỳ Nhân bây giờ ngồi với phát quan trọng. Ông thấy ông cái chuyện nó vô lý không? Rõ ràng ông chửi người ta phát là cộng sản, cũng như vừa rồi cái vụ mà kỳ trước ông Phan Kỳ Nhân đáp Pháp Bùi mà làm cái tượng đài ông Trần Đạo, la làng la xóm lên nói là cái tượng đài nhỏ xíu đem hành Đức Trần Hưng Đạo nắng mưa, bây giờ nói trên kênh Công Lăng là ô quá đẹp, quá trời đẹp, hoành tráng đủ thứ, thì cũng con người mà cái lưỡi không xương mà bây giờ lớn tuổi rồi, ô cái thằng hề nó về già rồi. Nhưng mà lá cờ vàng thực sự mới như vậy mà lớn như vậy mà đứng ở chiếc của Phước Lộc Thọ thì phải thấy cũng rất là ấn tượng. Anh tôi mới đi đây màu sắc này, thì nó cũng đẹp. Tôi mới đi mua đồ ăn tối nay để tôi mới đi ngang qua đó. Như thế nào thì là câu chuyện. Lúc nào tôi đi ra, tôi đi ngang qua đây tôi đều lúc ấp, tôi ngước lên nhìn cái lá cờ ấy. Nó con người cái lá cờ mà con người vì cái lá cờ, vì một cái gì đó cái Việt Nam hòa không còn sắp tới ngày 30/4, tôi nói hoài là cái ngày đó làm như mà có gì mình cứ mắc mát cái nỗi gì mình núi là không được, nhưng mà phải tôn trọng cái lá cờ đó. Nhưng mà đó. 10 năm nữa, 20 năm nữa thì không biết tương lai lá cờ vàng. Tính sao anh đừng lo 10 năm nữa, anh tính ngày hôm nay đi. Tại vì đừng lo chuyện đó. Bên Việt Nam thì lớn quá. 10 năm 2 năm nữa cộng sản sụp đổ. Rồi sao? 100 triệu dân bên đó sao mà sụp được? Được rồi, thì bởi vì anh đừng có giả sử. 100 triệu dân Việt Nam. Ok, 100 triệu dân đây nè. 100 triệu dân ủng hộ cộng sản hết 100 triệu dân không? Chắc không? Em nghĩ chắc cũng phải là 95%. 95% thì anh cho cử dẫu bầu cử tự do đi. Anh tôi nói hoài á. Bầu cử tự do. Thì đọc báo chí. Đây nè. Đang nhớ năm 1991 không? Ông Hun Sen, thủ tướng, nghĩ là như anh nói vậy đó, 95% Campuchia ủng hộ tôi. Bầu cử tự do cái thua Pol Pot liền. Ok. Tôi không xúi dục cái chuyện mà gọi là lật đổ hay là subversion hay là trouble cái government của họ, nhưng mà anh cứ nói what if chuyện 10 năm 20 năm nó không còn cộng sản thì sao? Nhưng mà bây giờ cũng có phải một câu chuyện nữa là giả dụ như ngày xưa đó mà bên ông Hun Sen mà thua, mà bên Pol Pot mà họ nổi lên đó, thì tương lai của Campuchia như thế nào không có gì đảm bảo là sẽ tốt đẹp được nhỉ? Không, anh nói chuyện không có xảy ra. Tại sao không đảm bảo? Yeah, bây giờ anh thua, anh không đảm bảo được. Anh Hồng, anh hay nói với chị cái bởi vì mà dân chúng mà là lựa chọn chưa chắc đã là chuẩn. Nghe nè. Ok, bây giờ anh bầu cử tự do, có Liên Hợp Quốc giám sát đủ thứ, anh thua, anh không chấp nhận chị đó. Ok, anh lật kèo lại. Mà anh lật kèo là nhà ai, anh biết không? Nhặt kèo là tại vì Việt Nam nó còn đứng theo anh. Việt Nam nó không bao giờ muốn Campuchia mà đa đảng nhân quyền. Nếu thật sự đó, thì Việt Nam sẽ rung rinh. Cũng như thằng Trung Quốc bây giờ nó không bao giờ muốn Việt Nam là dân chủ nhân quyền thật sự, tôi nói thật sự chứ tôi không nói giả tạo, thì nước nó sẽ rung rinh. Cũng như thằng Nga, lý do một trong lý do mà nó tấn công Ukraine đó là nó không muốn Ukraine sẽ là một nước dân chủ kiểu phương Tây, dân người dân bầu lên, nó sẽ rung rinh cái nền chế độ đó. Nhưng mà số đông thì đâu phải lúc nào cũng đúng, đúng không? Không, anh đừng nói số đông, tôi đã nói chuyện bây giờ. Tại sao bây giờ dễ lắm, anh chấp nhận cuộc bầu cử tự do, anh thua cử, Liên Hợp Quốc xác nhận anh thua, anh không rồi, anh không trao quyền rồi, cái đó anh ron đã phát rồi. Nói cái chuyện quách ít 20 năm 30 năm rồi, bây giờ Ukraine mà dân chúng bầu cho Zelensky lên mà bây giờ tan nát quốc gia thì tan nát quốc gia gì, tan nát quốc gia đâu, tan nát quốc gia thì anh thằng Nga nó đã, dù cho tổng thống nào lên nó cũng sẽ đánh chiếm Ukraine, tại nó không bao giờ muốn nước Ukraine thoát ra khỏi cái dù của Nga hết nhé. Hoàn toàn câu chuyện 100% gì đó. Không, câu chuyện của Ukraine bây giờ mà tan nát như vậy. Còn anh đừng nói đây bây giờ tại sao không đặt câu hỏi ngược lại là nếu mà Hun Sen mà transit cái power trong hòa bình cho Pacific thì bây giờ Campuchia nó phát triển mạnh hơn nữa không? Tại sao anh nói câu chuyện đó? Campuchia bây giờ thực sự là phát triển cũng lẹ lắm. Là một đối trọng mà Việt Nam đô hết qua đi qua chuyện khác. Anh gọi là chạy Campuchia qua bên Ukraine này nọ là mình nói cái gì đâu phải có logical. Ok. Lên freeway nó không có được access gì hết. What if giả sử thì anh phải giả sử cái chuyện mà bây giờ chúng ta quay trở lại cái một trong những chủ đề nóng của ngày hôm nay. Hôm nay là có hai cái chủ đề nóng và một cái chủ đề liên quan. Ngồi. Là đó là ông Trump vừa mới có gọi là xuất hiện người gọi là ra tay, tỷ phú ra tay gọi là nhận cái bail của ông Trump 175 triệu đô la, tưởng rằng là không có để mà gọi là phải bị xiết nhà xiết cửa rồi nọ, nhưng mà bây giờ đây một tỷ phú của công ty nhiều
nhiều. Không, anh tưởng rằng, anh xin lỗi, anh nói tưởng rằng, ai tưởng rằng? Thông ai tưởng rằng là bị xiết nhà xiết cửa? Thì thông tin đưa ra. Thông tin nào? Thông tin của các báo đưa ra. Ok, vậy thôi anh đừng tưởng rằng tôi nghĩ là bị xiết nhà xiết cửa nghe giống quá. Thông báo đưa ra thì có sao thì chúng ta nói vậy. Còn nếu mà anh thắc mắc thì anh có thể đâm đơn kiện báo nào, báo nào, báo nào nữa. Báo nào cũng cũng có, báo này không có báo khác. Thế nào cũng phải có. Một công ty tên là Hiệp Sĩ. Công ty là Night Specialty Insurance Company, một công ty chuyên về bảo hiểm. Là với ông tỷ phú Don Henke đã sẵn sàng đưa ra cái con số 175 triệu. Ông nói rằng là ông là người đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump, nhưng mà cái vụ này thì hoàn toàn là mang tính thương mại chứ không có gì liên quan tới chính trị cả. Ông nghĩ rằng đây là một cái giao dịch thương mại bình thường thôi. Bỏ 175 triệu ra để bond thì coi như là công ty ông cũng lấy được hình như là 10 hay là 20% gì 20%, cái tiền 20%. Đó thì cái đó là cũng là một cái lời. Về phía ông Trump thì không có còn phải lo về cái vấn đề kia nữa. Mừng quá chừng. Thì anh nghĩ như thế nào thưa anh Hồng? Dạ, câu chuyện này là câu chuyện mà thực sự nó là lớn chuyện, bởi vì chính trị nước Mỹ là tiếp tục lại là bị nhồi tới nhồi lui và bầu cử của nước Mỹ là phức tạp hơn nữa. Cái này là anh Phúc anh rất giỏi này. Cái này em khen anh Phúc thiệt tình là phía sau hậu trường của chính trị Mỹ, anh Phúc với anh Lân là biết rất nhiều. Và chúng ta cũng thường nghe nói đến những cái nhà đại tư bản đó, mà lâu nay người ta ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa đó, là người ta núp lùm, người ta không có ra mặt. Nhưng mà tin tức sau này được đưa ra thì đều thấy rằng là người ta sẵn sàng chi những cái số tiền rất lớn để mà tác động hành lang lobby chính phủ Hoa Kỳ là đưa ra những cái đối sách mà có lợi cho họ, có lợi cho những đại công ty. Cái đó anh Phúc biết rõ ràng. Mà bây giờ cái chuyện là Nguy Nam với ông Trump mà xảy ra như thế đó, thì những nhà tư bản này họ ra mặt thì coi như là họ giúp cho ông Trump. Thì thực sự ông Trump là một tỷ phú nhưng mà không có tiền, và bây giờ những người này thì họ hỗ trợ thì coi như là ông Trump ông vượt thoát, và người ta muốn là ông vượt thoát những cái vụ tòa án này kia để mà ông Trump sẽ trở thành ứng viên của Cộng Hòa, rồi sau này sẽ trở thành Tổng thống của nước Mỹ. Tức là vẫn là những người Cộng Hòa đó, là họ bên nhau thôi. Nhưng mà theo như mà nguồn tin của em biết được, nói cái này không biết có nhạy cảm không, là Tổng cục 2 tình báo Việt Nam, em nghe phong thanh đó là người ta biết hết những cái chuyện này, và bên phía Nga với Trung Quốc người ta cũng biết chuyện này. Tức là người ta thấy là bầu cử của nước Mỹ năm nay thì rất là phức tạp, và thế giới bây giờ thì nhiều biến loạn, thì Nga với Trung Quốc dường như là tát nước theo mưa, là nhân cái chuyện bầu cử của Mỹ á, thì coi như là quậy cho hôi. Và khắp thế giới bây giờ chúng ta thấy là Nga là dường như chơi lớn luôn, chơi lớn ở Ukraine, chơi lớn châu Âu, và đánh cho Ukraine là dường như là không cho Ukraine đầu hàng luôn, sẽ lấy luôn cái vùng Kharkov và lấy luôn vùng Odessa. Bây giờ khoan chạy xa ra nữa, bây giờ cứ vào em cái, nói thêm một câu nữa thôi, là chủ đề cho của chúng là ta là cái sự mà những nhà tư bản Mỹ mà chống lưng cho ông Trump và Cộng Hòa đó, thì Nga Trung Quốc họ nắm hết và họ cố gắng là họ biết cái chuyện đó rồi, thì bây giờ họ làm cho mọi chuyện nó sùm lên, và bây giờ là chiến cuộc là dường như không ai kiểm soát được. Rồi, coi như Do Thái là tấn công Iran đâu ai lường trước được đâu. Phần đó tính sau thưa anh. Dạ. Mà tôi cũng nghe, nếu tôi nghe không lầm thì anh nói rằng là anh Hồng cũng có nói là Tổng cục 2, tức là tình báo của Việt Nam cũng biết hết cái nội tình của chính phủ Hoa Kỳ luôn. Có người trong Tổng cục 2 có nói với em rằng á, là tất cả mọi chuyện trên thế giới này chúng tôi đều nắm hết, và tất cả mọi thế lực mà muốn thâu tóm Việt Nam và làm cho mất chủ quyền của Việt Nam thì không bao giờ họ thực hiện được chuyện đó. Những người Tổng cục 2 họ nói như thế, họ cam đoan như thế. Cảm ơn anh. Họ rất là tự anh tin. Phúc nghĩ sao? Cái phần đó trước rồi những cái phần khác sau thưa anh. Thứ nhất là anh Hàm nói cho tất cả những điểm anh nói hoàn toàn sai. Nhá. Tất cả luôn. Tất cả hết, không có gì đúng hết trong đó. Nhá. Không trừ. Thứ nhất là để trả lời câu Tổng cục 2 á. Tổng cục 2 cái bằng CIA không? Mà CIA chưa bao giờ họ nói câu tất cả cái gì mà Việt Nam làm, họ tất cả họ biết hết. No. Họ chỉ tình báo là gì? Anh nghĩ tình báo là gì? Tình báo chỉ đón được 5-60% là quá sức khủng khiếp rồi. Nhá. Mà tình báo anh đừng nói tôi Tổng cục 2 bằng CIA nha. Nè, cái đó anh không thể làm cả cho nó được, ok? No spill. Em nghĩ đó, trên địa bàn của Việt Nam thì anh đừng nói hai giỏi hơn. Anh nói xong chưa? Anh nói xong để tôi nói. Và anh nói tiếp đi. À. Trên địa bàn Việt về Việt Nam thì ông nói, đây mình đang nói là chính trị Mỹ. Anh đang nói lên nước Mỹ đó. Bây giờ anh nói xong đi rồi tôi nói. Dạ, em nói xong. Dạ. Thì tổng cục hai tiên đó có thể là mới là bragging, tức là bị khoác lác thôi. Nhá. Nhưng mà anh không nói chính xác tên nào thì tôi không miễn bàn tới chuyện đó, hoàn toàn sai. Nhá. Còn cái chuyện nước Mỹ không có gì lộn xộn hết, và Nga và Trung Quốc không có gì mà làm để lộn xộn lên nước Mỹ, là nước Mỹ vẫn bình thường, bầu cử vẫn tiến hành theo những cái procedure của Mỹ, thủ tục của Mỹ, hoàn toàn không có gì sai hết. Ông Trump
Tại vì lùm xùm là gì, tại sao? Tại vì có việc chơi vấn đề chính trị. Cũng khi ông Trump lên đó, là cái phía Dân Chủ họ nói ông Trump á, chiến thắng năm 2016 đó, bà Hillary là collusion với lại Nga. Họ nói là Nga xen vào cuộc bầu cử, nhưng mà điều tra tất cả hai ủy ban độc lập từ khi ông Trump và tới chính quyền của ông Obama và chính quyền của ông Trump và chính quyền của ông Joe Biden kết luận là không có ông Trump ban vận động bầu cử ông Trump năm 2016 không có collusion tất cả cái điều gì với Nga hết, nhá, là bầu cử của Mỹ là hoàn toàn Nga không có xíu vào. Còn anh ông Trump á, là không có tiền sai. Ông Trump mà khi mà ông tòa án ông appeal lên cái chuyện này đó, thì cái tòa án của Dân Chủ nha, họ thấy cái chuyện này đi quá xa rồi. Ok, họ mới hạ xuống 170 mấy triệu, tôi không chính xác, 78 hả? 75 thì ông Trung, ông put lên cái truth social media ông liền. Rất tôn trọng cái phản án của ông tòa đó, ông thẩm phán đó. Và tôi sẽ gọi là đóng tiền nhanh thôi, nha, trong vòng 10 ngày. Thì là gì, họ cái công ty mà đang mà bon cho ông Trump là công ty họ làm thương mại. Chứ không phải núp lùm như anh nói Cộng Hòa, núp lùm bây giờ ra mặt rồi không có gì đó. Em nói núp lùm ở đây là núp lùm trong cái chuyện ủng hộ á. Không, chứ còn tiền ủng hộ đã kinh doanh thì lâu nay là công khai. Họ rồi. Tỷ phú ủng hộ, họ đã công khai. Mỹ anh có quyền, anh phải công khai chuyện đó. Còn chuyện ngầm, nó là tangible, intangible. Intangible tức là ủng hộ là ngầm, ok, thực tế. Còn tangible là ủng hộ như anh cho tôi 500. Ok, là có tangible tức là là thấy được, thấy được. Còn intangible, ví dụ trong vận động cho bạn ông này nọ thì không thấy được. Nó có nhiều nghĩa không đó. Thì không có gì trong không có tiền. Một công ty không ai trữ tiền mặt cả gần 200 triệu đô la, 200 triệu đô la để họ xoay ra. Có thể cái công ty này bon cho ông Trump á, thì ông sẽ lời được 200. Nhưng mà số tiền đó đó, ông Trump không rằng đúng số tiền đó, ông sẽ kiếm ra gấp lời 40-50% nữa. Thì vẫn lợi hơn là để cho người ta ăn, nhưng mà cái tiền mặt để mình làm chuyện lợi hơn. Chứ không có cái chuyện mà ông Trump không có tiền. Lý thuyết thôi. Chứ không, không. Trump chưa nói gì thì coi như là cái công ty này, công ty Nice Specialty Inc. Không có gì lý thuyết của ông Don Henke này là đã được từ hôm qua hả? Hôm qua tới hôm nay, từ hôm qua là thứ hai tới hôm nay là coi như là cổ phiếu. Nhiều công ty, nhiều báo chí nhắc tới cái công ty là coi như là đã là một cái sự quảng bá miễn phí hết sức là tốt cho công ty rồi. Còn như anh nói là cái vụ mà những đại chủ Cộng Hòa họ lợi thầy ủng hộ Trump tại làm đại không? Cái triết lý của Đảng Cộng Hòa là gì? Họ muốn giảm thuế cho tất cả thành phần trong xã hội, trong đó có đại công ty. Mà khi mà đại công ty họ giảm thuế đó, thì họ sẽ expand cái business của họ. Họ sẽ mở thêm nhà máy, họ sẽ mở thêm gọi là việc làm cho dân chúng. Hai cái philosophy của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa hoàn toàn khác nhau. Đảng Dân Chủ họ giúp cho người nghèo nhiều. Như ở đây tiểu bang California bảo có cái con bị, có người con bị tự kỷ đó, autism, tùy theo cái degree, tùy theo cái độ cái level, lãnh tới 5,000 đô la một năm, một tháng nhé. Thì nếu anh qua tiểu bang Cộng Hòa thì số tiền nó không có được như vậy, chứ không phải là đại công ty lợi này lợi kia, cái đó là anh nghe chuyện. Nhưng mà Trump á là người Cộng Hòa, nhưng mà cái triết lý của Trump là lợi cho tất cả mọi người đó, hoàn toàn là câu chuyện như vậy. Xin mời anh qua câu chuyện khác. Em cũng xin nói với khán giả và anh Lân Phúc là em thì là một người, em nghĩ em là khách quan và em cũng là tham thông tin, thì cho nên là nguồn tin mà chỗ này chỗ kia mà em có được thì em cũng đưa ra cái ý kiến của mình. Chứ mọi người cũng đừng thấy là cái ông này sao mà nói tới Tổng cục 2 của Việt Nam, tình báo Việt Nam. Nhưng mà với một cái chuyện mà cởi mở thông tin thì em nghĩ là chuyện em không hòa đó, anh có gì nói gì đó thì em nói thôi. Vì hồi nhỏ thì em sống ở Hà Nội, Lý Nam Đế, thì em cũng hồi nhỏ đã đọc những cái tin mà nói là tin mật của Thông tấn xã Việt Nam. Lúc nhỏ đã có một dịp là nhiều dịp là đọc cái đấy, tại vì là coi như là trong nhà là nhiều người là đọc thì mình cũng có đứt thì cứ thấy thì đọc. Nhưng mà lúc nhỏ đã thấy là tin tức đấy là không có lộ ra ngoài, và có nhiều tin tức thì báo chí không có đưa, nhưng mà những bản tin tuyệt mật hoặc là mật của Thông tấn xã Việt Nam thì em có tiếp xúc lúc nhỏ. Cho nên lớn lên thì em cũng có một cái thói quen là tham thông tin và nguồn tin này kia, thì em biết cái gì thì em chia sẻ. Hy vọng là những người ở bên Tổng cục 2 là cũng không có không có ý kiến. Sẵn mà anh nói về cái vấn đề Tổng cục 2 mà biết tin ở nước Mỹ nhiều hơn cả Mỹ đó, thì tôi cũng đưa ra một cái ví dụ thôi, mọi người tự suy diễn, không cần nói tới nước Mỹ hay là Việt Nam. Bây giờ cái vụ mà gọi là Ukraine bị Nga tấn công đó, thì Hoa Kỳ đã thông báo trước đó khoảng chừng cả tuần lễ hoặc là hơn rằng là Nga sẽ tấn công vào Ukraine. Trong khi đó thì dường như là phía Việt Nam hoàn toàn không có
lường trước cái chuyện này. Không có. Do vậy mà ngay cả đại sứ quán của Việt Nam ở Ukraine cũng không hề cảnh báo cho công dân của họ để mà di tản trước khi mà cái chuyện đó xảy ra. Và cuối cùng là coi như là cái chuyện đó đã đánh vào. Việt Nam biết hết anh ơi, Tổng cục 2 người ta biết hết. Thế là coi như là... Việt Nam thì như thế, họ im lặng như thế đấy. Mà cái đó nói vậy bị nguy hiểm quá. Nếu mà biết mà không nói như vậy thì dân chúng của người Việt Nam ở Ukraine thì không có được báo trước để mà có cái phương án thì có lẽ là có phải là nhưng mà họ đâu vì dân chúng nhiều đâu mà không vì dân chúng hay thì sao? Dân chúng ở Ukraine sẽ được tin tức của chính quyền Ukraine và tin tức của thế giới thì nước Mỹ cũng đưa cho cả thế giới biết mà. Đại sứ quán của Việt Nam ở Ukraine cũng bất ngờ luôn và cái vụ đó mà giờ cuối là coi như là tôi nghe từ các những người Việt kiều ở Ukraine là cho biết là rất là trở tay không kịp trong cái việc em không nghĩ người ta bất ngờ vậy đó, không có đâu. Còn mấy người Việt kiều bên Ukraine là có xu hướng ủng hộ cho ông Zelensky và ghét Nga lắm, em cũng không hiểu vì sao lại ra cái chuyện như thế. Nhưng mà thời gian trôi qua thì chúng ta thấy là họ cái ghét của họ có lẽ là chật thôi, bởi vì Nga bây giờ coi như thắng rồi. Không, anh cứ nói hoài cái chuyện mà Nga thắng, mà anh nói cái chuyện thắng mà tại anh định nghĩa gì Nga thắng cái gì mà anh cứ nói. Trước hết tôi nói cái chuyện đó thì anh nói khách quan. Tôi cũng khách quan thôi nhé. Có những điều tôi không đồng ý với ông Trump rất nhiều điều nhé. Cái chuyện ông hô ấp mà có viện trợ cho Ukraine tôi đã không đồng ý chuyện đó. Những phát ngôn của ông Trump tôi không đồng ý chuyện đó. Nhưng mà tất cả lại tôi thích ông Trump hơn, tôi prefer hơn là cái chính sách ông Trump đó lợi cho toàn. Anh thấy ông Trump lên xăng có 3 đồng mấy một gallon à. Trứng có 99 cent một dozen này nhé. Bây giờ trứng tới 5 đồng 49, xăng tới hàng 6 đồng ở California này. Anh spend tiền rất là nhiều thêm nhé. Chứ còn không, tôi vẫn khách quan, đừng nghĩ tôi là cuồng Trump, đừng nghĩ tôi là Joe Biden, tôi lúc nào cũng là kính phục ông hết. Ông là thượng nghị sĩ trẻ nhất của nước Mỹ. Nghe, ông có những cái điều ông làm như là cái forgiveness, cái loan cho những người mà làm chính phủ, những người gọi là thầy giáo, cô giáo, tôi đồng ý chuyện đó. Nghe, không có ông Trump, tôi nhắc lại hoài, không có ông Trump, nước Mỹ vẫn số 1 thế giới. Nghe, có thua gì ai đâu. Không có mạ thì chẳng đông, nhưng mà cái chính sách ông Trump hiện bây giờ tôi thích hơn. Ở đây tôi không nói ai bầu ai hết, tôi nói tôi thích hơn chính sách của ông Trump. Chứ đừng, tôi không phải là con người không khách quan nhé. Em nghĩ rằng là một mình ông Trump thì không thể nào mà tác động đến một cái nền kinh tế Mỹ lớn như thế, một siêu cường của thế giới như thế được. Không thể nào nói rằng xăng lên xuống là có những quyết định không? Không. Đây này, có những quyết định gọi là real baby real, ok. Tại vì cái chính sách của Đảng Cộng hòa là họ cho khai thác dầu không phải là 100%, họ cho khai thác dầu 35-40% trong cái resort, cái tài nguyên của nước Mỹ. Mà nước Mỹ có 1.000 tỷ thùng dầu, hơn tất cả thế giới cộng lại luôn nhá, trữ lượng dầu quả của nước Mỹ và cái fossil dầu nữa, cái dầu phiến trắng đó. Thì cái Đảng Dân chủ là họ sợ bị môi trường ảnh hưởng, môi trường rồi đồ, họ cho khai thác ít hơn. Thì khi thời ông Trump lên, nó Cộng hòa lên thì xăng nó sẽ rẻ. Mặc dù vẫn nhập nước ngoài vào nhưng mà anh khai thác nội địa nhiều hơn thì xăng nó đỡ hơn cho dân chúng. Chứ không phải là ông Trump tổng thống không có quyền quyết định hết tất cả người ta, nhưng mà họ đi có những cái chính sách đúng. Cũng như thí dụ với ông Trump, chính sách đúng là gì? Ok, anh tới đây anh tị nạn, anh tới đây anh tìm đường sống gì, tôi có bất cứ lý do gì. Anh ở biên giới đã, ok, rồi tôi phỏng vấn anh từ từ anh vào. Anh có tị nạn gì tôi cho vào. Anh muốn làm, ví dụ anh vào nước Mỹ, anh muốn làm đồng án nào, tôi sẽ cấp giấy cho anh tạm làm. Nó kiểm soát được hơn là ông Joe Biden. Mở cửa một cái ào cho 7-8 triệu người vào, nó tùm lum tà la hết. Thì cái người tổng thống họ có những cái sách đúng, đương nhiên không phải đúng hoàn toàn 100%, nhưng mà nó có lợi cho nước Mỹ nhiều hơn. Quan điểm của anh Hồng về cái vấn đề mà gọi là người nhập cư qua biên giới phía Nam thì như thế nào? Nên làm theo cách của phía Đảng Cộng hòa hoặc là ông Trump, hay là phía Đảng Dân chủ là và ông Biden như là hiện nay? Câu chuyện đó là câu chuyện rất là dài, và câu chuyện đó là liên quan tới lịch sử của nước Mỹ và châu Mỹ. Và câu chuyện đúng nhất á thì là câu chuyện là phải thay đổi rất là nhiều, mà cái đấy thì phải đòi hỏi thời gian. Đất của nước Mỹ là đất của người da đỏ. Không đất của nước Mỹ. Đời, anh nói cái chuyện xa xưa. Em nói không, anh câu hỏi em, của anh này, câu hỏi của anh Lăng là anh giải trên đường dây, anh đồng ý chuyện đó hay là anh giải thích? Chứ còn bây giờ nó đất của Mỹ ngày xưa của Mỹ, rồi đất của Nga, rồi anh nói là Chàm ngày xưa là đất của Chàm. Thế thì nếu mà phải trả lời chính vào câu hỏi thì anh, quan điểm của anh là nên có cái sự kiểm soát nào đó về cái vấn đề qua biên giới, hay là cứ thả lỏng cái biên giới để cho người ta vào như là hiện nay. Bữa trước em đã nói về cái chuyện là luật di trú Mỹ có nhiều cái lạc hậu và người ta phải thay đổi đó. Thì mọi người cũng đã nghe rồi về cái chuyện mà Việt Nam với Mỹ là quan hệ ngoại giao rồi, mà bây giờ lại nói là xin thẻ xanh thì là nói đã từng là đảng viên cộng sản hay chưa này kia đó. Những cái đấy là những cái bất cập. Nhưng mà cái chuyện mà nước Mỹ
là từng hứa với cả châu Mỹ và Nam Mỹ rằng á, là nước Mỹ sẽ là chống lưng cho các nước ở Nam Mỹ. Và ngày xưa đó, mà thời Thế chiến, trước Thế chiến thứ nhất xảy ra thì Tổng thống Wilson của nước Mỹ đã nói rằng là châu Âu thì đừng có đụng tới châu Mỹ nữa, châu Âu là lo chuyện của châu Âu đi. Và bây giờ nước Mỹ thì sẽ là chống lưng cho những nước ở châu Mỹ. Và nước không Mỹ sao. Cũng không có xía vô châu Âu. Không muốn trả lời vào câu hỏi đó cũng không sao. Em nói tiếp, em nói tiếp thêm một xíu nữa thôi. Là cái lời hứa của nước Mỹ là phải thực hiện với những nước ở châu Mỹ Latin. Tức là phải làm sao cho cái đời sống của dân châu Mỹ Latin là phát triển hơn á, thì người ta sẽ sống ở nước người ta và người ta không có tràn vào nước Mỹ. Còn bây giờ mà bao nhiêu năm tháng mà nước Mỹ mà hứa mà không làm thì họ nghèo khổ như thế, thì nước chảy cho chúng họ cứ tràn lên nước Mỹ thôi, thì làm sao cái biên giới nó mà cản được lòng người người ta được. Mấy cái bức tường biên giới như thế thì chỉ cần mấy cái thang hoặc là mấy sợi dây là người ta leo qua rồi, mà đường biên giới dài rộng như thế thì làm sao cản nổi, không cản nổi, bất lực. Không, nó là lời hứa mà ngày xưa anh hứa nói, là anh nói cái tâm lý anh cho cả các nước châu Mỹ là nước Mỹ phải thực hiện rồi đó. Không ai cái chuyện mà hứa không có Mỹ nào hứa chuyện đó. Anh chúng ta thấy anh đưa cái bạn anh đưa cái giấy tờ nào mà Mỹ hứa sẽ lo cho hết dân bên trong Mỹ đâu. Xin học lại lịch sử là trước thứ nhất là cái thời mà tổng thống nói rằng là châu Âu đừng có chạy tới nước Mỹ. Cũng như bây giờ nè, 4-5 người nó chạy vào nhà anh mà anh không cản gì hết, mặc dù anh cản cũng vô mà không cản cũng vô thì sao, 4 thằng nó vô rồi một đám sao nó siêu nữa, tại nó quá dễ dàng. Cái tâm lý bình thường là cái make sense, nó có logical make sense, cái common sense thôi. Ok anh mở cửa, ok nói ui nó mở cửa rồi mình cứ vào nữa, thì cái đám sao đó, ok nó tiếp tục nó encourage, tức là nó khuyến khích đường biên giới nó, bây giờ xuống San Diego là thấy đường biên giới như vậy sao cản nổi. Không tại sao thời kỳ ông Trump họ cản nổi hả? Không cản nổi. Không, rõ ràng cản nổi. Cản ở đây nó có nhiều cái nó vào mà không ồ ạt như là như vậy. Không phải là chỉ cản ngay cái biên giới bằng vũ lực hay là bằng sức lực, mà là nó còn cản bằng nhiều cái chuyện khác, như là ra những cái chính sách như thế nào, thí dụ như là có đuổi về hay không, có giữ lại hay không, rồi có cho vào nhiều trong đó cho những cái quyền lợi một cách dễ dàng hay không. Chúng ta khoan lại, bây giờ một khán giả trên đường dây gọi qua Zalo, chắc có lẽ là từ không phải là từ Mỹ, xin mời anh lên tiếng ạ. Dạ chào bạn. Dạ cho biết tên và thành phố ạ. Em là Martino, người viết thanh, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam. Martino, người viết thanh, Vũng Tàu, Việt Nam. Con chào Chúa, con của Chúa. Xin phố Bonsa TV không bỏ sót cho cái show nào, rất quý anh Lân. Cảm ơn anh. Đặc biệt với anh Phúc thì có nhắn tin riêng trực tiếp. Anh Phúc khi nói chuyện riêng thì rất là khiêm nhường, tình cảm ấm áp. Anh Hồng rất ok, nói chuyện điềm đạm. Nhưng mà tôi có một thắc mắc này, nó hơi kỳ, nhưng mà tôi hỏi thiệt lòng là có khi nào đây là cái game không? Tôi dẫn trước là anh Hồng mà phải nói ngược lại với anh Phúc không? Đặng quý anh tranh luận hay không? Bởi vì tôi sống ở Việt Nam, sinh ra và lớn ở Sài Gòn, rồi về Vũng Tàu sống được 16 năm rồi. Nhưng mà tôi thấy anh Hồng anh nói những cái gì nói ngược không à? Nó không có thực tế. Anh Hồng thì khiêm nhường, anh nói nó chừng mực. Nhưng mà anh nhìn về Việt Nam á, tôi thấy anh là anh chưa phân biệt được thế nào là dân tộc Việt Nam và cái thể chế của việc nhà của Việt Nam hiện tại bây giờ với người dân Việt Nam. Còn tôi thì tôi nói công khai, nhưng mà tôi thấy anh Hồng anh có thực tế hay không? Tại nhiều khi anh nói ngược không à? Ngay cả vấn đề anh nói về nước Mỹ mà lên nơi anh đang sống á, anh cũng nói sai hoàn toàn, không có đúng. Chính vì thế mà anh Phúc anh nói với anh trong cái tình kính, nhưng mà anh thấy nó ngược không à? Thì tôi hỏi là có phải do cái anh suối không, suối trong ngọc kép á, là anh Hồng ơi anh cứ nói ngược lại với anh Phúc đi để làm ra cái tranh luận gì cho nó vui cái đài của anh không? Có câu đó anh hỏi ai, anh hỏi tôi hả? Em hỏi ba anh luôn. Dạ. Nếu mà anh hỏi tôi trả lời. Nếu anh hỏi tôi, dạ, tôi trả lời. Cái điều mà duy nhất của tôi dặn dò hai anh, không phải là dặn dò nữa mà đề nghị với hai anh là các anh suy nghĩ sao thì các anh cứ việc nói như vậy. Còn cái chuyện mà gọi là suối để mà nói tại xu hướng này tôi xử ngát thì chắc chắn là không có rồi. Mời anh Hồng. Tức là nghe thì thôi, cho em xin bình luận cái lời. Nghe lúc anh Hồng nói thì thật sự là khó chịu lắm, nhưng mà thật tâm là rất quý ba anh, tôn trọng ba anh nhiều. Em hỏi vậy thôi, với lại có hôm bữa có nhắn với anh Phúc là có dịp về Việt Nam anh mời Vũng Tàu làm mời anh cái món anh quá chứ. Anh ngồi ở Vũng Tàu mà anh nghe mà anh biểu là anh khó chịu thì những người trong phòng thâu còn khó chịu dữ nữa. Nhưng mà đó là cái quyền của anh Hồng phát biểu, chúng ta không được quyền bịt miệng ai cả. Em báo cho anh Lân biết một chuyện là ở trong quán cà phê á, bây giờ người ta nghe công khai lắm anh. Cái khái niệm cho miền Nam anh biết, anh đi nhiều nơi anh biết là không có cái ý niệm phản động gì.
Đó là cái câu mà tôi cũng tính hỏi anh luôn á. Anh nãy giờ anh nói cái là theo cái cách như vậy, tôi nghĩ là tôi tính hỏi là anh nói như vậy là anh có bị vấn đề gì không, lát nữa có ông công an nào tới hỏi anh không? Tụi em có chứ, em bị hoài, nhưng mà cái vấn đề là em chịu trách nhiệm không sao với anh. À, dạ, ở Việt Nam vụ quán cà phê là mở kênh của anh nè, mở kênh của Trương Quốc Huy nè, mở kênh của Huy Đức hay là trường phòng họ mở công khai nghe anh ơi. Như vậy là điều tốt mà, phải không? Dạ tốt. Rồi rồi nghe xong rồi ai muốn nhận định sao là cái quyền riêng của mỗi người, đúng không? Trương Quốc Huy có ra gì đâu mà tốt anh. Tốt ở đây là mình nói là tốt là được quyền mở, được quyền mở. Có Huy nói tầm bậy tầm bạ tốt gì anh ơi. Cho em ngắt lời anh Hồng, cho em ngắt lời nè. Chính cái điều này là anh không hiểu rõ đó em. Mặc dù em ở miền Nam thiệt, cho trong Việt Nam thiệt á, nhưng mà anh nên nhớ nha, cái tư duy á của người miền Nam rất khác cái miền Bắc của tụi anh. Thì không, mình không nói vậy, nói vậy nó ra phân biệt vùng miền. Dạ không anh, không em không phân biệt nha. Nói miền Bắc được rồi chứ không cần nói miền Bắc của tụi anh. Nghe nó nặng nề quá. Em không kỳ thị, em không kỳ thị anh nha. Nhưng mà tụi em phải biết phân biệt vùng miền để đối xử cho đúng. Chứ tụi em không kỳ thị, nhưng mà tụi em phải có cái sự phân biệt vùng miền mới đúng. Chứ tụi em không kỳ thị nha anh nha. Văn hóa ứng xử của người miền Bắc khác người miền Trung. Ông già em là người Nam anh ơi, em là mẫu là ông già em người Nam anh ơi. Ví dụ có người mà gọi là gốc miền Bắc vô miền Nam sanh ra rồi, hoặc là ngược lại thì sao anh? Sao anh nói lại chứ? Ví dụ có người gốc ở miền Bắc rồi sinh ra rồi lớn lên ở trong miền Nam, hoặc là ngược lại sanh ra miền Nam mà lớn lên miền Bắc thì sao? Làm sao mà mình tính được một cách gọi là cặn kẽ như vậy? Như em đây, ông bà nội ngoại em là Bắc hết. Anh nên nhớ cái giáo dục á, cái tư tưởng người ta ảnh hưởng rất lớn anh. Nó khác nhau hoàn toàn. Em đó là điều chắc chắn. Còn đừng tự ái, nhưng mà cái ứng xử văn hóa ở đây em không kỳ thị nha. Nhưng mà em nói là phân biệt vùng miền. Ứng xử văn hóa giữa Bắc Trung Nam khác nhau hoàn toàn. Rồi trong Nam là Nam nào nữa cả. Miền Nam ở Sài Gòn khác, miền Nam ở Vũng Tàu khác, miền Nam mà miền Nam với miền Tây nó khác nữa anh. Rồi bây giờ miền Nam ở Sài Gòn đi nữa, nhà bên cạnh là chơi nó khác nhà bên mình rồi. Vậy thì đâu cũng khác nhau mà đâu có tính ra vùng miền gì nữa. Thì em đâu có ý nói xấu mấy anh đâu. Phường 1, phường 2 giờ khác nhau rồi. Đúng anh, quận 4 với quận Tân Bình em bất kỳ đúng là ở ngang tạ nè. Nhưng mà thôi bây giờ quay trở lại cái câu chuyện của anh với lại anh Hồng với anh Phúc đi. Anh Martino ơi, nghe anh có tên thánh như thế biết là anh là con của Chúa rồi. Con của Chúa là mắc khuyết điểm là hay bị mất khách quan lắm nha. Cái câu này là anh hơi do chụp mũ nha anh Hồng nha. Cái này lại là coi như là phân biệt cho là tôn giáo rồi đó. Cái này là không được rồi đó. Cái này là anh sai hoàn toàn. Như con hôm qua đó, cái chuyện mà anh nhào vô anh phê bình cái kinh của anh Mai Tiến Dũng á, cái chuyện người ta nói cái cá tính thôi. Giống như anh bây giờ nè, dù anh điềm đạm nhưng mà trong đầu anh á là có một cái tư tưởng rất kỳ cục. Tôi không hiểu tại sao anh vậy mà, thấy không, hôm bữa là khi anh Lân để cho người ta gọi vô á, 10 người hết 9 người chê anh rồi anh Hồng. Trên tôi thắc mắc là có phải em đang ngồi ở phố Bonsai TV, là phố Bonsai TV là một nơi mà cộng đồng người Việt cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa rất là nhiều, thì tất nhiên em phải chịu áp lực thôi. Nhưng mà anh thì nói vậy, nhưng mà khi mà ông Ngô Kỷ lên ông cứ nói tôi là kênh này toàn là mấy ông là bò đỏ vô đọc ổng không à. Dạ người ta nói là kênh của anh Lân là gì bò đỏ gì đó, ai đó cái chuyện của người ta. Bởi vậy và anh đừng có lôi cái chuyện cờ vô đi với tôi con người lính Việt Nam Cộng Hòa nè. Nhưng anh nói câu đó là anh đang gài cái em tôi nè. Anh đang nói ai vậy? Anh Hồng á. Dạ, anh phải nói cho rõ nha. Dạ. Chúng tôi được. Tôi nghe tôi khì cười mấy lần anh Phúc hay hỏi anh câu anh có để ngược không? Thì có cái từ anh ngược ngạo lắm anh Hồng. Thời gian sẽ trả lời thôi anh Martino. Không sao, không sao anh Martino, chúng ta là anh trả lại câu hỏi của anh Martino đi. Rồi tôi mình trả lại. Anh đừng lôi cái chuyện cờ vô đi nói với tôi không được đâu. Rồi. Bây giờ tới ai? Phóng ngày 30 tháng 4 là tôi 8 tuổi rồi. Bây giờ trước hết thì cảm ơn anh Thanh hả, ở trưởng Vũng Tàu gọi vào thì rất là cảm ơn nhé. Còn cái chuyện mà mỗi người một có ý kiến và mỗi người có cái quan điểm khác nhau thì ở đây Phúc 60 tuổi rồi nhé. Phúc không có để ai để gọi là manipulate, tức là xúi dục tôi hay là ngay cả Lăn và Phúc lên đây không phải vì cái gì hết nhé. Cũng có công ăn việc làm, cũng không có giàu có gì, nhưng mà sống thì cũng thoải mái thôi nhé. Thì không phải là giàu có, nhưng mà sẽ không, Phúc rất không thích cái chuyện mà trước khi lên cái game nào, cái show nào game thì quá đáng, cái show đi mà nói ở Phúc phải nói dày để mà làm game này nọ thì không có chuyện đó xảy ra đối với Phúc. Đối với ai có thể có, nhưng mà đối với Phúc không có chuyện đó. Trả lời 100%, mà không phải riêng anh Hồng,
các bạn nào thích gọi lên Phúc Sa hoặc là mà hỏi Phúc, ví dụ có câu hỏi gì Phúc hoặc là nói Phúc sai điểm nào hoặc là Phúc đúng điểm nào thì Phúc cũng sẽ trả lời hết. Dạ. Trả lời theo đúng cái quan điểm. Cái Phúc ý Phúc nói là cái quan điểm của Phúc, cái standpoint của Phúc chưa chắc là đúng. Dạ. Ví dụ đúng với anh này mà sai với anh khác, đúng với cô này sai với bác khác thì hoàn toàn là ý kiến riêng của Phúc, mà không ai tới giờ này thì không ai có quyền gọi là bắt Phúc phải lên kênh này mà nói cái này nói cái kia để làm game, không có chuyện đó. Tôi trả lời hoàn toàn 100%. Đây là cái gọi là tôi chứng minh cho anh ngay cái gọi là quan điểm khác biệt nhau nó đều cần phải được nghe là như thế này nè. Trong khi anh đang nói thì rất nhiều khán giả cũng đang lên là phản đối anh đó. Đúng nói rồi. Rằng là cái gì gọi là con là chúa. Anh phân biệt vùng miền rồi Hai Bà Trưng cũng là người Bắc này nọ vân vân thì anh không thể nào che Hai Bà Trưng được, phải không? Rồi thậm chí còn đòi nói là bây giờ nói là Vũng Tàu Bá Láp rồi lần cho xuống đi không Vũng Tàu Bá Láp thì không được, tôi là cũng gốc Vũng Tàu đây nè. Anh lên cho em nói lên. Tôi gốc Vũng Tàu nha anh. Anh lên cho em nói cái câu cho nói anh lên. Mời. Chính cái điều này mà tụi em trong nước Việt Nam đang thiếu anh, tức là người ta sẵn sàng khác nhau về quan điểm, nhưng mà thấy ba anh ngồi với anh Hồng với anh Phúc đó, dù khác nhau trong cái quan điểm, cái nhìn, nhưng mà tôn kính nhau, vẫn ngồi với nhau tranh luận. Đó là cái điều mà trong Việt Nam các em đang thiếu cái điều đó, tức là không có tôn trọng cái tự do ngôn luận là không chừng là chưa được có. Còn cái thứ hai mà khi em anh thắc mắc cái câu hỏi đó thì là em thắc mắc cái việc em thôi, còn ai phản đối em khi mà em quyết định gọi cho các anh đó lại biết là cả thế giới nghe, và em biết là nhiều người có phản đối em, điều đó đối với em là chuyện bình thường. Tuy nhiên Phúc nói chưa chắc điều tôi nói là đúng hay là sai, nhưng mà tôi nói thì tôi nói thôi, tại vì tôi thắc mắc là có phải vì anh Hồng á anh cố tình như vậy hay không, hay là anh hiểu được như vậy luôn, anh mặc định như trong tư tưởng như vậy luôn. Mà nếu anh mặc định như vậy á là nhiều cái không đúng nha. Thực tế tôi đang sống ở đây á, có những địa phương tôi đang sống nè là good, nếu mà so sánh với các bệnh viện khác là good, không có gì để tôi phải phàn nàn cả. Nhưng mà tôi nói rõ lại một lần nữa, phân biệt vùng miền khác giới kỳ thị nha, anh phải nghe rõ. Tôi là người làm về chương trình này, về bên văn hóa nè, truyền thông nè. Ví dụ tôi tới một cái đám đó là người miền Trung thì tôi phải ứng xử theo cách của người miền Trung. Tôi tới cái đám đó mà người miền Bắc, tôi có cách ứng xử cho phù hợp với văn hóa người miền Bắc. Hay tôi tới một cái đám đó là người miền Nam thì tôi lại có cách ứng xử cho phù hợp văn hóa của người miền Nam. Đúng, cái đó là cái lựa chọn về hành xử của anh thôi, không sao cả. Dạ, mình phân biệt mình tốt mà. Đó là cái đó cách của anh, nhưng mà chưa chắc cách người khác nó như vậy. Những người cộng sản là họ có công thống nhất đất nước đó anh ơi, anh Martino. Những người cộng sản họ thống nhất đất nước và thống nhất Việt Nam như vậy là trên thế giới là có 102 đó, không phải nước nào cũng làm được đâu. Anh Hồng nói chuyện ngay vừa rồi, anh nói cái kiểu của anh đó là người ta ghét rồi. Chứ gì anh nói là tôi có con chú thì là tôi đâu có đụng chạm đến gia phả anh đâu. Tôi còn có ai làm chuyện của tôi là thứ nhất. Cái thứ hai anh đừng có mắc cái chuyện cờ nó với tôi. Anh biết mẹ gì cờ vàng, nói thẳng nha vậy đó. Anh không biết gì về cờ. Chúng ta kiểm soát ngôn ngữ một tí thôi anh. Anh mới nói là mọi người phải cần tương kính nhau mà, thì các anh cũng phải tương kính vô với lại khác mọi người đây chứ. Anh Martino thì sống ở Việt Nam. Cái âm trầm nó có vẻ nó dịu dàng ha. Nhưng mà anh chơi game gài. Anh thừa biết là bây giờ rất nhiều người nghe tôi nè, công an đang nghe tôi nói luôn nè. Nhưng mà cái chuyện đó là tôi đã nói tôi không sợ. Nhưng mà anh đừng có chơi cái game gài. Anh ngồi Mỹ anh nói được, nhưng mà anh biết là tôi ở Việt Nam, trong Việt Nam là chúng tôi bị hạn chế mà anh học. Nhưng mà anh đừng có móc cái đó ra nói với tôi là không nên như thế. Bởi vì cái chuyện anh đã nói cái điều không nên nói thì tôi cũng sẵn sàng đáp trả lại những điều mà tôi không nên nói. Cái này thì cái này thì tôi không binh anh Hồng, nhưng mà nói một cách cụ thể ra, anh Hồng ngồi ở đây nói chuyện mỗi tuần, hôm nay thì ngồi ở đây. Dạ. Mà anh thì là người ở xa gọi em, vô. Em có nói câu nè. Thì em anh lắng nghe nè, anh lắng nghe nè. Thì em thôi, em rút lại cái câu đó. Và ừ. Anh Hồng. Anh lắng nghe nè. Anh Hồng không thể gài được, anh là người chủ động gọi vào mà, đâu phải anh Hồng mời anh vào mà gài. Anh ơi, thành ra là tôi hiểu. Đó là cái thứ nhất. Người ta nghe ngay biết ngay là anh Hồng đừng gài. Cái thứ nhất, đó là cái thứ nhất. Rồi mắt đi nô rồi là anh Hồng nghe nè. Cái tinh thánh của người Công giáo, ok, nhưng mà ở người Tây phương á, tinh thánh của họ Mary hay là Joseph bình thường anh,
anh đừng có mắc cái chuyện tôi con chúa vô vậy. Sao anh nói con chúa là cực đoan được? Anh nói là tầm bậy. Nó cũng có thiên kiến nơi anh Martino, tại vì ông cha của bên anh Martino là từ ngoài Bắc chạy vô trong miền Nam, là từ miền Nam có nhiều người qua Mỹ đó, cho nên thực sự cũng có những cái mà nó cũng mất khách quan á. Miền Nam này là Bắc tiến, đúng không? Sai, không sai, không sai nha anh Hồng. Tôi nói là không sai, nhưng mà anh phải nên hiểu nè, một đứa trẻ sinh ra trong một môi trường sống nào đó, nó có một tư duy đó, do cái giáo dục, do cái nền tảng của vùng miền đó. Anh hãy tin điều tôi nói, một đứa trẻ sinh ra ở miền Tây, nó lớn lên, cái văn hóa ứng xử nó khác. Một đứa trẻ sinh ra ở miền Bắc hoặc miền Trung, nó có một cái ứng xử văn hóa, từ cách đi đứng, nói năng, ăn uống, mặc trang phục, nó khác lắm. Cảm ơn anh gì nhỉ? Anh Thanh. Anh Thanh cho mới kết đi để mà anh Hậu có kết cái chúng ta lại mua con. Trước khi kết em xin nói 30 giây thôi, 15 giây thôi. Là em rất quý anh Lân, anh Phúc và cả anh Hồng nữa. Quý là các anh có một cái tính dân chủ, tự do ngôn luận rất tốt. Còn về khác, tại vì khác thì nó trái với cái điều mình nghe thì mình phản biện lại thôi. Như anh Phúc nói là chưa chắc điều tôi nói là đúng hoặc là sai. Cái chuyện đúng sai khán giả nói và tôi tôn trọng cái điều ấy. Nhưng mà có những cái nó sai quá, nó sai với nền tảng quá thì cho cái điều đó người ta không chấp nhận, vì nó không đúng với thực tế như anh Hồng nói. Nó hoàn toàn sai, nó không đúng. Anh Hồng hãy về Việt Nam ít nhất một năm, anh đi vùng miền, anh trải nghiệm một cách thực tế đi. Như cái anh chàng lại ngửa chân đi, anh phải trải nghiệm đi rồi anh sẽ thấy. Anh Thanh ơi, em là một người sinh ở ngoài Bắc và em lớn lên học ở thành phố Đà Nẵng và em làm việc ở Sài Gòn và đồng thời nữa Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời em cũng học ở bên Nga và không, em cũng qua bên Mỹ sống, tức là cái những gì em nói là cũng là trải nghiệm của cuộc sống của đời em anh ơi. Nhiều người dân lắm, anh nói nghe. Đâu có dễ gì có người vừa sống ở bên Liên Xô vừa sống ở bên Mỹ anh, đâu có nhiều đâu anh. Nhưng mà có những người họ bảo thủ không thể nào lấy được cái tính rừng rú ra khỏi cái đầu họ được anh. Có những người như thế, anh đừng có anh đi nhiều nơi là anh ấy. Người đi nhiều nơi là đầu óc họ phải phóng. Thôi bây giờ là mình sẽ xà quần này không tới chốt. Rút lại cái chốt là coi như vẫn trên cái tinh thần là mỗi người mỗi quan điểm. Có thể là nghe rất là khó trôi nhưng mà đó là cái chương trình đó là như vậy. Hy vọng anh vẫn tiếp tục lắng nghe trong đó chương trình kể cả anh Hồng. Xin hộ cho Phố Bonsai TV. Cảm ơn anh. Không bỏ show nào của anh đâu anh Lân. Dạ vâng. Hôm nay là đầu tiên là nghe trực tiếp á. Rồi. Dạ. Rồi. Cảm ơn ba anh và anh Hồng tiếp tục còn ngày nào giây phút nào ở Cali gán đi ăn phở nhiều nha anh Hồng. cảm ơn anh nhiều nha. Dạ và em có nói cái điều gì đó hơi nặng nề thì xin lỗi tất cả anh Hồng, anh xin lỗi anh Lân, anh Lân. Không sao cả. Ở đây tất cả mọi người đều gọi là da dày lắm. Anh Hồng cũng nghe nhiều nơi rồi chứ không phải mình anh đầu tiên đâu. Cảm ơn anh. Đấy. Thì đó là cái câu chuyện gọi là khác biệt của chúng ta, là nó không phải là đơn giản nếu mà muốn gọi là khác biệt hay là muốn bảo vệ cái quan điểm của mỗi người hoặc là muốn lắng nghe được cái quan điểm của người khác cũng không phải là điều đơn giản, thưa anh. Không, trước hết là cảm ơn anh Thanh gọi vào, tôn trọng hoàn toàn ý kiến của mọi người, không riêng gì ông Hồng, tất cả mọi người lên đây, thí dụ như không phải ông Hồng ABCD, 3CD thì tôi cũng tôn trọng họ, tại vì tôi đã nói hoài là thời điểm này có thể là câu nói mình đúng đó, một thời điểm sau câu lắc chưa đúng, những cái chuyện 10 năm trước mà nói đúng nhưng bây giờ nó sai, thì không khó để đúng sai, đúng sai không tùy theo mỗi người nhận định, nhưng mà thí dụ mình nói một câu chuyện bây giờ tôi nói hoài, thí dụ bây giờ nè, bây giờ mấy giờ rồi, 7:10, ok, đó là sự thật rồi, ok. Bây giờ thời tiết mấy độ, ví dụ cho là 40 độ đi, độ F đi. Thì không thể nào mình cãi đâu, cái này mới 5 giờ được. Đúng không? Có cãi cả đường nha. Hả? Tôi nói thế, ví dụ bây giờ nó đưa chuyện đơn giản luôn, anh đi trên đường đi. Bây giờ cái lane bên này là bên trái hay là cái lane bên này là bên trái? Mà anh đi ngược lại là cái lane bên trái nó thành bên phải, mà lane bên phải thành bên cái trái. Cái đó là anh nói theo đúng, tôi hoàn toàn là. Nhưng mà khi mà by the law của cái luật của California, transportation của luật cao nhà, thì nó đã phân biệt. Đó là tại sao law, tại sao luật pháp nó đưa ra. Mình không phải là mình nói cái vấn đề gọi là cái luật. Mà mình nói là đổi cái góc nhìn là nó biến thành hoàn trái toàn, phải. Hoàn toàn đồng ý câu nói đây nè. Anh thấy có những cái điều luật mà anh nó không make sense với anh luôn nữa. Nhưng mà nó là luật. Rất nhiều nhá. Cho nên là nó phải như vậy. Thí dụ bây giờ anh Hồng tôi nói tiếp một giây thôi. Anh Hồng nói Nga bây giờ thắng. Nga bây giờ thắng. Nga hiện bây giờ thắng Ukraine rồi. Thắng cái gì? Thế thực tế nó chưa thắng. Rồi tiếp theo anh này đi nhá, xong rồi. Thôi chúng ta tiếp một khán giả nữa là anh Vinh. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục trả lời vài câu trên đây rồi quay vào cái chủ đề nữa. Chúng ta còn hai chủ đề nữa chưa đụng tới, thưa anh. Thưa các anh. Anh trên đường dây thì thấy cái tên là hiện ra là Vinh đó, nhưng mà không biết là anh tên gì, anh cho biết tên và thành phố ạ. Hello.
Tôi tên là Vinh ở Hà Nội. Vinh ở Hà Nội, thủ đô. Dạ, chắc là qua phản biện anh. Dạ, xin chào Vinh. Tôi nói luôn là con đang... Mời lên tiếng ạ. Anh Hồng, anh biết tôi đấy, tại vì nick... Anh Hồng biết anh Vinh. Rồi, không sao, coi như là đồng hương đi. Hình như internet của anh nó hơi bị kém á, cho nên nó... Đấy, internet thế. Alo. Vâng, có nghe đó anh, lúc được lúc không ạ. Anh Hồng, anh nói luôn kia, không có ai rồi. Không có ai ở tổng cục 2 mà đi nói với ông Hồng chứ. Anh Hồng bây giờ tới gọi là anh ơi, từ lúc nhỏ em đã tiếp xúc với cả nhiều tài liệu của tổng cục hạt cục hai ở Lý Nam Đế, Ba Đình, Hà Nội đó anh ơi. Tiếp xúc bằng cách nào? Anh leo vô trong trụ sở của người ta hả? Dạ không, tài liệu của người trong gia đình là coi như là được phép đem về nhà đọc thì bọn con nít bọn em cũng được đọc ké. Đó là phạm luật chết. Chuyện đấy thì cũng là vô hại thôi, con nít mà. Mời anh tiếp tục ạ, anh Vinh. Anh giận quá, anh tắt phone rồi, thôi không sao. Thì bây giờ quay trở lại là câu chuyện của... Để tôi xem nào, các anh có muốn nghe từ khán giả không? Một vài câu. Một vài câu nha. Cái này đề nghị của anh Phúc, có một khán giả tên là Super Diamond đề nghị anh Phúc nên bớt nạt nộ cướp lời anh Hồng, dù sao anh Hồng cũng là người đang cộng tác cho diễn đàn. Bữa nay anh Phúc thấy nhường nhiều đó nhá. Để dẫn dắt người Việt Nam hiểu rõ những vấn đề mọi người đang muốn biết. Anh Vinh là quay trở lại. Anh Phúc lên nay nhường nhiều á. Chả có gì mà cướp lời, không cướp lời gì. Có nặng nộ không? Không. Đấy, khán giả nói ạ. Như này này, với anh Hồng. Tôi chỉ có ý anh Hồng ấy. Anh đi làm truyền thông em cái gì. Tất nhiên là ý kiến của riêng anh ấy thì là ý kiến của anh ấy. Nhưng mà nói... Đấy, lại bị tắt nữa rồi. Có bị tổng cục ai đâu. Nói đùa thôi. Mua gói cước mới đi anh. Lấy internet cái nâng cấp lên tí. Không sao, có nhiều khi có chỗ nó bị internet nó không. Dạ nghe đây anh ạ. Anh nghe được không? Có nghe. Alo. Không được. Bảo anh Hồng là anh ấy làm truyền thông ấy, anh nói cho nó chính xác, đừng có nói liên thuyên. Ai nữa là tổng cục 2 không bao giờ đi ăn nói với cái kiểu đấy. Mang tiếng. Tổng cục 2 cũng là con người, cũng là những người yêu nước Việt Nam, sao không nói được anh? Đấy không phải nói yêu nước. Đấy là ông nói liên thuyên làm cho khán giả người ta hiểu nhầm. Không, sự thực là như thế anh. Nói như thế là không được. Em lúc nhỏ là ở Lý Lâm Đế là coi như là ngay kia tổng cục 2 mà. Nhiều cái anh tổng cục 2 là coi như là chơi với em từ nhỏ đến giờ mà giờ dẫn bọn em đi chơi khắp nơi mà. Không mà. Cảm ơn anh Vinh nhá. Là thắng ông có biết là bây giờ Nga đang bị mất lãnh thổ, chiếm lãnh thổ của Ukraine đang bị xuống không so với cả hồi cách đây 2 năm không? Lạc hậu quá. Ok, Vinh lạc hậu quá là chết rồi. Anh Vinh đi nhậu với anh Phúc đi. Tôi có tài liệu mà tôi comment vào trong cái kênh của ông rồi đấy. Tài liệu hàng ngày báo đăng cả tiếng Nga tôi. Tại vì tôi thấy ông bảo ông biết tiếng Nga mà. Mà tôi cũng biết tiếng Nga mà. Dạ vâng, cảm ơn anh Vinh nhé. Tôi thấy kiểu này là coi như là từ trái sang phải, từ bắc xuống nam là coi như là... Coi như là anh Vinh với anh Phúc đi nhậu đi, đang nhau rồi. Đang phản đối anh Hồng dữ dội quá cho nên thấy là gọi là anh Hồng cũng là một người hết sức là lập trường kiên định đấy chứ không đùa đâu. Anh ý kiến gì không? Anh Vinh xin hết lời khán giả và anh Lân và anh Phúc là anh Vinh, anh là chiến binh của bên quân đội nhân dân Việt Nam đấy nha. Đang là quân nhân của quân đội Việt Nam. Thế mà còn phản đối nhưng anh. Nhưng mà anh hơi có tư tưởng bất mãn. Anh hơi có tư tưởng bất mãn, em cũng hơi ngạc nhiên chuyện đó. Tức là người nào mà nói ngược anh là thành tư tưởng bất mãn hết phải không? Theo những gì mà em nhìn nhận về thời cuộc thì em thấy là cái cách suy nghĩ của anh nó hơi lạ. Theo như em biết về những người bên quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ cách suy nghĩ hoặc cách trình bày của anh Hồng còn lạ dữ nữa cho nên là từ trái sang phải, từ chết. Có thể nhiều người gọi em là mà thay... cái đó là cái quý. Cái mọi người gọi em là thay ông Trần Dần nhà tiên tri vũ trụ đời mới mà. Thì tất cả những ý kiến gọi vào thì mình cảm ơn hết, tại họ bỏ thì giờ vào. Thứ nhất là họ đã coi anh em chúng mình nói. Thì đó là một sự cảm ơn, appreciate rồi. Và họ gọi vào nữa thì đó cảm ơn hơn nữa. Mỗi ý kiến mọi người thì tùy mỗi người một trách nhiệm cho họ đó. Anh Hồng nói tôi nói vậy. Để trả lời các bạn nãy tôi chả gì nên đặt nộ hết. Đó, nhiều khi debate với nhau, nói chuyện với nhau thì phải có là nói vậy chứ không có gì. Tính tôi không có cái chuyện gì mà nạt nộ ai cả. Nhá, bình thường vậy. Đương nhiên phải có nóng giận, tôi cũng là con người thôi. Nhưng mà ví dụ như quá đáng thì xong rồi thôi.
chứ không có chuyện nạt nộ. Lại một lần nữa cũng là do cái cách nhìn của mỗi người, anh thì không thấy nạt nộ, nhưng mà có thể là người ta đứng nhìn vô màn hình TV thì người ta xem, người ta coi cảm nhận đó là nạt nộ. Như thế nãy tôi nói chuyện với anh Hồng, nói xong tôi nói thì anh Hồng nói đó, anh Hồng cho tôi nói. Em xin nói là cũng bình thường thôi. Show mà em xuất hiện trực tiếp ở Phố Bôn Sa TV thì anh Phúc nhường nhịn, không có giống như lúc em ngồi trên màn hình. Anh cũng nhường nhịn. Không có gì nhường nhịn. Giống nhau thôi. Anh không cần phải nhường nhịn tôi. Không. Không có gì nhường nhịn, anh nói tôi không gì nhường nhịn. Ở đây không có phải đánh nhau mà gọi là để mà thi cuộc thi gì đâu mà phải nhường nhịn với nhau. Có lẽ là cái anh khi dùng mà cái trực tiếp á là anh dùng cái trường nhường nhịn đó, mà khi nào lên nói và khi nào là lên im lặng để cho người khác nói. Còn qua làn sóng điện qua e còn ngoài ra đó, hồi nãy tôi cũng chưa có không có gì để nhường nhịn hết. Nãy chưa có dịp trả lời anh Vinh ở Vũng Tàu. Anh Thanh ở Vũng Tàu, cái điểm là anh nói rằng là ở Việt Nam thì các chúng tôi không có cái tiếng nói, cái cách mà như các anh ngồi mà nói một cách trình bày một cách thoải mái như vậy đó, khác quan điểm nhau như vậy. Thực ra mà nói thì không phải chỉ ở Việt Nam không đâu, như ngay từ ban đầu chúng tôi có nói đó, đây là một cái show rất đặc biệt, một cái chương trình rất đặc biệt thì đúng hơn chữ show, nghe nó có vẻ showbiz quá. Chương trình rất đặc biệt, nơi mà những cái tư tưởng khác nhau, mà trong trường hợp này là anh Hồng với anh Phúc lại là càng khác nhau dữ nữa, cho nên là không phải cái chương trình nào khác ngay cả ở đây cũng có cơ hội được như vậy đâu, cho nên là điều đó cũng là cái điều mà anh Thanh cũng không có cần gì phải gọi là quá ngạc nhiên khi mà ở Việt Nam mà không có mà ở đây có. Không, ngay ở đây là cái chương trình mà gọi là đây cái tinh thần gọi là tự do ngôn luận được bảo vệ bởi tu chính án thứ nhất, nhưng mà không phải là ai cũng thực hành cái điều đó. Đấy. Nhưng mà thấy anh Lân về Việt Nam mà làm tin thì thấy anh Lân cũng nói chuyện thoải mái mà không đâu có bị hạn chế gì đúng không? Cũng tùy ạ, thưa anh. À đó hả? Cũng tùy câu chuyện. Tuy nhiên giờ bảo tôi làm cái show mà cha hai anh ngồi ngay giữa Sài Gòn mà phản biện nhau như vậy thì chắc cũng chưa chắc ạ. Cái đó chưa chắc. Thì đó là mấy hôm anh Hà Văn Sơn, mỗi nơi, có một cái vẫn nói ở Sài Gòn, mỗi nơi có một cái luật về vấn đề báo chí nó khác nhau, mình phải xác định như vậy cho nó rõ. Điều 331 ở Việt Nam thì có nhưng mà ở đây thì không có. Thí dụ như lát nữa chúng ta sẽ có một cái tin ở trên cái trang thông tin chính phủ đó, lúc chúng ta sẽ có một cái đoạn, một cái phần chúng ta nói về những cái thông tin mà chúng ta nghe trên cái trang thông tin chính phủ, là cái trang Facebook rất là popular, rất là nổi ở Việt Nam hiện nay, trang của chính phủ mà lại rất nhiều người xem, so với lại tất cả những cái trang như là ở Mỹ hay là ở Pháp gì, tôi không thấy có chính phủ nào mà cái trang Facebook là rất nhiều người xem như vậy. Thì nó cũng có những cái một cái tin nó có liên quan tới cái việc như vậy, lát chúng ta sẽ nói tới. Rồi thì tạm thời là như vậy. Bây giờ quay sang một cái tin cũng khá là nóng mà cũng không được vui lắm, đó là cái việc mà Israel, theo tôi thôi nhé, không vui là tôi thấy theo tôi, tức là có cái sự gọi là bắn giết chết chóc đó. Nhưng mà anh Phúc thì có chia sẻ cái tin này hồi nãy, là Israel đã tập kích vào tòa lãnh sự Iran ở Syria khiến 7 người chết. Thì thực ra mà nói thì cho tới nay Israel chưa có tự lên tiếng rằng là họ là cái người chủ động trong cái vụ này, nhưng mà nhìn thấy thì cũng nó là như vậy. Và phía bên Iran cũng như là Syria đang lên tiếng gọi là lên án Israel trong cái vụ này. Và trong cái vụ này thì chết một ông tướng, gọi là ông tướng rất là lớn của ông bên Iran, đang có mặt ở tòa đại sứ hay là tòa lãnh sự của Iran ở thủ đô của Syria, và ông là một trong 7 người tử vong với cái cuộc tập kích này bằng hai chiếc hình như hai chiếc máy bay bay qua và tập kích như vậy. Anh Phúc là người chia sẻ cái bản tin thì anh cho biết ý kiến trước ạ. Thật sự là cuộc chiến này là cuộc chiến của từ Israel với những cái người gọi là cho là khủng bố đó, phải không? Đứng đầu là Hamas rồi đúng Houthi ở Lebanon rồi Syria thì nó da dặn lắm, thì nó rất là đẫm máu. Mình thấy những cái cuộc mà tiến hành gọi là tiêu diệt của Israel vào Hamas vào Gaza nọ thì dân chúng chết nhiều lắm, nhưng mà khổ cái những người Hamas á, họ dùng cái người dân họ không cho di tản, họ dùng người dân họ đỡ đạn đó, thì dùng cái siêu đó họ cho bệnh viện cũng là Hamas nằm trong đó, thì rất khó để mà không có đổ máu dân thường. Thì người Israel họ tránh dữ lắm rồi mà vẫn còn bị
chuyện đó. Thì cái này là hoàn toàn tôi nghĩ Israel họ có quyền làm gì đó, tại ông tướng Mohammed Ahadi này là một ông tướng gọi là mastermind, là một người gọi là tính toán, gọi là một người gọi là mastermind, tức là một người chỉ huy thiết kế lược để mà ba cái mặt trận chống Israel là tôi nói là Syria này, rồi bên Lebanon mà bên Hamas đó, thì người Israel họ có quyền ra tay trước và họ sẽ tiêu diệt cái đó. Tại vì tiêu diệt cái đó để một để Iran mà kiếm một người nào mà thế chỗ vào công Mohammed Hadi này thì rất là khó khăn, phải đào tạo rồi phải nghiên cứu cái ông này rất là kinh nghiệm, 64 tuổi. Giống như ngày xưa ông Trump quyết định giết ông tướng Wasan gì đó thì Iran cũng la làng nó xóm lên, thì cuối cùng là cũng quả mồm thôi. Nên họ biết Iran, họ biết họ đang còn thất thế, đang còn yếu trước Israel rất nhiều. Mà Israel bây giờ có thấy họ là lưỡng đầu đấu địch ba bốn mặt trận luôn thì họ phải ra tay trước để ông này là ông người tổ chức những cái chuyện gọi là đánh sắp vào mà ông này là một trong người tổ chức để mà Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10 vừa rồi, giết gần 2.000 người Israel trong một cái đề trong một ngày. Thì tôi hoàn toàn nếu mà ủng hộ thì quá đáng, nhưng mà tôi nghĩ Israel họ có quyền làm điều đó. Tôi nghĩ Israel họ có quyền làm điều đó. Trước khi chiến này là trước đó là Israel đã nhung nhưỡng vấn trách nhiều vấn đề người Palestine, nhưng mà họ đã bị sai lầm. Bây giờ họ chính quyền của người Israel đứng đầu ông thủ tướng Netanyahu và cái đầu cát ổng và hầu như người dân của Do Thái là họ quyết định sẽ mãi mãi thì quá đáng, mình không còn sống để mình biết, nhưng mà sẽ không có cái chuyện đó xảy ra ngày 7 tháng 10 lần thứ hai cho dân tộc Israel. Đã, thì tôi nghĩ họ có quyền làm điều đó. Trước khi mà anh Hồng nói thì tôi cũng thêm cái thông tin là nói cho rõ là cái cuộc không kích này, cuộc gọi là tập kích này đó thì giết 7 người. Là nằm trong một cái buổi họp mà đang họp với nhau, hoàn toàn không có bất cứ một dân thường nào mà bị chết ở trong này, cho thấy rằng là cái độ chính xác cao của cái cuộc tập kích. Có tin tình báo là một việc mà tập kích mà bắn vào mà coi như là chính xác như vậy, không có văng ra cái chỗ khác gì hết, thì đó cũng là một cái phải ghi nhận cái điều đó. Ngoài ra thì cũng ghi nhận thêm cái điểm nữa là nếu mà nói là cái nơi này là cái nơi của Syria, như vậy là máy bay của Israel đã bay vào cái địa phận không phận của Syria để mà làm cái việc này, thì không. Nó có mang tính là xâm phạm vào chủ quyền của Syria như là Syria đang lên án hay không? Đây, cái này là tòa lãnh sự của Iran nữa. Mà tòa lãnh sự là gì? Cũng là chủ quyền đất trong gia. Anh nên nhớ là tại vì Syria đứng đầu tổng thống Assad á, cho cái phiến quân, nhà cái phiến quân đó tập kết vào lãnh thổ của Israel, tức là dùng vũ khí, dùng gọi là tên lửa bắn vào Israel rất nhiều lần, thì người Israel họ có quyền xâm phạm lãnh hải là không phận của Syria từ lâu rồi, để mà trả đũa. Tại vì Syria đứng đầu là ông tổng thống Assad á, là kết bạn với lại là đồng minh của ông Iran, mà Iran là không cho muốn nước Do Thái tồn tại trên bản đồ thế giới, thì họ dùng cái căn cứ ở Syria để mà tập kết vào Israel rất nhiều lần, họ có quyền làm điều đó, hoàn toàn đúng luật pháp quốc tế. Cũng như ông Nga bắn vào Ukraine một ngày một tuần 300 cái hỏa tiễn, các bạn nghĩ đi, 2-3 năm trời nay, thì người Ukraine bây giờ phương Tây họ nói Ukraine có quyền dùng vũ khí bắn lại nước Nga, bắn lại cho những cái địa điểm mà quân sự ra, tôi không nói dân chúng. Của nước Nga, thì Nga bây giờ la làng lên chỗ là khủng bố cũng được không, anh bắn vào tôi một tuần lễ 300-400 cái quả tiễn, 300-400 cái máy bay cái drone, thì tôi có quyền gọi là tit for tat, tôi có quyền đáp trả lại theo luật pháp quốc tế, đừng la làng. Mời anh Hồng ạ. Hình như hơi lặng đó ha. Thì em cũng nói tiếp là câu chuyện này là câu chuyện khó lường lắm. Câu chuyện khó lường là bởi vì bây giờ là có cảm giác rằng quân đội Nga đó, quân đội Nga và tình báo Nga là coi như là bây giờ họ cố ý để những cái chuyện này xảy ra. Và thực tế bây giờ chiến trường thế giới á, nó đi lẹo quá, là chúng ta đây không theo kịp. Và cái đầu não của quân đội Nga với ông Putin bây giờ là một cái tầm mức mà dường như không ai lường được. Hồi nãy em có nói về cái chuyện mà bầu cử của nước Mỹ, bây giờ những cái nhà tư bản á, là họ lộ diện và họ ủng hộ trực tiếp cho những người bên đảng Cộng Hòa. Thì Nga họ là coi như là nhìn thấy cái chuyện đó. Rồi tiếp tục nữa là bây giờ Do Thái mà lại tấn công vào Syria mà lại diệt bên phía tướng của Iran như thế, thì cái độ chính xác tình báo của Do Thái lâu nay họ giỏi thì ai cũng biết, tình báo của nước Mỹ cũng giỏi, nhưng mà tình báo của Nga thì cũng là siêu siêu đẳng thế giới, mà tại sao họ không nói gì về chuyện này,
họ không báo gì cho Syria với cả Iran, là phải chăng là bên quân đội Nga họ im lặng để chuyện này xảy ra, để mà cái bàn cờ thế giới bây giờ là thuộc dạng là kiểu như chơi lớn. Chơi lớn như thế thì nước Nga sẽ tính được cái chuyện gì trong cái chuyện mà họ muốn là dẫn dắt thế giới, lập lại một cái trật tự mới của thế giới. Thứ nhất á, là nước Mỹ á, thì coi như là không muốn Do Thái là chiến với cả là Hamas lâu dài, và nói rằng là phải ngưng chiến. Nhưng mà Tổng thống Netanyahu á, thì vẫn muốn chiến hoài. Thì cái đấy là cái chuyện mà nhà nước Do Thái và quân đội Do Thái dường như là đang tự sát đó. Và cái tội của họ mà cái tội diệt chủng chống lại loài người như thế thì mai mốt họ sẽ bị tính sổ. Thì đúng theo một cái tư duy thông thường á, là quân đội Do Thái là phải lui quân. Nhưng mà quân đội Do Thái thì cứ sấn tới, mà trong khi nước Mỹ thì không muốn chống lưng cho Do Thái nữa. Đó, mà chiến trường của Ukraine thì bây giờ là Nga là có thể sẽ lấy luôn là Kharkov và lấy luôn cái vùng Odessa như thế. Thì diện tích của Ukraine là sẽ mất là lên tới là 30%, là mất rất nhiều. Và những ngày sắp tới là quân đội Nga là sẽ thanh toán Ukraine luôn, đánh một cái giả mà không cho đầu hàng nữa, mà đánh là lấy lãnh thổ và bắt buộc là Ukraine phải theo đúng những gì mà Nga họ muốn. Và chiến trường Trung Đông á, thì họ cứ để cho Do Thái là muốn làm gì thì làm. Nhưng mà cái chuyện đấy thì nước Mỹ là phải vừa hỗ trợ cho Ukraine, vừa hỗ trợ cho Do Thái. Rồi bầu cử nước Mỹ thì lộn xộn đủ thứ như thế, mà chúng ta thấy là cái đấy là dường như là Trung Quốc với Nga họ đang đưa nước Mỹ vô một cái sự rối ren, mà Do Thái thì lại không nghe lời nước Mỹ. Thì tức là trong tương lai là cái nhà nước Do Thái như thế là sẽ bị xử. Và cái thế đứng của nước Mỹ ở Trung Đông là có khi bị bật bãi, bị văng ra. Rồi cái câu chuyện của đất nước Do Thái đó, là ngày xưa mà truyền thông của phương Tây tuyên truyền đó, là nhà nước Do Thái, chủ nghĩa phục quốc Do Thái là giống như một cái dân tộc mà lưu lạc khắp thế giới và được về cái vùng Jerusalem như thế mà lập quốc được ca ngợi đó. Thì thế giới bây giờ người ta đang nhìn lại là cái dân tộc Do Thái là có xứng đáng được cứu cái hồi Thế chiến thứ hai không? Bởi vì đã bị phát xít Đức là hủy diệt. Nhưng mà đồng minh và Liên Xô và Mỹ và Anh là coi như là cưu mang Do Thái. Mà bây giờ một thời gian trôi qua thì thấy cái dân tộc Do Thái, cái nhà nước Do Thái đó là không xứng đáng với cái sự tin cậy của thế giới. Mà bây giờ họ quay trở lại, họ hủy diệt người Palestine là không khác gì phát xít Đức ngày xưa mà hủy diệt Do Thái hết. Giết người gì tới mấy chục ngàn người chết. Mà bây giờ Liên Hợp Quốc và thế giới là cứ để cho họ làm hoài. Và nước Mỹ muốn họ ngưng thì Do Thái không chịu ngưng. Thì em nghĩ là nhà nước Do Thái và quân đội Do Thái là đang tự sát đó. Không không, anh nói cái là anh nói thì nhiều lắm, nhưng mà tôi cấm điểm vài điểm đây. Cái điểm nào mà anh cảm thấy... Thứ nhất là Do Thái chả có gì tự sát hết. Ai là người gây độc chiến? Bây giờ người Do Thái đứng đầu là ông Netanyahu, ông quyết định không cho Hamas tồn tại, là để mà có cơ hội để làm ngày 7 tháng 10 giết gần mấy ngàn người dân, trong đó có con nít trẻ em rất nhiều. Ok, cái chuyện mà anh thấy mà diệt chủng đó là anh nghe những báo chí thân cánh tả, thân Palestine nói thôi. Họ người Hamas họ không, trước khi Israel muốn tấn công cái gì, họ báo dân chúng di tản nhé. Người Hamas đứng đầu Hamas họ dùng người dân, đâu chính có chỗ những người di tản hết chỗ đi rồi, không không họ có quyền di tản, dùng họ thả bom dùng nào thôi. Ngay tại sao Israel đột kích vô bệnh viện, tại vì Hamas nằm trong đó nhé. Chính cái người Palestine mà chân chính của tổ chức Palestine mà của ông Yasser Arafat ngày xưa đó, rất nhiều người họ nói là Israel, Hamas dùng người Palestine để mà vấn đề chính trị với Israel, chứ không thương yêu người Palestine hết. Người Israel có quyền làm cái đó để mãi mãi không có chuyện đó xảy ra lần nào đối với dân tộc Israel nữa. Không có gì tự sát hết. Còn anh nói là Nga, Trung Quốc đưa Mỹ vào chuyện lộn xộn. Không có, hoàn toàn anh nói cái chuyện nó vô lý, hoàn toàn vô lý. Sức của Mỹ không có sao mà ủng hộ không, cho không. Ukraine với Do Thái cùng lúc được. Sao giỡn hoài. Cầu sập tùm lum như vậy. Anh nói cái chuyện cầu sập, cái chuyện tai nạn mà cầu sập. Nước Mỹ ba mặt trận luôn. Anh nếu mà anh theo dõi quân, anh theo dõi những cái bài phát biểu như Chief of Staff Mỹ về hưu như ông gì trước đó, ông gì không? Ông Daniel gì đó. Nước Mỹ sẵn sàng tài nguyên resource của Mỹ rất nhiều, anh đừng lo chuyện đó. Mỹ có 12 hạm đội. Nếu mà giả sử Trung Quốc quýnh Đài Loan, ở bên châu Phi rục rịch, ở bên Nga rục rịch, họ vẫn dư sức họ làm chuyện đó. Ba mặt trận không có chuyện gì. Đừng có nghĩ là có chuyện là Mỹ không đủ sức ủng hộ. Nếu mở nhiều mặt trận quá thì Mỹ có gọi là Mỹ không đủ lực không để mà theo tất cả các mặt trận không? Không, họ ta tính trước rồi. Thí dụ, nghe nói nè. Nếu anh theo dõi đó, anh theo dõi mà chính xác, theo dõi nhiều đó, Mỹ đã tính trước cái chuyện mà scenario là Trung Quốc tấn công Đài Loan. Anh vô anh coi đi, anh coi đó là những bí mật họ public công khai rồi, còn những bí mật họ tính nữa là khác nữa nghe. Anh không biết được chuyện đó được. Tại sao họ có bộ tư lệnh châu Phi, họ có bệnh bộ lệnh châu Âu, bộ tư lệnh châu Á rồi đủ thứ hết. Bật bãi hết rồi, thế giới thay đổi. Không, không chúng ta phải đổi. Nhớ rằng đây nè,
cái cuộc chiến Ukraine là Nga đang vào thế sẽ chết nhé. Nga đang vào thế sẽ tan bành xíu quách, anh nhớ Afghanistan ngày xưa là Xô Viết, nó sẽ tan rã. Hiện bây giờ hai ngày trước là một ông tổng gì ông gì ở Hạ viện Duma của Nga nói là nước phương Tây đang muốn chia rẽ đất nước chúng ta là 5-7 nước. Họ thấy cái đường đó rồi, không phải chỉ là trong dân tộc Nga tới 5 dân tộc là Chết Nha rồi mấy cái đó, họ không ưa gì với nhau hết. Nước Nga vì cuộc chiến Ukraine, Putin là người phá hoại nước Nga, sẽ tới là con đường là nước Nga chia 5-7. Không có chuyện anh nói là thắng rồi giữ được không. Tới đây F-16 viện trợ này, anh coi cuộc chiến này. Theo ý của anh Phúc, cái ông chủ tịch Quốc hội Nga mà nói rằng là phương Tây đang muốn chia rẽ nước Nga thành 5-7 phần thì anh nghĩ là ý kiến của ông đúng hay sai? Cái đó là anh nói, nhưng mà cái đó tại vì tự anh gây cuộc chiến đó, tự dân tộc anh tự hóa ra nhé, chứ không phải là Mỹ xuống gì đó. Đấy, bây giờ Putin rút quân về đi, là nó đừng vào cuộc chiến đó mà. Nhưng mà với cái gì đang xảy ra thì thế giới phương Tây đang có muốn chia rẽ nước Nga thành 5 phần không? Không có chia rẽ, là tại vì đất nước anh phân hủy. Anh bây giờ Putin bây giờ dùng những người đi mà quay nghĩa vụ đánh Ukraine là toàn là dân tộc khác không à. Dân tộc Nga rất ít trong đó. Họ đang nắm, họ đang sôi sục trong đó. Nói tới đây có một cái rồi, câu của bây giờ anh nói danh Phúc nè. Anh nói Nga đó, anh nói tôi nói hết. Anh nói Nga là tổng thống Putin gọi là chiếm giữ Ukraine, thắng rồi, sắp được thắng, không cho đầu hàng. Anh nói là hơi tôi không biết anh ở từ đâu tới mà anh nói anh không nghiên cứu gì hết. Thôi, cuộc không có chuyện đầu hàng trong đó nhé. Anh có chiếm giữ, anh là người xâm lược nhé. Anh chiếm giữ rồi anh có giữ được hay không? Bây giờ thằng Ukraine nó muốn du kích hoài chết nữa, đừng có nói chuyện mà anh thế với cấm vận, anh không làm ăn được gì hết. Du kích phải có lực anh Phúc ơi. Không, lực chứ sao lực. Người Ukraine đừng có đem cuộc chiến Việt Nam Cộng Hòa ra mà so sánh với cuộc chiến ngày xưa mà Việt Nam mà nói đánh du kích là cũng phải có vũ khí của quân đội Trung Quốc ủng hộ mới đánh được. Châu Âu có viện trợ vũ khí cho Ukraine không? Mà Ukraine có sản xuất vũ khí được không? Anh Phúc lắng nghe chưa? Hoàn toàn sai. Hoàng Duy An đó là anh Phúc nói tiêu chuẩn kép. Israel tấn công dân thường thì anh Phúc bảo vệ. Nga bảo UK lấy dân làm lá chắn thì anh bảo là Nga gây tội ác. Không có lá chắn luôn trắng. Busa là Nga đã chiếm được cái vùng đó rồi mới gây tội ác. Cái này là Israel họ, anh nên nhớ họ huấn luyện dân lính họ không được bắn vào dân thường. Hamas là gì? Hamas cũng như gì cộng ngày xưa vậy đó. Ok, nó bận không bận áo quần lính. Ok, nó bận dân thường, không bận uniform. Ok, Hamas là dân là Hamas. Rất khó cho để Israel để biết trước đường là Hamas, họ bị động trước, họ bắn trước. Đó là họ gì? Cái người Palestine mà chính đáng đó, họ nói là Hamas dùng người Palestine. Liên Hiệp Quốc thống kê không là dân cho Palestine chết. Không cho người ta di tản. Để chi? Hamas cứ tin tưởng. Hamas bây giờ họ rất sai lầm để họ làm cái ngày 7 tháng 10 tràn qua biên giới của Israel như vậy. Họ bây giờ con đường, bây giờ họ muốn ngừng bắn á, Israel không cho ngừng bắn là sao? Ngừng bắn sẽ tập hợp tổ chức lại rồi sẽ có chuyện, nó sẽ lớn mạnh nữa. Họ kỳ này họ quyết định Mỹ là gì? Mỹ là đồng minh thôi. Họ có quyền làm gì đó với cái bảo vệ đất nước, bảo vệ cái dòng giống cái dân tộc của họ. Giải Gaza thấy nhỏ xíu như thế, dân đâu có chỗ chạy đâu. Không. Hết chỗ chạy. Chỗ chạy anh chạy về phía nam. Ok, anh đánh pháo kích phía bắc, phía tây hoặc nam. Phía nam okay. Mà đất nó ít như vậy mà dân chúng đông vậy, chỗ đâu mà chạy. Người Israel họ có quyền làm gì đó. Nếu mà chết dân thường, tôi lên án gì đó. Nhưng mà vì họ dùng dân, dùng dân tộc, họ dùng người dân họ bảo vệ, họ gọi là siêu của họ. Dân tộc do phản như là không xứng đáng. Còn Nga là hoàn toàn, hồi năm 1945. Nga là hoàn toàn bắn vào, hiện bây giờ Nga bắn vào năng lượng của người dân. Mùa đông vừa rồi họ bắn sập đổ hết điểm điện. Cái đó mới là tội ác nhé. Rồi họ thua trên mặt trận, họ không thắng nổi cuộc chiến Ukraine. Bây giờ họ bắn vào trung tâm năng lượng rất nhiều. Cái đó mới là tội ác, họ chiếm được Pusa. Họ hãm hiếp, họ giết, chặt đầu, chặt cổ người ta. Ok, rõ ràng là có tội ác rõ ràng. Khác với Israel, họ tránh được người dân chừng nào họ tránh được, họ tránh. Không có chuyện họ nhưng mà cũng có một cái đặc không biệt có nữa chuyện là họ tàn diệt chủng người bây dân. Bây giờ nhiều bang nước Mỹ là thấy người dân Mỹ họ phản đối Do Thái lắm mà sao truyền thông không có đưa mấy tin nha. Truyền thông đưa đầy. Ở trên New York này kia đó, người Do Thái họ phản đối quân đội Do Thái rất là nhiều. Không. Nhưng mà không hiểu sao đài CNN và đài Fox cũng không có đưa mấy. Thế thì anh nghe đâu tin đâu mà anh biết là họ phản đối. Dân chúng người ta đưa trên Facebook á. Thì cũng là Facebook, anh trên Facebook. Facebook thôi hả? Facebook. Là, những người không? Dân họ quay trực tiếp trong mấy cái nhà thờ này kia đó. Trong anh nên nhớ đó, anh nên nhớ ví dụ dân cho thấy bao nhiêu người dân. Anh chỉ cần 60% support anh ok rồi, cái chính quyền đó rồi. Ok, thì làm sao anh hoàn toàn chấp nhận hết tất cả mọi người dư kiến của anh được. Mời khán giả trên đường dây ạ. Chúng ta lại ngưng một chút xíu cho khán giả nhé.
Đố hết, đố hết. Cho biết tên và thành phố ạ. Chào. Giọng nữ dễ thương quá. Em là Hoa nha. Hoa. Dạ, chị Hoa ở thành phố nào ạ? Dạ, em ở bên bên hiện giờ đang đang mới làm cái consultation cho bệnh viện, thì em đang ở Sydney, nhưng mà hôm bữa em là ở Úc chứ không? À, cái hô cô ở Úc đó. Có nghe rồi. Dạ đúng, dạ đúng. Bữa đó cũng có gọi rồi, sau đó có gọi lại riêng cho tôi. Bình tĩnh nha Hoa nha, bình tĩnh nha. Dạ đúng. Dạ vâng, xin mời. Tại vì em bị sửa á, cái mùa này em rất là nặng ở bên Úc. Rồi, chị Hoa có điều gì có thể gọi là trình bày ngay cho mọi người một tí, cho dạ, chúng ta sẽ không có giữ đường dây lâu ạ. Dạ, dạ, em xin nói cái điều là người Việt Nam mình đã hiện tại em nhận định ha, tại vì em thấy là người Việt Nam hoang tưởng cái bệnh đó hơi nhiều. Bệnh hoang tưởng ở bên Việt Nam, dạ, hay là bệnh người Việt Nam ở đây hay là ở Việt Nam? Và hoang tưởng về cái gì ạ? Em thấy người ở Việt Nam hoang tưởng là thấy là sức mạnh ảo tưởng của mình, rồi dân giàu nước mạnh, rồi tung ra thế giới. Nói đừng chạm nha. Cái người Việt Nam á không có thực tế. Mình thấy hồi nãy anh ở Vũng Tàu anh cũng đâu có nói vậy đâu. Cũng tùy người thôi nhé. Không, nhưng mà ý em nói là dạ, dạ đúng, nhưng mà thấy đại đa số bây giờ là những cái người mà họ lên mạng họ khoe khoang, hay là không còn cái tính khiêm tốn nhiều như ngày xưa nữa. Là như là con người sống cái giáo dục không có được tốt hay sao mà giờ em thấy đi nước ngoài thì thực ra bên đây học trò bên đây em thấy qua đây là đi làm cu li nhiều. Tại sao không có biết tiếng Anh bỏ học hết? Và tại vì khi mà ra nước ngoài họ không biết tiếng Anh thì họ phải bỏ học, họ phải làm cái nghề rồi trốn ở lại, là cái phần đông là trốn ở lại không. Hoặc là kiếm người để mà kết hôn. Rồi nói chung là những cái tệ nạn bên Úc đó, em là làm về cái phần bộ phận công tù, cái phần mà tâm lý công tù đó. Em thấy người Việt Nam mình là nói dối hạng nhất thế giới luôn. Nói dối ha, nói dối, nói dốc, nói xạo. Tại vì em nghĩ là cái cuộc sống người ta như vậy rồi. Khi mà họ qua đây họ làm sai, du học sinh là có tiền nha. Mà qua đây thì chồng cần sa ma túy, bước xuống sân bay là bắt đầu theo một cái nhóm đi chồng cần sa ma túy. Rồi làm những chuyện bậy bạ, rất là nhiều con gái, phụ nữ đó qua đây đó, rất là nhiều người kiếm chồng ngay. Hoặc là đi làm cái nghề massage, hay là làm những cái chỗ mà gọi là điểm hả? Điểm đó. Điểm đó. Động điểm gì đó. Là rất là người Việt Nam du học sinh ở đây làm những ngành này. Có câu hỏi gì? Rồi gây ra những cái kết quả là bệnh HIV hay là bệnh nói chắc có lẽ là chị nói vào cái chủ đề có gì muốn nói thì thôi không sao, cái có nghĩa là có cũng là cái chủ đề là chị muốn nói về cái tình trạng người Việt Nam ở bên Úc. Em nói tình trạng người Việt Nam tất cả Úc, Canada, anh thấy bên anh người Việt Nam toàn bộ bên đó là trồng cần sa ma túy, Nghệ An, Hà Tĩnh, ở bên đó là trồng cần sa ma túy. Tại vì em làm bên anh một thời gian 6 năm trời đó. Hoa có thể nói phát là khoảng bao nhiêu phần trăm không? Okay, nhưng mà cái chủ đề này nó không phải là mình tránh né gì cả, nhưng mà nó không đi vào chủ đề của ngày hôm nay. Thì chị nói cũng được, nhưng mà chị briefly thôi, chứ không cần phải gọi là quá chi tiết. Rồi một hôm nào đó chúng ta sẽ có một cái chủ đề liên quan tới người Việt ra nước ngoài, có những gì tốt, có những gì không tốt, thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó. Em nói về cái người Việt mình đó, cái bệnh ảo tưởng nó quá cao rồi, khó cứu được rồi. Tại vì cái giáo dục nó dạy là tất cả đều vĩ đại, đều đánh Mỹ, đánh Ngụy, tất cả đều dạy sai hết. Cho nên khi những cái như vậy đó, con người họ ảo tưởng hết. Họ qua đây họ làm không biết tiếng Anh, làm bậy làm bạ, rồi ảnh hưởng cả một cái xã hội bên đây. Em nói thiệt. Cái đó thì cũng không có... Không phải là cần phải tranh luận nhau, nhưng mà mình nghĩ rằng là mỗi người có một cái tiếp xúc với một số người, thì có thể là cái nhận định của chị nó có thể đúng với lại những người chị đã tiếp xúc qua. Cho phần trăm đi Hoa ơi, cho phần trăm đi. Người ta đánh nhà đóng cửa để người ta qua đây mượn nợ, nhưng mà người ta làm gì đó, cần sa ma túy thì xe. Rồi là động điểm là nó là một cái đường dây rất là nhiều luôn. Đến độ mà nước Úc có tiết visa rất là mạnh. Bây giờ visa qua Úc rất là khó anh. Tại vì người Việt Nam mình nổi tiếng cái vụ này luôn đó, cho nên Úc có sợ lắm. Hoa có nghe cái câu mà hồn thiêng sông núi Việt Nam không Hoa? Hồn thiêng thì em không biết, ở đâu có hạnh phúc rồi đó là quê hương anh. Đối với em, ở đâu mà an toàn cho gia đình mình, có phúc lợi đầy đủ, có hạnh phúc,
có y tế chính phủ rõ ràng, đó là quê hương của em. Ý nói là dân tộc Việt Nam mà có chữ hồn thiêng sông núi thì cũng phải có một sức mạnh nào đó chứ hả? Hồn thiêng sông núi đúng, nhưng mà đúng với những người nào, còn những người nào mà họ cầm quyền họ không có có cho một cái tiếng nói đối lập, tất cả đều quy vào phản động thì cái xã hội đó không thể nào phát triển lành mạnh được anh. Anh cứ nghĩ thế, em là bác sĩ tâm lý, em trị bệnh nhân không tốt thì bệnh nhân có thể đi kiếm người khác trị, còn cái này đảng của anh không có ai nói lại được hết. Thì anh Phố Vô Sa em rất là nể, tại vì có những cái tiếng đối lập dù sao cũng là một cái quyền tự do chúng ta cũng không so sánh được một cái cơ quan truyền thông với lại một cái chính thể được. Thưa chị, cảm ơn chị đã không, nhưng mà bên Việt Nam họ không có truyền thông tư nhân, anh đã hiểu rồi. Việt Nam toàn bộ là họ thiết hết. Cho nên anh Hồng cứ ngồi đây cứ lên mơ, lên trời, lên trăng, nó nói chuyện. Mà Hoa có thể chốt là ước tính là số lượng phần trăm của những người mà Hoa nói là bao nhiêu phần trăm của những người qua Úc không? Em nói với anh là em có nắm được cái số liệu. Khi mà qua hải quan rồi đó. Bây giờ mình bắt một khán giả khác nha. Thời gian 2 phút thôi. Cái số lượng bây giờ chúng ta sẽ bắt một khán giả khác nha chị nha. Chị gọi lại. Coi nha. Xin mời anh, bạn tên là Minh Quân ở trên Zalo ạ. Anh cho biết tên và thành phố. Dạ, anh Thanh. Hello. Dạ vâng, em chào anh Lân. Cho biết tên và thành phố ạ. Giọng hay quá nhỉ. Dạ, em đang ở Việt Nam, em ở miền Trung. Em có học ở Hà Nội và cũng hiện tại đang làm việc ở Sài Gòn đấy. Vậy thì cũng đủ ba miền luôn. Dạ đúng hay rồi. Cháu chào chú Hồng và chú Phúc ạ. Rồi, xin chào anh bạn. Rồi, bạn cho biết ý kiến. Dạ vâng, nhìn nãy mình có nói về chị Hoa thì em cũng xin nói chút về chị Hoa rồi em nói qua phần Israel đang rồi, tốt lắm. Hiện tại. Học hỏi. Chị Hoa thì chị đang ở nước ngoài thì chắc là chị cũng không chưa biết nhiều về những cái chính sách ở nhà nước. Thì cho hiện tại thì nhà nước mình đang đẩy mạnh cái việc xuất khẩu lao động, vì như hai chú cũng anh Lân cũng chắc là cũng đã biết rồi, thì hiện tại là Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng ấy, cho nên là lực lượng lao động đang rất là nhiều, rất là đông. Thì tuy là rất là nhiều công ty được đầu tư và thu hút đầu tư về Việt Nam, nhưng mà cái lực lượng lao động dân số vàng thì tất nhiên là đầu tư bao nhiêu thì cũng không thể đủ được cho người ta làm việc hết, cho nên là những cái lao động dư thừa thì nhà nước sẽ người ta sẽ tạo điều kiện cho mình xuất khẩu lao động. Tất nhiên là việc xuất khẩu lao động thì mình cũng phải có đào tạo nghề, đào tạo tiếng, nhưng mà cái việc đào tạo đấy thì cũng phải mất tiền, và nhiều người thì rất là khá thiếu tiền và hơi thiếu kiến thức, cho nên là người ta sẽ muốn là mình nhanh đầu tư ít nhưng mà nhanh được ra nước ngoài và kiếm tiền về cho gia đình. Thì nhiều người họ nghèo quá, họ không thể bỏ tiền ra để học tiếng học nghề được, cho nên là người ta sẽ chọn cái con đường là mình đi ra nước ngoài xong mình trốn mình ở đấy. Thì nhiều người đấy thì cũng không phải là đại diện cho những người ở Việt Nam được. Cái vấn đề bạn này tên gì nhỉ? Quân. Dạ em tên Quân. Quân, cái hồi nãy chị Hoa nói đó là cái vấn đề không chỉ là đi lao động, sức khỏe lao động, đúng rằng là như bạn phân tích cũng khá là hữu lý, tức là dân số thì cái lực lượng lao động đông, cho nên dù có mở bao nhiêu công ty đi nữa thì vẫn còn đông, mà lực lượng lao động thì cần công việc thì đi ra nước ngoài là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà chị Hoa cho biết rằng là đi qua Úc hay là Anh hay là Canada đó là không chỉ là lao động mà qua làm gọi là trồng cần sa với làm đĩ điếm rồi nữa, thì anh có ý kiến như thế nào? Quân có ý kiến như thế nào? Dạ vâng, thì những em thấy ấy, thì đại đa số những người mà người ta thứ nhất là vẫn chưa được đào tạo về tiếng và vẫn chưa được đào tạo về nghề, thì đại đa số những người đấy là những người là nói là thiếu kiến thức, và người ta rất muốn là người ta kiếm được số tiền nhanh và nhiều để tất nhiên là người ta đi qua bên đấy thì người ta phải đầu tư tiền vé này. Một cái vé đi qua bên Úc nó cũng phải đến 2-3-4-5 triệu, khoảng 1.000-2.000 đô. Thì người ta bỏ 1.000-2.000 đô ra thì người ta cũng phải muốn thu về khoảng 500 đô một tháng. Thì đâu có một cái việc nào mà có thể thu tiền nhanh vậy, bởi vì người ta cũng đâu có
có thể mà làm việc. Rồi. Thế thì coi như là wrap up cái câu chuyện đó đi, rồi bạn ý kiến một tí qua bên cái phần gọi là Israel để mà hai vị khách mời chúng tôi còn có cơ hội để mà tiếp tục. Dạ vâng. Chú Hồng và chú Phúc thì nãy giờ cháu thấy hai chú đang tranh luận rất là nhiều về những cái quan điểm cá nhân về tính chính danh của cái việc tập kích vào giải Gaza của người Israel. Thì tất cả những cái đấy là ý kiến cá nhân thôi. Thì cháu muốn đóng góp một cái suy luận mà cháu nghĩ là khá là logic mà cháu được nghe ở trên mạng, thì rằng là cháu nghĩ là cái việc tập kích vào Palestine nó là một cái chuỗi domino. Không, cháu thì không theo dõi kỹ để biết cái con bài đầu tiên mà nó đổ thì là như nào, nhưng mà cháu nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái vòng lặp rằng là đặt mình vào vị thế của những người Palestine đi, những người dân Palestine bình thường, thì cho dù họ đứng về phe nào, cho dù là người ta chính kiến của người ta như thế nào mà bom đạn dội xuống đầu người ta, thì cho dù là người ta đã được thông báo rằng nhà của họ sẽ bị dội bom vào và người ta tránh đi, thì cái nhà của họ cũng bị dội bom vào rồi, đúng rồi, viện của họ cũng bị dội bom vào rồi, thì những người đấy sẽ nghĩ như thế nào, và những cái cách nghĩ của họ đấy sẽ được nuôi dưỡng như thế nào, và những con người đấy sẽ căm thù ai, thì rõ ràng là nó sẽ phát triển thành một thứ mầm mống mà sau này người ta sẽ suy nghĩ như thế nào về người Palestine, sẽ suy nghĩ như nào về người Israel, những người mà đã dội bom vào mảnh đất của họ. Thì rồi sau đấy những cái tư tưởng đấy, người ta ví dụ người ta đang 8 tuổi, 9 tuổi, người ta 10, 11, 12 tuổi, những con người đấy phải bỏ nhà ra đi khi cái nhà của họ tan nát, thì rõ ràng là những con người đấy nghĩ về người Palestine, Israel là rất là xấu, và chính họ cũng sẽ muốn trả thù những người như cháu thôi. Cháu bị lên lớp bị bạn đánh thì cháu về nhà cháu cũng cay lắm. Cảm ơn Quân. Anh Phúc có cái trả lời gì về cái thật sự ra cậu này thì cảm ơn, chứ là cảm ơn cậu lên trên phố xa. Cậu nói đó là cậu nói một chiều về hướng người dân Palestine thôi nhé. Ai là người vượt biên giới qua giết gần 3.000 người trong một ngày, trong đó rất nhiều người già, người trẻ em, ai là người gây cuộc chiến? Cái khổ cái là cái người Hamas họ không có vật quân phục nhé, và họ dùng người dân Palestine để họ làm cái chiêu chống đỡ cho họ. Người gây cuộc chiến là Hamas chứ không phải là dân tộc Palestine, mà dân tộc Palestine là quá yếu để người Hamas cầm đầu để mà gây ra cuộc chiến với người Israel. Cái lỗi là người gọi là quân đội Hamas, tổ chức Hamas khủng bố. Không ai thấy cái cảnh mà người dân chết. Bây giờ bất cứ cuộc chiến nào đi, anh tôi không cần biết anh phe nào hết trơn, ok, mà anh thấy người dân cũng nít chết anh cũng đau lòng rồi. Nếu anh là con người, nhưng mà nó không còn đường lựa chọn là người Israel họ có quyền bảo vệ đất nước họ, sẽ không có chuyện họ quyết định là phải có dùng gọi là buffer zone, tức là dùng đệm để mãi mãi không có chuyện tràn qua biên giới họ, một ngày giết gần 3.000 người. Nếu cháu nghĩ vậy thì những cái người gia đình người giết bị Israel giết á, có thù dân tộc Palestine không? Nhưng mà trả đũa gì mà giết không. Mấy chục ngàn người chết. Không có giết mấy chục ngàn người, cái đó là bom đạn, anh dùng dân dân, anh dùng người siêu, anh dùng người dân dân khác. Người ta giết mấy chục người là 20.000 người Hamas rồi, 20.000 là chiến binh Hamas rồi, chứ không phải là 30.000 người chết đó là toàn người dân không. No. Cái đó là anh gì? Anh biết cuộc chiến Việt Nam mình vẫn có những cái đội ngũ phía miền Bắc đưa ra những cái gọi là cái propaganda, tức là cái gì? Tuyên truyền. Ok. Cũng như nói là Mỹ giết cả làng đồ đủ thứ chuyện hết đó. Có sự tuyên truyền mà. Mặt trận Hamas họ dùng, họ là cũng trùm tuyên truyền luôn. Nhá, thì có hoàn toàn chú hiểu cái chuyện câu nói của cháu nhé, của Quân nhé, nhưng mà phải nghĩ là sai. Cái quan trọng là ai người gây chiến trước, cũng như bây giờ nha, cái cuộc chiến năm 79 đó ở phía Nam mình đó, ai là người đưa quân qua, ai người qua cắp vườn, trong đó cậu có người mợ bị chết, ai là người chặt đầu mợ tôi, ai là người tràn qua biên giới giết người trước, Pol Pot làm điều đó. Ok, trả lời xong rồi đó. Dạ, thì đúng là vậy, thì cháu cũng không biết là ai là người khơi mào cuộc chiến. Không, sao cháu không biết được cái đó rõ ràng? Ai là người có tính chính danh ở trong cái cuộc chiến này? Nhưng mà một khi
căn nhà mình đã bị bom dội vào, một khi cái bệnh viện mình đang chữa bệnh bị bom dội vào, một khi trường học của con mình bị bom dội vào, thì người ta sẽ đổ lỗi cho ai? Không thể đổ lỗi cho rằng là mình đánh người ta, cái người đồng hương của mình đánh người ta, thì người ta có thể dội bom vào căn nhà của mình được. Chú stop đây. Con nói con không biết cái chuyện ai trước. Rõ ràng là người Palestine, trong đó Hamas đi qua quân qua tàn sát người Israel trước. Nhưng mà là lâu chuyện từ thời Thế chiến thứ 2 đến không, giờ. Không, nói đây mà bao ngày 7 tháng 10 đấy. Trước đó thì giết người Palestine bao nhiêu năm tháng, từ thời năm 1960 mấy đến giờ rồi. Lôi lại chuyện lịch sử nhé. Họ muốn hai dân tộc sống chung nhau. Palestine nó không muốn là, Palestine họ nói là không, người Israel phải không tồn tại trong dãy đất đó. Họ không chấp nhận cái quyền hai nhà nước song song với nhau. Ok, mới có chuyện Hamas. Còn cái thứ hai nữa, bây giờ cái người dân, tại vì bệnh viện là gì, bệnh viện đúng là họ đột kích vào, toàn là Hamas không à. Họ dùng dân để họ chống đỡ, câu chuyện hoàn toàn khác. Không ai chấp dân, không ai muốn hết. Anh nên nhớ, người dân, người quân đội bên trên đó, họ không muốn bắn quân đội của Israel á, họ không bắn vào dân. Nhưng mà không còn cách nào hết, kêu gọi nó ra đầu hàng, nó không đầu hàng, nó cứ đứt trong dân không à. Dạ, cho còn hỏi một chút ở đây ạ. Dạ, rồi, bạn nói một cái phần này nữa là chúng ta sẽ chuyển sang đề tài khác nhé. Dạ, em xin nói câu cuối thôi. Nhà nước Do Thái đang tự sát. Không biết và cũng không quan tâm rằng là ai là tính chính danh và ai đang là... Không, phải quan tâm chứ. Phải quan tâm chuyện đó chứ con. Em biết. Nhưng cái em quan tâm hơn, ở đây là cái vòng xoáy này sẽ kết thúc ở đâu. Bởi vì cứ dội bom vào, người ta cũng càng căm thù hơn thôi. Và người ta càng căm thù, người ta càng đi theo Hamas hơn thôi. Bởi vì Hamas hiện tại cho dù là người là có là chính danh hay không, có phải là khủng bố hay không, thì cũng là cách giải quyết duy nhất của người Palestine đối với tình trạng này. Thì rồi thì cái vòng xoáy này sẽ kết thúc ở đâu, khi mà người ta dội bom thì người ta càng căm thù. Mình sẽ có cái dòng xoáy có đâu cái chuyện đó, cái chuyện sao rồi mình sẽ... Bây giờ Palestine, bây giờ Hamas có trả con tin chưa? Nghe với Trung Quốc với Iran là sẽ trừng phạt Do Thái. Quốc tế kêu gọi rất nhiều Hamas thả con tin, Hamas vẫn chưa thả con tin. Họ biết họ thả con tin, họ dùng con bài con tin, họ dùng con người để mà làm con tin, để mà mặc cả vấn đề chính trị. Cảm ơn anh. Nghe Trung Quốc và Iran sẽ trừng phạt Do Thái. Chào hai chú ạ. Cái câu trả lời cho mình của mình dành cho bạn Quân là cái vòng xoáy này đi đến đâu đó, nó sẽ không đi đến đâu cả. Cái cuộc chiến, cái sự lộn xộn, cái gọi là những cái vấn đề ở Trung Đông thì nó cả hàng nhiều ngàn năm trước rồi. Rồi hy vọng là nó không kéo tới vài ngàn năm sau, nhưng mà nó cũng không phải là giải quyết trong vòng trước mắt đâu. Nhưng mà nhớ cuộc chiến này trước đó là tôi đã nói rồi. Là... Israel không có chuyện ngừng, rõ ràng anh Hồng nó sẽ ngừng dài tuần. Không có chuyện ngừng, họ sẽ làm cái dùng gọi là buffer zone. Không dùng đêm. Đêm. Ngoài ra, yên tâm, đang tự sát. Mấy chục năm không có tự sát. Ngoài ra để mà trả lời là Palestine tự sát. Bạn Quân á, nếu mà muốn tìm thêm thông tin nữa thì cũng còn một cái cách nữa, đó là vào những cái trang của hội người Việt Nam ở những cái nơi như là Israel này nọ, có rất nhiều cái hội và họ sẽ có cái quan điểm rất là tiếp cận thực tế của họ. Khi mà bom nổ là chính những người Việt Nam ở Israel, ở Palestine họ cảm nhận được cái điều đó hơn ai hết, thì cái đó cũng sẽ là một cái nguồn để bạn tìm hiểu thêm về những thông tin liên quan tới cái khu vực. Cảm ơn bạn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua một cái đề tài, mọi người cũng còn gọi vào nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục qua một cái đề tài khác. Ông mà, của cái phần để mình nói luôn để khỏi mất thời giờ cho hai bên á. Các bạn gọi nào gọi vào nói nhanh tên và thành phố nhá. Rồi hỏi câu hỏi trực tiếp vào cái vấn đề hôm nay. Chứ còn có nhiều bạn vào tôi thấy là cứ nói giải thích chuyện này chuyện nọ thì có cái chủ đề nào các bạn email cho Formosa TV. Đó, vấn đề con người Việt Nam qua các nước làm gì rồi bất cứ cái chủ đề đó, bất cứ cái topic nào, bất cứ cái issue nào thì mình sẽ bây giờ cái chủ đề này đó. Mọi người có thể tham gia nè, hình ảnh thì có lẽ là chuyển qua hình ảnh khác đi là vừa rồi. Cái câu chuyện là bây giờ chúng ta còn cái phần còn lại chắc khoảng cỡ chừng được 20 phút hoặc là cỡ như đó, thì trong thời gian gần đây thì tôi ghi nhận là ở trên cái trang gọi là trang Facebook chính phủ, thông tin chính phủ đó, có rất là nhiều những cái thông tin được đưa ra hàng ngày, nhiều lắm. Có những cái thông tin mà đa số là những cái thông tin rất tích cực về cái vấn đề liên quan tới cái vận hành của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên vào xem ở trong cái phần comment thì cũng rất là đa dạng. Cái điều đó cũng hay là chỗ là cái người admin của trang thông tin chính phủ họ cũng
không kiểm soát những cái tin gọi là những cái comment đó một cách chặt chẽ, như là nhiều cái trang báo. Nhiều trang báo thì một là họ tắt luôn comment, hai là họ gọi là chỉ để những cái comment theo tính một chiều. Ở đây thì cũng có những cái comment theo cái tính là vặn vẹo, ngược lại với là những cái câu của cái thông điệp mà được đưa ra bởi trang này. Và một lần nữa cái trang này rất là nhiều người xem, từ vài ngàn người vào bấm phản hồi là chuyện rất là bình thường. Thì một trong những cái chúng ta sẽ đưa ra một loạt những cái tin, hoặc là cái gọi là gì, cái status mà đưa lên để mà có thể cùng nhau tham khảo. Cái đầu tiên mà tôi muốn nói tới đó là một cái tin vào ngày hôm nay, thấy ghi là 7 tháng vào 7 giờ 12 phút sáng, có lẽ là giờ Việt Nam, với cái chủ đề là Việt Nam hiện có khoảng 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin, trong đó có gần 500.000 kỹ sư phần mềm sẵn sàng chuyển sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo bán dẫn. Thì đọc thoáng qua thì nó là một cái tin hết sức là tích cực, trong đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang vươn ra cái ngành công nghiệp bán dẫn, semiconductor, mà mọi người nghe rất là nhiều, kể cả trong cái việc là Việt Nam có cái loại đất hiếm để mà phát triển cái ngành công nghiệp này, vân vân. Rồi vừa rồi thì ông chủ của cái hãng Nvidia, là một cái công ty ở Bắc California, thung lũng Silicon, về Việt Nam thăm gọi là trực tiếp với ông thủ tướng Việt Nam, vân vân, tạo nền tảng cho cái việc mà gọi là cái ngành công nghiệp chất bán dẫn. 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin, trong đó có 500.000 kỹ sư phần mềm. Tuy nhiên khi mà đọc xuống ở dưới thì cũng có nhiều cái câu gọi là phản biện khá là gọi là trực tiếp. Thí dụ như một anh bạn tên là Bác Phạm, thì tôi thực ra cũng vô tình là biết anh này luôn, là bạn này một người làm báo trong Việt Nam, hình như là tờ báo Nông Nghiệp hay gì đó. Anh ghi là chém vừa thôi các cụ, có nghĩa rằng là nói rằng là cái thông tin này là không đúng hay sao. Thì mình ngồi mình mới nghĩ lại là hiện nay Việt Nam có khoảng 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin, có nghĩa là 1 trên 100. E rằng là cái đó, cái con số đó nó có chính xác hay không, theo hai anh thì sao? 100 triệu. Con số Việt Nam là 100 triệu, thì cứ là 100 người thì có một người kỹ sư công nghệ thông tin, mà trừ đi một số vị bô lão lớn tuổi và các em trẻ em học sinh dưới 18 tuổi, thì 18 tuổi học hết 12 thì thi vô đại học cao đẳng, thì bao nhiêu em là học cao đẳng, bao nhiêu em là học đại học, và trong đại học đó là những người nào thì đi theo văn sử địa toán lý hóa, bác sĩ nha sĩ kỹ sư, đủ mọi ngành nghề, thì mới bắt đầu đi ra cái câu chuyện là em nào là học công nghệ thông tin và em nào là được gọi là kỹ sư là phải học hết 4 năm. Thì con số thì có lẽ nó không thể đến con số đấy được, nếu mà tính nhầm cái là nó ra liền, thì có lẽ là con số nó có sai số rồi. Bởi vì hồi trẻ mà chúng ta học hết 12 mà đi học đại học thì nhiều người sẽ hỏi là mày thi trường nào, trường Y hoặc là trường tổng hợp hay là trường sư phạm, rồi sư phạm Thủ Đức thế này thế kia khắp nơi đó, thì sẽ trẻ ra, thì sau này có nghề công nghệ thông tin thì cũng là nghề mới đi chăng nữa, thì theo sự nhầm của em á, thì áng chừng á, thì có lẽ là không thể nào. Bây giờ là lấy con số là khoảng chừng 30 sinh viên á, thì may ra mới có khoảng chừng là ít hơn nữa, là không phải một sinh viên mà có thể là không phải mấy sinh viên đó thì mới là đi theo công nghệ. Nếu mà như vậy thì anh, theo anh Hồng nghĩ rằng là Việt Nam hiện có khoảng 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin, thì nếu mà con số gọi là theo chính xác theo kêu anh thì là khoảng bao nhiêu, 100.000 hay là 10.000 hay là như thế nào? Em nghĩ rằng mà con số mà lên được tới khoảng chừng 100.000 cũng là quá mơ rồi, 1/10 của con số đó cũng là quá mơ rồi. Tại vì kỹ sư thì chúng ta phải hiểu là có bằng kỹ sư, thì theo như tiếng Mỹ là bachelor, đó là cử nhân đó, đúng không? Nên nhớ, là kỹ sư. Cũng nên nhớ là bây giờ các bạn trẻ Việt Nam cũng rất là năng động và cũng theo cái ngành này nhiều lắm, tại vì nó cũng là một cái ngành gọi là đang được ưa chuộng mà. Nhưng mà 1 triệu người trên 100 dân số, 100 triệu thì như đã nói, trừ đi những vị lớn tuổi mà cái tuổi mà liên quan tới công nghệ thông tin, là sao mà được 100 người mà có một người? Không khó. Bây giờ dễ lắm, như anh Hồng nói tôi hoàn toàn đồng ý. Bây giờ anh không cần phải học giỏi tiến sĩ, bác sĩ gì, anh nghe cái số liệu đưa ra đã sai hoàn toàn. Đúng. Nhưng mà đây là trang này là trang chính phủ đó. Ok, chính phủ không nói đúng, đó đúng à. Chính phủ hoặc cái người đó họ nói họ brag lên được không? Họ nói khoác lác lên được không?
bây giờ anh tính thôi, không có thể là có sự tôi nghĩ chừng khoảng 60-80 ngàn người kỹ sư bằng mềm đã là dữ rồi nhé, quá lắm không tới 100 đâu, tôi nghĩ nhà anh cứ thống kê dân đi 100 ngàn á, 100 ngàn đó. Bây giờ anh dễ lắm, rất dễ lắm. Ok, bây giờ nếu mà nhà nước cho tự do như Mỹ này, nó có những cái survey, những cái statistic survey đúng không? Anh survey công ty này, hiện bao kỹ sư rồi tỉnh này, tỉnh kia thì tôi nghĩ chừng 60-80 ngàn người mà đúng kỹ sư bằng mềm. Thì kỹ sư rất nhiều, như là anh Hồng nói là bachelor degree đó, bachelor nó gồm nhiều lắm, 4 năm về art, về science, về đủ chuyện hết. Nhưng mà kỹ sư mềm tôi nghĩ từ 60-80 ngàn là con số là khoảng chừng kỹ sư được. Còn cái chuyện 1 triệu là rõ ràng không ai tin chuyện đó hết, thật sự vậy. Yeah. Tôi hay là không phải là đánh lộn đâu, tại vì nếu mà đánh 1 triệu là một con số 1 với lại 6 số 0 á thì mình biểu đánh lộn, còn này đánh ra chữ đàng hoàng. Có nghĩa là 1 triệu là tức là phải đánh là không có sai. Có thể 1 triệu là họ nói trong vòng mấy năm á, 10 năm tới hay sao đó, họ quên để có 10 năm. Có mà, đây là hiện có. Bởi vậy nhưng mà bây giờ anh dễ, anh tôi không tin cái này 1 triệu người làm về công nghệ thông tin. Để góp ý với trang tin chính phủ, hy vọng là họ sẽ đưa ra những cái gọi là những cái số liệu là bằng chứng một cách cụ thể hơn trong cái việc này. Bây giờ dễ đó, bây giờ trong gia đình anh, bà con anh Việt, hiện còn Việt Nam á, anh tính bao nhiêu cái lớp đang học đại học á, mà trong hiện bây giờ có người đi làm luôn á, thì bao nhiêu kỹ sư bằng mềm, nói coi, tính đầu ngón tay nè, cho bà con tôi rất đông nha. Tiếng động tay vì ngầm nghề trong xã hội rất nhiều dễ quá. Hiểu lắm, bác sĩ, kỹ sư, y khoa, giáo viên, đủ thứ việc. Bây giờ mình riêng công nghệ thông tin đúng không, bây giờ trong gia đình của anh, trong bà con cậu bạc du gì cú bác đủ thứ ba đời đi, đến cái động tay đâu, thì làm sao mà Việt Nam 1 triệu một người bệnh viện nó mà thấy bao nhiêu nhân viên về X quang rồi về gây mê đủ thứ chắc không đến con số 1 triệu được. Con nói con số nó không có accuracy, tức là không có chính xác lắm. Một con số mà gọi là rất là lý tưởng để mà đón đầu một cái ngành công nghiệp đang được Việt Nam chào đón rất là nhiều, nhưng mà 1 triệu để mà gọi là đưa ra như vậy thì e rằng là nó không được chính xác, thì cũng là cái điều rất là một thế lực luôn. Không nên. Có một khán giả ghi rằng là như là Tuấn Lê nói là nổ banh xác nhiều nhất là 30 ngàn. Thì tôi nói quá lắm, 30-60 ngàn, 80 ngàn là quá sức rồi, thật sự vậy. Ít so với 1 triệu nhiều ha. 100 ngàn mới là 1/10, mà đến 30 ngàn thì chỉ có là 3%. 3/10. 3%. Ít quá. Đấy. Ít hơn. Thì đó là một trong những cái status. Nhưng mà bên cạnh đó tôi thấy có những cái status cũng đáng tin và cũng đáng hay. Đấy, cái này, cái thứ nhì là thông tin chính phủ. Cũng ngày hôm nay vào lúc 12:43. Phạt NNN. Ta viết thì viết rẳng ra tên luôn cho nó dễ đọc. Nhập. Phạt NNN. Bạn Tommy Nguyễn trên đường dây tiếp tục đợi nha. Phạt NNN thường được gọi là TikToker NH biết tuốt. Là sao ta? 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật. Bắt khán giả đi. Nhưng mà bây giờ mình làm hết cái này chứ bắt nữa. Nhập hàng biết tuốt. Không kịp. Bắt đi, ta gọi lên 1 phút, 2 phút, 1, 2 phút. Rồi bạn trên đường dây chờ đợi nha. Để mình nói hết những cái phần này rồi khán giả chúng ta sẽ cùng có ý kiến. Chứ không thôi là ngưng giữa chừng hoài. Do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, đã yêu cầu NNH bỏ các bài đăng sai sự thật và cam kết không tái phạm. NNH sinh năm 1995, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Và cái hình là một cậu bé gọi là che cái mặt lại, che con mắt lại. Thì cái này thì tôi chưa có đọc phía dưới nó kỹ như thế nào, nhưng mà cái việc mà một TikToker bị đưa lên, bị phạt rồi đưa lên trên cái trang thông tin chính phủ chính thức như thế này, sẽ có các hai cách suy nghĩ khác nhau thưa anh. Một là cái phạt thì là đúng là phạt, nếu mà gọi là theo luật, gọi là nói sai, nói dối, hoài nói dối mà là nói gọi là nói sai thì bị phạt. Còn ngược lại thì cho rằng là nếu mà như vậy thì nó vi phạm vào cái quyền tự do ngôn luận, nếu tính theo cái tự do ngôn luận theo kiểu Mỹ. Còn nếu mà gọi là phạt theo cái kiểu mà gọi là đăng bài sai sự thật, mà nếu mà so ra ở Bonsa này mà phạt kiểu đó thì chắc nhiều ông sẽ bị phạt lắm. Thì hai anh suy nghĩ gì về cái status này? Anh Phúc.
thứ nhất á, bây giờ cái tự do ngôn luận ở Việt Nam nó khác với tự do ngôn luận ở Mỹ nha. Cái văn hóa Việt Nam nó khác, cái luật lệ Việt Nam nó hoàn toàn khác. Nhưng mà tôi ủng hộ chuyện này, tức anh dùng TikTok là mạng xã hội cũng lớn đúng không, anh sẽ làm nó rất là ảnh hưởng. Nó ví dụ bây giờ một cái, bây giờ thí dụ dùng TikTok mà nói là ô cái tiệm bán bánh mì A B C thì muốn chiếu đó nó có con chuột chết rồi, người ta ảnh hưởng tới là việc làm người ta không, ảnh hưởng cái sự buôn bán người ta không, thì tôi đồng ý cái chuyện mà không đúng sự thật thì cũng phải răn đe nhá. Phạt tiền tôi không biết bao nhiêu, nhưng mà phạt có thể là mình phạt một cái mức độ vừa phải thôi, răn đe. Chứ còn mình phạt 7-8 triệu thì nó cũng số tiền cũng lớn đó nhá. Thì tôi hoàn toàn ủng hộ cái chuyện mà nhà nước là có kiểm soát những cái chuyện mà gọi là đưa những thông tin sai sự thật đó, thì ảnh hưởng rất nhiều tới cái chuyện từ tình cảm, từ gia đình. Anh đồng ý chuyện đó à? Tôi đồng ý chuyện đó. Anh đồng ý chuyện đó có nghĩa là anh sẵn sàng gọi là để cho cái việc tự do ngôn luận của với với Việt Nam hiện bây giờ, với tình trạng Việt Nam bây giờ, tại vì cái cũng như anh thấy đây á, anh thấy đây á cũng xã hội tự do vậy, nhưng mà anh ít thấy tiệm nào mà nói ok cái tiệm này bán hủ tiếu có con chuột con đồ đủ thứ gì. Cái văn hóa Việt Nam nó khác, cái nhận thức của Việt Nam nó còn chưa bằng đó, nó còn chưa có cao lắm, thì anh phải có những luật lệ này để bảo vệ những người làm ăn, bảo vệ những cái tổ chức xã hội khác trong chuyện này. Nó là chuyện lớn đó nha. Chuyện này nó rất là lớn á, nếu mà họ làm tới cùng nó rất là lớn á. Bởi vì theo như mà em mà khách quan em thấy thì cái cậu bé này nói đâu sai đâu ta. Mà tại sao lại phạt nhỉ? Nó sai mà nó để cái gì? Không sai à? Không sai. Cậu này nói rằng là theo văn hóa của Sài Gòn thì coi như là cái chuyện Sài Gòn mà nhiều cướp giật như thế thì do cái môi trường văn hóa thì nó là như thế, thì đâu sai đâu. Sai chứ. Mình chưa coi đó, nhưng sai mà chứ. Tôi đọc cái đoạn tôi này đọc cho hai anh nghe. Thanh tra Sở Thông tin TT và TT là Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản TikTok nhà Thái Biết Tuốt cung cấp video có nội dung mở ngoặc ra là quay trở lại vì sao ở Sài Gòn có nhiều trộm cắp đến như vậy, thì điểm cốt lõi nhất là do văn hóa nên Sài Gòn là một nơi cực kỳ lý tưởng của những tội phạm hoạt động đăng tải nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín các cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân đăng tải thông tin trên mạng xã hội gây dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và các tổ chức quần chúng. Anh Hồng mà không thấy sai, tôi thấy nó vô lý. Em không thấy sai. Anh nói Sài Gòn đông đúc có nhiều tội phạm, không ai cãi anh hết. Còn anh nói văn hóa Sài Gòn để lại có nhiều tội phạm, sai. Văn hóa Sài Gòn là ai? Văn hóa của rất nhiều người xuất dân trong đó. Thì cậu này cậu sai. Câu chuyện văn hóa rồi. Nào. Ăn trộm cắp không liên quan tới văn hóa. Không. Anh Phúc này, anh là tệ nhạc. Nghe nói mấy phút này. Anh nói Sài Gòn đông đúc là mầm móng cho những cái tổ chức. Chúng ta sẽ không bàn sâu vào cái nội dung nha. Không có chuyện thôi. Văn hóa Sài Gòn. Văn hóa Sài Gòn biết có bao nhiêu trăm năm chưa? Văn hóa Sài Gòn chạy ra đi ăn cắp ăn trộm hả? Bây giờ em nói này ngắn gọn thế này. Ok nói đi. Thứ nhất là câu chuyện á là Sài Gòn là có nhiều trộm cắp là đúng. Thứ hai nữa là Sài Gòn xảy ra trộm cắp mà người dân thì dường như là hiền quá, lành quá, cho nên là cái sự ngăn cản là nó thua ngoài Bắc. Ngoài Bắc thì chúng ta thấy là người ta thấy trộm cắp chỗ đó người ta đập chết, hoặc là trộm chó người ta đập chết, chuyện nó xảy ra thì người ta cũng nói là người Bắc dữ lắm. Thì rõ ràng là câu chuyện văn hóa. Bởi vì bản thân em nói thế này, văn hóa đã, văn hóa. Bây giờ em nói văn chuyện hóa trộm cắp nó khác nhau, em với nói lại cái là chuyện dễ dàng của cái chuyện ăn cắp, ăn trộm là câu chuyện câu chuyện Sài Gòn là câu chuyện là hưởng thụ tiền bạc dễ làm. Ngày xưa lúc mà em còn thanh niên mà em đi giật cho mấy người Nhật á, và cái hồi đó em bước ra đường thì em thấy là có nhiều cô gái mặc những cái đồ mà giống như ở chuồng vậy đó, chạy xe ngoài đường, chạy đồ, mặc đồ xuyên thấu như không, là bây giờ ở chuồng. Chúng ta không đi sâu vào thì cái em thấy văn hóa là Sài Gòn là cái đất mà mọi người tụ tập tới. Trang thông tin chính phủ đăng những cái tin như vậy, nhưng mà không phải, cậu này có nói là văn ở Sài Gòn trộm cắp nhiều là do văn hóa. Văn hóa rồi. Sao? Tại vì đất Sài Gòn là đất là dân tứ xứ đổ tới. Không có ông có bà cha mẹ, có nhiều cô gái ở dưới quê lên lên trên thành phố. Ăn mặc như ở chuồng chứ ở dưới quê đâu dám mặc vậy đâu. Cái đó. Nhưng mà lên Sài Gòn không ai biết hết. Nó không liên quan tới cái vụ đi karaoke, đi vũ trường mặc đồ như ở chùa Sài Gòn đó. Nó từ anh biết Sài Gòn mấy trăm năm chưa? Cái văn hóa là văn hóa tốt ở Sài Gòn, không có chuyện mà trộm cắp. Văn hóa tốt và đồng thời có văn hóa xấu nữa chứ, tại vì dân tứ xứ đổ tới mà. Họ đâu có nói văn hóa lên một. Ông nói chung chung. Ok, chung cái câu là chung chung. Văn hóa tốt và văn hóa xấu. Văn hóa xấu cũng là văn hóa. Không có văn hóa nào mà dạy anh trộm cắp cả. Ok. Chứ văn hóa giáo dục không đúng thì con người nó sẽ là làm những điều không đúng. Thì bây giờ dân tứ xứ đổ về mà ăn nước trật tự thì tứ xứ đổ về nó không liên quan tới văn hóa Sài Gòn. Anh nói văn hóa Sài Gòn đụng chạm rất nhiều. Tôi muốn nói tới một cái status khác nữa. Đụng chuyện gì?
hoàn toàn sai. Một cái slide phạt là đúng rồi. Nhớ mà phạt cái vụ số tiền này quá nhiều đó. Phạt là đúng, nghĩ phạt là sai. Hai anh nói gì vậy? Anh, rồi, anh nói văn hóa đụng chạm biết bao nhiêu ở Sài Gòn không? Biết rồi. Bao nhiêu người gia đình phạt đó này không? Là phạt là nhà nước dơ cao đánh khẽ. Cái người TikTok này làm được rất nhiều tiền thì nhà nước mới nói là cái câu đó nói là nó nhạy cảm quá. Mày nói đúng nhưng mà nó nhạy cảm quá thôi. Sao đúng? Đúng cái vụ gì? 7 triệu rưỡi nộp đúng nha. Gì? Nộp xong về điều chỉnh hả? Chứ bây giờ người bây giờ anh ngon á, anh bây giờ nói về sâu xa anh là đi, không có sai. Anh bỏ sạch thịt lên nói văn hóa Hà Nội vào cái trộm cắp đi. Anh đưa lên đi. Người ta nói cái thằng đó nó nói là văn hóa Sài Gòn dễ xảy ra chuyện trộm cắp. Văn hóa là gì? Định nghĩa văn hóa là gì nữa coi? Văn hóa là ăn là uống là phong tục tập quán cả xấu cả tốt. Xấu tốt. Chuyện lên đồng này kia nhiều cái. Ví dụ văn hóa ăn nhanh có. Văn hóa ví dụ hát karaoke. Văn hóa rồi. Như là bỏ qua chuyện đó, ví dụ là nhà, ví dụ như khách tới đẩy con gà dịch, chứ không văn hóa trộm cắp cái gì nữa. Nó tạo cho người ta dễ trộm cắp là bởi vì là như đã nói tạo ra trộm cắp là cái chỗ đông người, cái chỗ lỏng lẻo vấn đề an ninh, cái chỗ anh tiêu xài nhiều, anh cầm bóp trong đồ nhiều, anh cầm phone đồ xài phone đồ sang nhiều, chứ không văn hóa nào văn hóa trộm cắp. Cậu này có sai. Tức là cái môi trường của người miền Nam môi trường khác với văn hóa. Môi trường cư xử đó, cái môi trường cư xử của ta. Anh tôi nói tiếng Việt anh không? Cái môi trường nó khác với văn hóa. Môi trường đây là môi trường văn hóa. Không. Cái sự cư xử của người ta dễ lại cho nên mới xảy ra trộm cắp nó dễ. Môi trường khác, văn hóa khác. Cái sự mà, bây giờ, cái người văn hóa đó, họ có văn hóa mà ở cái môi trường xấu. Thôi, chúng ta không liên quan tới văn hóa. Thêm một câu cuối cùng là, cái môi trường mà Sài Gòn là cái đất mà ăn chơi, cái đất hưởng thụ. Thì ham tiền ham bạc nhiều, muốn hưởng thụ, không có muốn lao động mà đi ăn cướp nó dễ hơn là cái môi trường hưởng thụ. Cái đó là những người ta. Cái đó những người lợi dụng cái Sài Gòn đó để họ ăn trộm cắp. Không có văn hóa Sài Gòn trộm cắp. Cậu này có nhưng nói mà không? Hà Nội thì chuyện đó nó không xảy ra. Hà Nội người ta nghiêm, người Hà ta Nội có trộm cắp không? Người ta không thể nào dễ không liên quan tới Hà Nội, không liên quan văn hóa. Tại sao nhiều ca sĩ lại chạy vô Sài Gòn biểu diễn mà được kiếm tiền là tại vì cái đất Sài Gòn là đất kiếm tiền, đất ăn chơi, đất hưởng thụ. Không phải vì văn hóa gì đó, họ xài làm tiền nhiều, họ xài nhiều. Nó nhưng không mà phải văn hóa là nơi hội tụ mà an ninh trật tự nó khó kiểm soát. Thì anh nói là an ninh trật tự không? Và câu chốt của anh. Không có chuyện văn hóa, anh nói là rất hợp phen. Rất hợp phen rất nhiều người, trong đó có tôi. Phạt đúng hay sai? Phạt đúng. Phạt đúng hay sai? Nhưng mà phạt sai nhưng mà nhà nước đưa cao đánh khẽ. Vì nó nhạy cảm. Cái mà status mới này mới là cũng hay nè. Ngày càng cái này là không, mới khán giả đi không, hôm qua có bắt rồi, có khán giả này đang đợi trên đường dây rồi, không sao. Cái status này là ngày càng có nhiều người ở nước ngoài học, ngày càng có nhiều người nước ngoài có nhu cầu học tiếng Việt để đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Thì cái này nó có cái ý nghĩa là cái nơi ở Việt Nam là cái nơi mà nhiều người muốn tới sinh sống và làm việc cho nên học nhu cầu tiếng Việt. Đúng rồi. Thì các anh cho cái bình luận về về cái nhận định này. Sài Gòn mà cái hồi mà mới mở cửa như thế thì chúng ta thấy là đường Phạm Văn Hai là toàn là Hàn Quốc không? Khu vực dưới trung tâm là các nhà hàng Nhật Bản là quá chừng. Tức là từ thời đó là người ngoại quốc, người Đài Loan đã nhảy vô, đã sống và đã lấy vợ trong chợ lớn, lấy vợ người Hoa luôn rồi. Người ta đã vô từ lâu rồi nhưng mà bây giờ thì người ta vào hơn nữa là bây giờ Sài Gòn là thành phố lớn của châu Á. Cái này là Việt Nam luôn chứ không phải thành Sài Gòn nữa. Yeah, Việt Nam khắp nơi thì phát triển như vậy thì người ta thấy là một nơi đáng sống thì người ta ùa tới thì người ta học tiếng Việt là cái chuyện đương nhiên rồi. Không có gì ngạc nhiên ở đây hết. Bao nhiêu năm tháng người ta ùa vô. Ai mà về Phạm Văn Hai khu ông Tạ thì có thể thấy rất nhiều người Hàn Quốc, rất nhiều là người Hàn Quốc. Tôi mới về đây đâu có rất nhiều Hàn Quốc rồi đâu anh nói. Không, anh đừng có cãi tôi cho đó. Tôi ở ngay đó, đừng cãi tôi. Hàng quán Hàn Quốc đầy ở khu Phạm Văn Hai chợ. Có hai quán ở You Can Eat của đại hàng anh hô đầy ở đâu mà đầy. Ok, tôi chỉ bảo chuyện đó đây nha. Cái này nó nói chung chung quá. Họ anh biết tại sao họ Hàn Quốc họ chạy qua Việt Nam lúc đó nhiều không? Tại lúc đó Việt Nam mở cửa, mà cái thị trường mới mở cửa đó nó còn tranh tối tranh sáng, nó còn những cái chuyện luật lệ còn bấp bênh, nó là shopper, cái luật lệ những cái luật lệ đâu chưa vào đó, họ tới đó để họ lợi dụng cái đó, họ take advantage chuyện đó, họ để mà họ làm giàu, ok? Chứ không họ làm giàu xong đem tiền về Hàn Quốc, rồi bây giờ đem tiền vào nước khác, bây giờ rồi họ gái Việt Nam đẹp mà, thì những người đàn ông Hàn Quốc hồi đó họ đang bị thiếu đàn bà. Họ qua thì họ lấy vợ hả con, họ sanh đẻ. Còn nhiều khi họ đã có vợ bên đó rồi. Các cô Hàn Quốc qua thì vì đàn ông đẹp trai hay sao? Dạ tôi không biết, nhưng mà họ qua có thể là vì họ định cư này nọ, họ làm ăn, họ là lao động, không tác động. Thì sau đó họ muốn lấy người Hàn Quốc để họ ở lại luôn. Rồi bây giờ thì sao? Bây giờ sao? Bây giờ thì những người ngoài quốc tới Việt Nam, người Hàn Quốc thì sao? Không phải riêng Hàn Quốc. Ok, không phải riêng Hàn Quốc. Việt Nam, tôi nói tiếp một giây nữa. Việt Nam đang mở cửa rất nhiều cái lĩnh vực.
rất cần nhiều người kỹ sư cử đủ chuyện hết, người đầu tư, thì thế giới họ muốn tới cái thị trường nó đang mở cửa. Ở Mỹ những cái thị trường ổn định rồi anh rất khó làm giàu, ok, anh rất khó làm giàu, anh không đầu cư tích trữ được. Như thế thì cũng đa số người ta tới, người ta làm ăn tại sao thôi. Trung Quốc nè, Trung Quốc, Hàn Quốc đã qua nó mở là game đánh bài rồi, nó lấy kiếm mấy chục ngàn tỷ rồi lung tung ra cả ngàn tỷ rồi vậy đó. Tại cái thị trường anh, cái luật lệ anh còn chưa đâu vào đâu hết, anh nó có qua Mỹ làm được cái đâu, rất là khó. Vậy thì theo anh cái câu này là như vậy là câu này đúng và sai, đúng có sai có, đúng là có một số người vì nhu cầu làm giàu, vì nhu cầu làm tiền họ qua Việt Nam. Đúng có những người họ nghiên cứu tiếng Việt nhưng mà số đó rất nhỏ. Còn nếu mà người ở lại Việt Nam mà sống luôn cũng rất nhỏ. Anh Phúc nói sai là bây giờ cái trào lưu của thế giới và làm việc thì những thành phố của Việt Nam bây giờ là dân số đông rồi, cuộc sống phát triển thì cũng giống như mọi thành phố của trên thế giới thôi. Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn bây giờ thì đất cũng là đất vàng đất bạc, nhà thì cũng triệu đô, thì cũng so với Hồng Kông với Nhật Bản với các nơi thì cũng như nhau, thì dân chúng người ta ùa đi khắp nơi, người ta thế giới phẳng, người ta đi khắp nơi, người ta tràn vào Việt Nam sống cũng giống như người Việt đi khắp nơi. Cái đấy là cái chào cái này thì tôi để bổ sung cho hai anh nói là sai thật sai nè. Bây giờ người Việt ở Mỹ thôi á, bao nhiêu người về hưu ở Việt Nam, anh tính số lượng đi, về quá chừng phan đã. Còn có những nước khác mà khác văn hóa, khác chủng tộc, khác tiếng nói họ tới đó, số lượng còn nhỏ hơn nữa. Quá trình bao nhiêu nói anh nhóm ra không thống kê được, nhưng mà họ đi không Việt thống Nam kê nè, họ đi Costa Rica, họ đi Thái Lan, đi họ Việt đi Nam nơi ở lại luôn là câu chuyện khác. Nhiều tôi bây giờ nhiều mà nó có, nhưng mà không nhiều so với tỷ lệ người Việt Nam ở Mỹ ở nước ngoài. Có nhiều bài báo của Mỹ vẫn nói so rằng là nhiều với người tỷ lệ đến Việt Nam sống, đến Costa Rica ở Nam Mỹ, đến Thái Lan sống rất là nhiều. Cái đấy là Costa cái dòng chảy của thế giới thôi. Sánh Việt Nam à, Việt Nam so sánh Costa Rica. Costa, anh nói rõ lên anh Phúc. Nói Costa Rica mà anh so sánh Việt Nam so sánh nói rõ đi, nói rõ đi. Là sao? Costa Rica nó hệ thống nó rất là convenient so với Việt Nam. Nó đẹp đẽ, nó khí hậu nó hợp với người Mỹ, nó gần đây. Người Mỹ tới Việt Nam là đa số, rất ít người Mỹ đi Việt Nam. Những người Mỹ Việt Nam là họ có cái, họ muốn làm ăn, họ muốn có cuộc sống tốt hơn ở đó. Họ về hưu sơ sơ thôi. Quốc còn Costa Rica là mấy chục năm nay, cả trăm năm Mỹ nó qua rồi. Quốc gia nào cũng có cái hấp dẫn của quốc gia đó chứ. Chắc chắn điều đó, nhưng mà so với những cái gì mà Việt Nam có những cái mà Costa Rica không thể được. Nhưng mà Costa Rica nó đã hệ thống tự do lâu rồi. Tôi bổ sung một vài cái ý vào trong này, trong cái câu chuyện của hai đang nói. Theo tôi ghi nhận, bắt khán giả đi chợ. Còn cái cuối cùng nói phần này xong rồi sẽ bắt anh Tommy. Anh làm tôi quên mất tiêu tôi nói khúc nào rồi. Thôi qua thì nói đi. Không chứ cái này rõ ràng. Tới Việt Nam có tới Costa Rica. Tôi á thì ghi nhận theo cái gọi là quan sát của riêng tôi, có gặp luôn là ở Sài Gòn như anh nói đó, thì không phải chỉ Hàn Quốc không đâu, nhiều giống dân khác nữa. Đúng rồi. Hàn Quốc thì nhiều nhưng mà có nhiều giống khác, thí dụ như là cái khu vực gọi là Thái Văn Lung chẳng hạn. Thì người Trung Đông rất là nhiều, đến nỗi mà họ bán thành cái chợ của họ, bán đồ của họ luôn. Rồi những cái sắc dân khác nữa. Ở Đà Nẵng Châu thì Phi. Ở Đà Nẵng thì khá nhiều, đúng rồi, Châu Phi nữa. Ở Đà Nẵng thì khá nhiều những cái Châu Phi cũng là rất là lý thú, là gái Nga. Các cậu Châu Phi qua bên đó thì nó có cả luôn cả những cái tin tức liên quan tới chuyện lừa đảo, mà cũng có những tin tức luôn liên quan tới các cô sồn sồn mà ở Sài Gòn rất là ham của lạ với các cậu không, cái đó chạy thế giới đó có đó có nhưng mà số đó rất là chạy của thế giới. Thì cái chuyện mà gặp ở đâu vợ chồng ở đó thì nó cũng bình thường thôi. Cái thứ hai nữa là ở Đà Nẵng chẳng hạn thì rất là nhiều những sắc dân như là ở Mỹ, ở Pháp, ở phương Tây thì nhiều. Ở Đà Nẵng rất là nhiều ở lại đó. Tôi cũng có cơ hội làm phóng sự với một vài cái nơi họ không chỉ là ở những cái khu mà gọi là khu Tây Ba Lô như là Sài Gòn đâu, mà họ ở luôn cả bây giờ những ở rất là bình thường trong những cái khu gọi là khu vực mà những cái nhà cao cấp ở trong Việt Nam á, thì họ cũng ở được nhiều, cho nên là nó có rất là đa dạng những cái sắc dân đang sinh sống ở Việt Nam, ở ngoài Bắc cũng có. Có điều là không có biết được rằng là cái con số nó bao nhiêu, tôi cũng đang tham khảo. Tôi có nhớ lần đó là có một số người nói là độ khoảng vài chục ngàn người đang ở không biết là Sài Gòn hay là ở toàn quốc vậy đó, thì đã cũng có. Thì đó là cái status liên quan tới cái nhiều người Việt, nhiều người nước ngoài đang học tiếng Việt để mà sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta bắt cái phone của anh Tommy, nãy giờ đợi rất là lâu trên đường dây. Xin chào anh. Rất hân hạnh. Dạ, xin chào anh Lân, chào anh Phúc và chào anh Hồng. Có phải là Tommy ở đâu đó gần đây không?
Virginia. Dạ, mình ở, dạ, mình ở New Jersey. New Jersey. Dạ, mình ở New Jersey. À. Dạ. Có dạ, phải là Tommy Trump gì đó không? 2024 không? Không không, có đâu, dạ, chỉ bình thường chứ. Dạ, không phải. Bình thường sao mà rơi khác. Giọng Tommy hay quá nhỉ. Dạ, anh Tommy xin mời. Dạ, thì mình muốn nói số vấn đề anh mà nói nhiều quá, mình không thể nói đầy đủ hết được những gì mà anh nói, mình chỉ nói gớm lại, tóm tắt lại một số cái thôi. Thì thứ nhất là mình nói vấn đề mà anh Phúc với anh Hồng bây giờ tranh cãi về cái văn hóa của người Sài Gòn, tại sao có trộm cắp rất là nhiều đó. Thì mình muốn nói như thế này nè, tất cả những gì mình nói á, thì mình đều có những cái dẫn chứng để cho các anh chị em cô bác nào đang nghe đó có thể vào mà xem được, chứ mình không có nói chung chung, không không. Thế thì mình nói thứ nhất về vấn đề tội phạm ở Sài Gòn. Thế thì chúng ta phải nhìn lại nhà sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, thì hầu hết đại đa số người Sài Gòn đã đi ra nước ngoài hết rồi. Và cái số người mà tràn vào Sài Gòn á, thường thường của những cái vùng miền khác nhau, họ tràn vào trong đó, họ sống trong đó. Và họ mang theo cái nền văn hóa của cái nơi họ sống vào Sài Gòn. Và chúng ta thấy là chúng ta có một tờ báo Tuổi Trẻ, chúng ta vào tờ báo, vào Tuổi Trẻ online, chúng ta search, chúng ta tìm kiếm tờ báo có cái tựa đề là tội phạm miền ngoài vô Sài Gòn. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy rất là rõ nha. Họ ghi rằng, nhớ là báo Tuổi Trẻ online, họ ghi rằng tội phạm từ phía Bắc kéo vào ẩn náu tại nhà cao tầng, chung cư cao cấp để hoạt động phạm pháp, cho vay nặng lãi, buôn bán, sản xuất ma túy. Thế thì chúng ta thấy rằng á, những cái tội phạm đang xảy ra trong Sài Gòn á là đều là do từ những cái người miền ngoài, miền khác người ta vào Sài Gòn, người ta mang theo cái văn hóa của cái nơi người ta sống, người ta vào Sài Gòn và người ta thực hiện cái nền văn hóa đó ngay tại Sài Gòn. Bây giờ người Sài Gòn không có còn nhiều nữa, người Sài Gòn người ta đi gần hết rồi, đi nước ngoài gần hết rồi, và người ta bảo rảnh anh chị em cô bác đi nước ngoài gần hết rồi. Thành ra cái văn hóa hiện tại cứ tạm cho là văn hóa đi, đó là văn hóa từ miền ngoài đem vào. Và cứ lên tờ báo online thì chúng ta sẽ thấy rất là đơn giản, chúng ta thiếu về Việt Nam đi, chúng ta đụng xe cọ quẹt chút xíu thôi là họ sẽ nhảy xuống, họ đâm, họ chém, họ xưng bố này kia liền, và họ nói cái giọng hoàn toàn ở miền ngoài, mình không nói một vùng nào để khỏi mất công là gây tranh cãi, nhưng rõ ràng họ không phải người Sài Gòn. Thế thì cái tội phạm nó gia tăng trộm cướp trong Sài Gòn á, thứ nhất nó có hai vấn đề mình cần phải nói. Thứ nhất là cái khả năng mà để ngăn chặn trộm cắp của cái nhà cầm quyền nó không có hiệu quả. Cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ rất là hiệu quả khi họ ngăn chặn những cái gì đó của cái người dân lương thiện á. Khi mà người ta nói những cái tiếng nói bình thường, người ta viết bài bình thường, thì gặp mà những cái bài viết đó nó đi ngược lại những cái gì mà đảng Cộng sản hoặc là nhà nước, nhà cầm quyền Cộng sản nói á, là họ ngăn chặn ngay lập tức. Nhưng những cái gì thuộc về tội phạm tham ô, tham nhũng, tội phạm trộm cướp thì hầu như nó lan tràn rất là nhiều. Họ không có khả năng để họ làm những chuyện đó, bởi vì thời gian những cái gì của họ đó họ tập trung làm vào những cái chuyện khác đó. Thì mà chúng ta thấy, chúng mình mở ngoặc cái thêm, mình không cần nói điều này, nhưng mình mở ngoặc cái thêm rằng một cái thể chế mà người ta bắt những cái người dân á mà chỉ bằng những cái bài viết hoặc những cái lời nói á, là đó là cái thể chế không phải là một cái thể chế vững mạnh tử tinh. Mà đối với mình đó là thể chế người ta rất là run sợ, nhưng mà không có thời gian để người ta. Nhưng mà trước năm 1975 thì thời Việt Nam Cộng Hòa thì cũng trộm cắp quá chừng đại ca thay này kia cũng nhiều lắm chứ. Vậy là anh chỉ nghe nói thì anh còn không biết. Thưa anh rằng trước năm 1975 tại bất cứ quốc gia nào nó cũng có tệ nạn, cũng đúng có rồi. Cả. Nhưng mà anh biết rằng những cái người du đảng, nếu mà anh đọc, anh nghiên cứu những cái người du đảng ở Sài Gòn, họ cũng rất là phong độ. Đại cả tôi đồng ý với quan điểm này. Sài Gòn, đúng. Những cái người mà du đảng Sài Gòn người ta rất là phong độ anh. Người ta không có đi làm những cái chuyện mà vớ vẩn như những cái người mà đầu đâm chém hiện tại bây giờ ở Sài Gòn. Du đảng rất rất là phong độ. Nha, họ đâm chém, họ giành giật địa bàn giữa những họ người họ với nhau thôi, họ không có gây khó dễ cho người dân. Họ đi về Đại Ca Thay là ở ngay cái xóm của mình, ở trên đường Bùi Thị Xuân. Nha, Bùi Thị Xuân quận nhất, mình ở Bùi Thị Xuân, mình còn ở gì đó, mình ở Bùi Thị Xuân, quận 5 nằm quận 3 xa hoa, quận nhất cướp giật, quận 4 khánh hội. Cái đó là anh nghe thủ tiên nghe thôi. Dạ, cái đó là anh nghe tuyên truyền thôi. Đâu có đâu, năm 1975 thôi là coi như là công an của Việt Nam là dẹp cướp nhiều, chứ ngày xưa mà cảnh sát đô thành của Sài Gòn đâu dẹp nổi đâu. Dạ không, xong dạ hỏi anh cứ hỏi những người. Vậy là anh chưa biết hệ thống cảnh sát Việt Nam ngoài. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nha, tại những cái người mà đại ca đó sống, đại ca thay sống cái vùng của tôi, anh ta rất là hiền lành ở trong cái khu xóm. Nhưng mà ta đi ra ngoài giữa những người du đảng, giữa băng đảng với nhau thì họ là khác. Nhưng họ sống rất là ở đâu ra đó, ở trong cái đường phố đó. Những cái người mà du đảng ngày xưa đó, họ chỉ tranh chấp trong cái băng đảng của họ với nhau thôi, họ không có gây phiền hà khó dễ gì cho những cái người làm ăn buôn bán cả.
đó là cái nền xã hội nào cũng có thôi. Thời thế nó thay đổi anh ơi, nước Mỹ này bây giờ mà nói về tội phạm thì so với ngày xưa là cũng khác hơn nhiều. Rồi cái phần đó là như là dân số là thế giới đông quá, phức tạp hơn mà. Anh qua cái phần cái status kia đi. Dạ, nếu mà anh Hồng có bằng chứng gì cứ trưng ra, mình có bằng chứng mình nói ha, vào báo là sẽ nói, sẽ có ngay đó nha. Nhưng mà cái điều anh Hồng vừa nói vừa rồi không có nghĩa là một cái xã hội nào đó nó có tệ nạn thì bây giờ mình cũng được quyền có tệ nạn, điều đó là sai. Dân số của Việt Nam bây giờ đông hơn dân số của thời trước năm 1975 nhiều anh ơi, mà công nghệ thông tin bây giờ nó phức tạp hơn nhiều chứ, loài người bây giờ họ tiến triển hơn mà. Cái điều đó không quan trọng. Đâu có đâu, con người tiến triển hơn, công nghệ thông tin hơn thì cái tội phạm nó cũng cũng cao siêu hơn ngày xưa chứ. Anh nghe. Thôi bây giờ vậy nè. Ngày xưa đó, dạ dạ, mình nói rất nhanh sẽ đi tới vấn đề khác. Ừ, tại vì cũng có nhiều khán giả trên đường dây đang đợi. Cái vấn đề mà một cái thể chế nào đó nó đã không còn nữa, nó làm sai, nó làm đúng, đó là chuyện của nó. Mình không thể nói được, ô cái thể chế đó làm sai, tôi cũng làm sai, như vậy cũng được, không có đúng. Cái đấy là hoàn toàn sai, mình không quan tâm cái chuyện trước, mình chỉ quan tâm cái vấn đề hiện tại, bây giờ, nó rất là sai. Vấn đề nhất, bây giờ đi qua chuyện khác. Cái chuyện là, cái câu là ngày càng có nhiều người nước ngoài có nhu cầu học tiếng Việt để đến Việt Nam sinh sống, làm việc. Mình nói cái vấn đề đó, mình nói đó. Mình là mình đã về Việt Nam, mình được một cái công ty ở Việt Nam, nó gọi rằng Paragon Solution, nó nằm ngay ở quận 3 nha. Paragon Solution Việt Nam nó nằm ngay ở quận 3. Các anh chị em nào đi ngang quận 3 mình không nhớ đường nào, nó nằm ngay ở quận 3. Nếu mà mình nhớ không lầm tại nó cũng nó lâu lắm, mình nằm trên đường Lý Chính Thắng thì phải. Mình nói mình làm thì cái vị trí mà họ muốn mình về làm á là Software Engineering Manager, tức là mình coi hết tất cả những cái kỹ sư phần mềm trong đó. Thế thì khi mình về đó mình làm á thì cái công ty á, Paragon Solution á, nó có cái, nó có nằm ở Mỹ nhưng mà nó mở cái dự án ở Việt Nam và nó cũng xin được một cái nó kêu bằng CMMI number 5. Mình cũng đã biết á, những anh chị em nào đi làm á biết rằng á, những mình phải xin được cái CMMI number, cái level 3 là tối thiểu hoặc là number 5 thì mình mới được làm những cái contract, những cái hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ nha. Vấn đề đó họ xin được cái CMMI number 5, họ đem về Việt Nam họ làm. Nhưng vấn đề ở chỗ đó nha, mà hiện tại bây giờ á, ngay tại cái thời điểm này á, là mỗi một năm á, có 200.000 kỹ sư dính líu với công nghệ thông tin được ra trường, gồm có software engineer, hardware engineering, hardware engineer, networking engineer, nhiều thành phần. Nhưng mà cái số lượng đó họ làm được cái gì? Ở Việt Nam có vấn đề thế này nè, chúng ta có nhân lực nhiều, nhưng nhân lực mà để có thể ngồi xuống mà làm được việc á, thì nó không có. Bây giờ chúng ta có hàng trăm ngàn ngàn người, hàng triệu người kỹ sư đi nữa. Thử đặt câu hỏi tới giờ phút này nè, chúng ta làm ra được những cái hệ thống gì chưa? Thì mình còn nhớ rằng á, cái chỗ mình á, nó làm những cái phần mà thu nhận thông tin của cái radar đó. Radar một cái thời đó, đó mình không nhớ nó làm trong cái hệ thống, lâu quá rồi mình không nhớ làm trong cái system nào. Nhưng mà tức là kỹ sư á, họ có thể làm sai cái gì thì họ có thể làm cái đó được. Nhưng mà để tạo thành một cả cái hệ thống á, họ không biết cách làm. Họ không biết làm sao để tạo ra một cái hệ thống. Ví dụ làm một hệ thống vũ khí đi, họ không biết, họ không thể làm được một cái hệ thống vũ khí. Thế thì những cái người mà ta làm được á, họ chia nhỏ ra, rồi họ đem về Việt Nam và làm phần này thì họ làm được. Nhưng mà để tự mình suy nghĩ tạo ra cả một cái hệ thống thì họ không làm được. Theo cái báo nha, bây giờ mình sẽ nói lần nữa, theo tờ báo là The Leader, ở Việt Nam có một tờ báo về chuyên về công nghệ thông tin mà khá nổi tiếng, nó kêu bằng The Leader. Thì ở trong đây người ta nói thế này nè, mình nói là có nhiều người đến Việt Nam học tiếng Việt để làm. Bây giờ mình nói chuyên viên trước nha, chuyên viên về công nghệ thông tin, chuyên viên về làm những cái lĩnh vực về khoa học kỹ thuật nha. Mình khoan nói đến những cái về vấn đề khác. Cái người gọi là chuyên viên để cho Việt Nam mướn á, lãnh cái mức lương từ 78.750 đô một năm cho tới 75.966 đô một năm. Con số cực kỳ thấp. Chúng ta thấy rằng con số này chỉ bằng một người sinh viên tốt nghiệp kỹ sư phần mềm ra trường mà thôi. Ví dụ bây giờ anh tốt nghiệp kỹ sư phần mềm, anh và anh làm cho Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, cái lương cơ thể 70,000-80,000 một năm thời lúc anh mới ra trường. Thế thì những người mà gọi là chuyên viên cao cấp nha, về Việt Nam thực sự họ chẳng có là chuyên viên cao cấp nào cả. Thế thì họ, nhưng mà đó chỉ là những người có sẵn để họ mới đến Việt Nam họ làm mà thôi. Những người thật sự là chuyên viên họ không đến. Nhưng mà điều này có lý giải được ở chỗ là dân số Việt Nam 100 triệu mà đất nước Việt Nam ở cái vùng Đông Nam Á như thế mà bây giờ phát triển là kinh tế là ở mức là thứ ba của Đông Nam Á như thế, thì nếu như mà cái chuyện công nghệ thông tin mà phụ thuộc vào nước ngoài như thế thì cái tự thân của Việt Nam, kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào ta?
anh dựa trên con số nào? Bây giờ mình nói vấn đề đó, bây giờ anh nói mình nói tới vấn đề đó, bất cứ vấn đề nào mình nói mình cũng có con số hết nha. Anh nói phát triển đúng không, lần nó tới Việt Nam phát triển đúng không, mình sẽ nói vấn đề đó. Thế thì căn cứ theo World Bank nha, mình lựa một cái đất nước rất là bình thường, ngang ngang với Việt Nam thôi, là Malaysia, với lại đất nước Việt Nam. Cái bình quân mà nó thăng tiến á, cái tỷ lệ phần trăm á, mà nó thăng tiến về kinh tế của Malaysia chỉ có 3.3-3.7% thôi. Nhưng mà Việt Nam thăng tiến rất cao nha, cái độ phát triển kinh tế đó tạo ra tính năng như vừa rồi á, là tính 5.7%. 5.7% là cao lắm nha, rất là khó. Những cái quốc gia mà nó đã phát triển rồi, nó tăng 2-3% thôi là nhiều rồi. Malaysia nó chỉ có tăng được có 3.7% thôi, một năm thôi. Thế thì cái mức, cái nó kêu bằng cái thu nhập, cái GDP per capita đó, tức là thu nhập bình quân một đầu người á, của Malaysia hiện tại bây giờ á, là theo World Bank nha, là 11.993 đô la một năm. Việt Nam hiện tại là hình như bây là giờ mình nói nha, okay. Malaysia tăng trưởng chỉ có 3.3-3.7% trong suốt 20 năm, và Việt Nam tăng trưởng liên tục 5.7% trong suốt 20 mấy năm. Thì chúng ta rất là dễ, anh cứ bỏ vô Excel đúng không? Ở đây là chúng ta không nói về vấn đề tiền bạc thu nhập, mà chúng ta nói về vị thế của một quốc gia đó. Thì nó có quốc phòng, nó có các cái câu chuyện về quản lý đất nước á. Để ngắt lời là nếu mà nói như bạn á, mà nếu mà cái công nghệ thông tin mà phụ thuộc vào nhiều chuyên viên nước ngoài, thì tự thân của cái quốc gia đó về chủ quyền và vấn đề về quốc phòng á, lãnh thổ mà làm chủ được quốc gia thì sao được? Nó có thấy lạ ở cái quốc gia mà nằm ở vùng Đông Nam Á như Việt Nam không? Anh nói Việt Nam mạnh ở chỗ nào, không có chứng nào mạnh, anh cho tôi mình biết coi. Anh Hồng lạc đề. Bây giờ quốc gia nó phát triển mạnh không, anh coi cái với anh là đúng, anh nhìn ta nhìn nó đúng, cái GDP, ok. Không, nhưng mà cái chủ quyền quốc gia thì cũng phải là đâu phải là phụ thuộc hết vào nước ngoài được. Vấn đề phan để tôi nói hết. Anh dọn vấn đề của vị thế, UK vị thế. Ok, vị thế là gì? Là dù như trong quốc phòng, mà những cái bí mật quốc phòng thì đâu thể giao cho ngoại quốc được. Anh nói để nghe tiếp. Phải có cái nhân lực của người ta để quản lý về công nghệ thông tin người ta. Bí mật quốc phòng với anh ha. Okay. Nhưng mà bây giờ khoan mình nói, để anh chờ cho mình xíu thôi, cho mình 30 giây thôi. Thế thì mình thấy nè, mình có từ cái capita trước đã, cái GDP của per capita trước đã. Thế thì cái thu nhập của người Malaysia chỉ giả sử tăng có 3% thôi, mà Việt Nam cộng hòa so với chủ nghĩa Việt Nam nha. Tại sao mình nói cộng hòa so với chủ nghĩa Việt Nam? Mình chúc mình bảo hoặc nói thêm 30 giây về chuyện đó. Thế thì giả sử Việt Nam cộng hòa so với chủ nghĩa Việt Nam gia tăng liên tục 5.7% một năm, thì anh có biết rằng anh bỏ vô Excel á, anh làm bài toán rất là đơn giản á. Nếu anh biết xài Excel, mình nghĩ ai cũng biết xài, phần lớn ai cũng biết xài Excel, bỏ vô đó kéo xuống một cái, tới năm 21 năm kể từ bây giờ nha, 22 năm kể từ bây giờ, mỗi một năm Việt Nam tăng 5.7%, 22 năm sau cái mức capita cái GDP per capita đó là 11.715.9, nó vẫn thua cái mức capita của người Malaysia tại thời điểm này, mà đó là Việt Nam đã tăng 5.7% trong vòng 22 năm. Thế thì từ một người chúng ta suy ra cả một nước, bao giờ Việt Nam mới được kịp Malaysia, mà Malaysia chẳng làm cái nước gì ở cái châu Á, là một nước rất là bình thường. Nhưng mà nhắc lại cái chuyện đó là chúng ta chỉ nói về chuyện tiền bạc thôi, còn cái bộ não của cái đất nước Việt Nam á, mà nếu mà phụ thuộc vào ngoài quốc á, thì làm sao có cái chủ quyền để mà điều khiển cả cái quốc gia đó được? Mình sẽ nói cái chuyện đó. Thế thì ở cái lý do nào anh có thể, một cái người dân có thể làm được nhiều tiền? Tại do cái bộ não đó, anh phải giỏi, phải hay anh mới làm được nhiều tiền. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà hồi nãy là bộ nói rằng là chuyên viên ngoại quốc là làm tất cả những cái phần mà liên quan tới công nghệ thông tin ở Việt Nam, thì bản thân mà cái bộ não của đất nước Việt Nam thì phụ thuộc vào ngoại quốc thì coi như mất chủ quyền thì đâu được. Đâu có ai, đâu ai nói chuyện đó. Ủa? Anh phải lắng nghe, anh phải biết lắng nghe, tức là trước hết thì mình thấy rằng cái sự tăng trưởng của Việt Nam á, nó so với nước ngoài nó yếu dữ lắm, chứ nó không có mạnh. Việt Nam giống như một đứa bé suy dinh dưỡng vậy đó, tức là 10 năm trước, 20, 30 năm trước cái đứa bé nó còn nhỏ, nó suy dinh dưỡng, 20-30 năm sau anh cân nó lại anh thấy nó rất là nặng, nhưng nó chỉ nặng hơn nó thôi. Anh đem nó so sánh với một đứa trẻ khác, nó vẫn là một đứa trẻ suy dinh dưỡng. Từ đó anh suy ra cả một cái quốc gia nó cũng như thế, Việt Nam mình không có lệ thuộc vào những cái người nào mà chuyên gia nước ngoài cả. Mình muốn chuyên gia nước ngoài qua đây để có khả năng tạo ra một cái hệ thống nào đó mà Việt Nam mình có thể có được những hệ thống vũ khí, những hệ thống tàu chiến, những cái hệ thống có thể thúc đẩy được cái nền kinh tế, thúc đẩy được cái nền mạnh của cái nền quân sự. Nhưng cho tới giờ phút này, Việt Nam chưa hề tạo ra được bất
tìm hệ thống nào mà có thể thúc đẩy được cái nền kinh tế cả. Vậy nếu như mà không thúc đẩy được như thế thì tình báo ngoại quốc họ len lỏi vô rồi họ là coi như là control hết Việt Nam thì Việt Nam mất chủ quyền nữa chứ sao mà tồn tại được như hiện nay. Nhưng mà lý do gì mình đâu có nói vấn đề chuyện đó. Không, anh Hồng không có lật đề. Trên thế giới một quốc gia mà giống như là một em bé giờ, mà bây giờ vậy nào, lật đề, nó lật đề, không có đó, quốc gia nào đang lỗi rồi. Theo anh Tommy đó. Theo anh Tommy. Khả năng hiểu. Theo anh Tommy thì Việt Nam hiện nay có khoảng 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin, trong đó gần 500 ngàn người kỹ sư phần mềm, thì anh đánh giá như thế nào về con số như vậy? Đó, thứ hết thì mình cái con số nó có thể mọi người nói sai chứ mình nghĩ là con số đó đúng, con số nó không quan trọng. Tại mỗi một năm á, Việt Nam nó tạo ra 200 ngàn kỹ sư công nghệ thông tin. Trời, dân công nghệ thông tin mà sao nói lại vậy? Nhưng mà cho đó, cái con số lượng nó không quan trọng. Cái quan trọng là cái số người đó họ làm được cái gì. Tại vì mình làm trong cái nghề này, mình tới Việt Nam mình làm luôn, mình hiểu rất là rành. Thì là như anh Hồng, anh gì, anh nói không có chính xác bằng mình. Không, anh dân công nghệ thông tin mà anh nói con số 1 triệu mà dễ dàng không được. Bởi vì thời gian đào tạo 4 năm nó phải có thời gian chứ. Làm sao mà lại nói chuyện là dễ dàng vậy được. Đúng rồi, Việt Nam mình 50 năm rồi anh đào tạo liên tục gửi đi nước ngoài. Không, công nghệ thông tin mới sau này thôi chứ. Nhưng mà anh nhớ đây nè, ở đây mình đang nói cái gì, anh phải biết mình đang nói cái gì. Với một cái số lượng cái kỹ sư lớn như thế đó, Việt Nam mình làm được cái hệ thống gì mà của đất nước mình chưa có, đúng không? Mà mình mướn những cái chuyên gia, mình gọi là chuyên gia, thực sự họ cũng không phải là chuyên gia nữa, họ chỉ là một kỹ sư phần mềm thường thường bậc trung ở nước ngoài, mình đem về mình gọi là chuyên gia. Anh nói chuyện có vậy cái gốc đâu được, anh nói sao? Một đứa nhỏ mà giống như là còi xương như vậy thì tình báo ngoại quốc họ vô là họ thâu tóm hết từ lâu rồi, làm sao mà giữ được chủ quyền? Không, tình báo nào vào đây, anh không có nói tình báo nào vào. Đó, nếu mà phụ thuộc hết vào ngoại quốc thì tình báo người ta xem vô, gián điệp người ta xem vô. Còn muốn làm mà sao còn phụ thuộc? Việt Nam bây giờ không phụ thuộc hả? Bây giờ mình nói tới... Phụ thuộc Việt Nam không? Ủa, Việt Nam, anh nói anh biết một quân sự Việt Nam đúng hay không? Anh nói về Tổng cục 2 đúng hay không? Thứ hai, nếu mà anh nghe được những cái điều mà như anh nói Tổng cục 2, như anh vừa nói, anh chẳng biết gì về cái Tổng cục 2 hết trơn. Thứ ba, chỉ cần một người ở nước ngoài với bản thân mình vào Việt Nam, mình làm việc, thì mình phải trải qua rất nhiều cái để họ clearance. Anh hiểu clearance không? Việt Nam mình bắt trước Mỹ nó là clearance. Anh có biết clearance gì không? Clearance security. Dạ, mình phải qua rất là nhiều thứ thì mình mới được. Và khi anh biết á, khi anh vào anh học á, để có cái clearance để làm việc ở trong Việt Nam, làm việc dính líu với Bộ Quốc phòng, dính líu với vũ khí, dính líu cái này cái kia đó, có những điều anh nói ra là nó tù liền. Nó thuộc về classified. Anh nói như vậy là tới trường hợp của Ukraine bây giờ là chính quyền Ukraine và hệ thống quân sự chính trị của Ukraine là bị ngoại quốc là phụ thuộc hết, cho nên là mất nước đó. Cái là anh có chứng minh đi những cái gì mình nước nói mình Ukraine đang còn đó mà nó mất nước thì thấy Ukraine là tan nát hết. Cái đó là anh tự chế đó thôi. Anh rồi thời gian sẽ trả lời. Bằng chứng như mình đưa đó, mình nói tới đâu mình đưa bằng chứng tới đó. Báo nào, chí nào, ai nói chuyện gì nói ở đâu có mình đưa bằng chứng tới đó. Hệ thống quân sự của quân đội NATO là hoàn toàn tích hợp với cả là Ukraine. Hệ thống chỉ huy là hoàn toàn phụ thuộc vào NATO. Anh Tommy ơi. Bây giờ Nguyễn Hồng Phúc lên tiếng xíu nha. Tôi hoàn toàn đồng ý những gì anh Tommy nói, không phải là đúng vũ quan cái này. Cái quan trọng kỹ sư không bao nhiêu ta tôi không có biết, mà cái hệ thống quản lý Việt Nam đó, cái hệ thống nó, cái system nó làm con người không phát triển được. Ok, cái đầu não đó, anh Phan đừng nói tình báo tình gì, anh đừng nói cái đó, nó ảo tưởng quá. Cái hệ thống phải cởi mở, cái hệ thống phải cho người tài vào những cái department học hành, những cái trường đại học với đồ phải phát triển lên, không có đoạn đảng đoàn đồ gì đội đồ gì đó, cái người kỹ sư đó họ không có đắc, họ dũng võ. Cái quan trọng là 10.000 kỹ sư cũng được, nhưng mà họ dùng cái gì? Anh biết tới bây giờ này đó, tới bây giờ này mà Việt Nam còn muốn mà huy động tài chính đó là phải qua bên Đài Loan, Hồng Kông rồi này nọ. Nếu Việt Nam hòa còn là trung tâm tài chính lớn của rất nhiều thế giới rồi, tất cả vì cái hệ thống nó procrastinate, tức là nó trì hoãn là cái phát triển đất nước. Cái đó cũng là anh đoán thôi, chứ cái một cái chuyện là rõ ràng là không có đoán, rõ ràng không có đoán, không có rõ ràng. Bây giờ tôi hỏi giải phóng 50 năm rồi, nếu Việt Nam cùng hòa còn là cho anh biết này, ok, họ đã có những cái plan hết rồi, với cái kinh tế thị trường Việt Nam còn là tiếp tục, với những cái điều Việt Nam kết kết thế giới không có chuyện cấm vận, ok, việc hay xưa đại hàng đi làm công cho Việt Nam hòa, ok, mà khi phát triển 25 năm rồi, mình nói cái chuyện mà 50 năm rồi nhé, từ khi bỏ cúp vận bao nhiêu năm là bỏ cúp vận gần 30 năm chưa, nói cái gì cũng phải nhìn vô thực tế đó. Không, thực tế đội băng của mày Real Madrid mà tan rồi không giữ được đội băng thì mày làm sao mà đòi trăm giải hạn này với anh kia với thế giới. Anh phải xác nhận, phải giữ được cái đội băng đấy, cái đá anh phải xác nhận. Bây giờ không giữ được quốc gia và sao không giữ được lãnh thổ, mà tại sao bọt nước Singapore nhỏ vậy,
mà cái GDP bây giờ nó khủng khiếp như vậy, nó phải có sự lãnh đạo, nó phải sự lãnh đạo tài tình. Và như Đài Loan cũng vậy, tại sao Đài Loan mà kinh tế hơn Trung Quốc ngày xưa luôn, bây giờ Quốc mới vượt qua thôi nhá. Tại sao một nước đảo Trung Quốc nhỏ mà họ làm được cái đó? Singapore họ là khiếp đến một cái mức nào đó thôi, mức nào đó hết cái đó là nó. Bây giờ mình cho anh Tommy cho cái kết đi, xong rồi rồi mình qua đó. Bây giờ là tại sao dân tộc Đài Loan thua dân tộc mình? Ok, tôi tộc mình mà Đài Loan bây giờ sản xuất semiconductor nổi tiếng nhất gì thế giới. Nếu Việt Nam Cộng Hòa, còn nếu miền Bắc, miền Nam thắng miền Bắc, Việt Nam bây giờ là con rồng lớn rồi với hệ thống Việt Nam Cộng Hòa, với cái kinh tế thị trường. Cái đội banh của anh giữ không được, mà anh cứ nói chuyện giả trời không ạ? Đội banh Việt Nam Cộng Hòa giữ không được là sao? Giữ không được ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa đã thắng hết tất cả Thái Lan là đồ bỏ đâu. Vậy sao không cần giữ nguyên được đội banh đó? Giữ đội banh gì? Đội banh Việt Nam Cộng Hòa. Với công nam bây giờ, anh nói gì tôi không hiểu, đội banh Cộng Hòa gì? Ý em nói ví von rằng là cái đội banh của anh giữ không được, anh tan hàng rồi bây giờ anh cứ nói đến chuyện tan hàng thế giới không? Anh là người gì? Anh người Bắc thắng là người Việt Nam không? Phải Việt Nam đúng không? Thì bây giờ okay. Bây nếu giờ anh miền Nam bên đó người ta thống nhất đất nước rồi. Nếu anh vào miền Nam á, anh đừng làm những chính sách xu bịch. Anh đừng có đánh tư sản nè, anh đừng có cải tạo nè, anh làm đất nước cái lòng dân không thích nè, người ta bỏ đi nè. Anh đừng có những cái chuyện gọi là ngăn sông cấm chợ nè. Anh đừng có những kinh tế tập trung nè. Ok, thì đất nước phải phát triển tới. Nói chuyện anh muốn xưng hùng xưng bá thì ít nhất anh phải giữ được Việt Nam Cộng Hòa. Giữ Việt Nam, cuộc chiến Việt Nam gọi là cuộc chiến nước tranh nước thẳng nước yên muốn giữ được thì đừng để cho mời anh Tommy có kết đi ạ. Dạ, nó sai. Xin nói tóm tắt lại nha. Dạ. Là hồi nãy thứ nhất là mình nói về vấn đề. Nhường cho khán giả khác nữa thôi anh. Dạ đúng rồi, anh Hồng nói là cái văn hóa Sài Gòn thì mình nói tất cả như mình nói. Tóm tắt đi. Anh Hồng nói về cái văn hóa Sài Gòn thì rõ ràng mình đã chứng minh được rồi ha. Tên kia báo Tuổi Trẻ nói cái gọi là văn hóa trong mặt kép chậm cấp á, là từ tội phạm miền ngoài đem vào. Và trong đó là đại đa số là tội phạm từ phía Bắc kẹp vào tẩm náo, sản xuất ma túy, buôn bán ma túy, hoạt động phạm pháp. Anh lên báo Tuổi Trẻ. Báo Tuổi Trẻ người ta nói một góc cạnh nào của đời sống anh ơi. Để cho anh nói. Người Sài Gòn mà đi ra ngoài quốc thì làm sao mà đi hết Sài Gòn được? Ngày xưa đâu đi được nhiều đâu. Một lần thôi. Để mình tổng kết tất cả những gì anh nói ha, thì anh nói là văn hóa Sài Gòn. Và anh cũng tổng kết ngắn thôi. Mình cho chứng minh là đó, nó trộm cắp ở đâu ra. Vấn đề thứ hai là anh nói rằng làm giống như Sài Gòn ngày xưa không có ăn cướp không bằng. Qua cái GDP mỗi đầu người mình cho anh thấy đó, Việt Nam có tăng trưởng 5.7% trong vòng 22 năm thì chỉ bằng cái mức GDP của Malaysia hiện tại thôi, tức là rất là khó để được theo những cái nước trong vùng, đừng có nói là những cái nước khác. Vấn đề thứ ba, vấn đề này nè, hồi nãy mình thiếu nè, GDP Việt Nam vượt Malaysia rồi. Vượt đâu mà vượt, cái nào mà nói chuyện này. Khi mình nói một quốc gia phát triển mạnh á, mình phải coi về cái gì. Vô Google đi anh, vượt cái gì mình có 7 bản nè. Đầu người nha, hệ thống về medical system nha, và hệ thống về education nha. Mình cho anh biết nha, anh lên trên usnews.com là cái trang chuyên môn thống kê về hệ thống, thì cái ranking á, xếp hạng về education á, Việt Nam xếp thứ 65 anh. Việt Nam xếp thứ 65, thua luôn Indonesia. Ôi nói ngắn là anh ơi, mấy anh qua nước Mỹ sống giờ mà mấy anh làm giống như nước Mỹ là quê hương tổ quốc mà. Mấy anh mệt quá mấy anh ơi. Không, tôi không đồng ý câu đó anh. Anh nói sống nhờ, sao sống nhờ là sao? Sống nhờ chứ gì nữa, nước này là nước Mỹ mà đâu phải nước Việt Nam đâu. Nước Mỹ là gì? Định nghĩa nước Mỹ là gì anh nói coi. Nước Mỹ là nước Mỹ. Nước Mỹ của di dân. Ok, nó sai. Stupid. Ok, nó sai. Anh nói sai. Cái mà nước Mỹ có là người ta phát triển mấy trăm năm nay, người Việt mình qua là 1975 thôi. Một lá phiếu người Việt Nam vẫn là một lá phiếu. Không chỉ sống nhà rồi, bây giờ nó không sống nhà. Ok, nhiều người không có đảng cộng sản gì ăn qua đây. Nhiều cái ngồi nhập nước Mỹ này là của những người Việt Nam đó, còn sai. Ok, không có chuyện sống nhà. Không có chuyện sống nhà. Nước Mỹ là nước của Hiệp Trung Quốc, nước Mỹ của di dân. Chúng ta là một trong những di dân vào nước Mỹ. Chúng ta là những người thoát sao? Không, tới sau chứ, không cần biết. Những người Mỹ trắng đầu tiên họ tới từ mấy trăm năm trước rồi. Là di dân. Người Mỹ đang qua năm 1975 thôi, nhưng mà cứ nghĩ rằng nước Mỹ này là thuộc về những người Việt Nam qua. Nước Mỹ là nước của di dân, ok. Ngay cả da trắng cũng là người. Tại sao có cái lễ tạ ơn, ok? Nước chúng ta là một phiếu, đừng có nghe cái giọng bò đỏ rồi đó nói là chúng ta nhờ sống nhờ, không sống nhờ ai hết. Chúng ta qua đây chúng ta làm việc đóng thuế bình thường như mọi người tất cả. Chúng ta một lá phiếu. Nhưng mà sự đóng góp là sống nhờ. Này là sống nhờ những người Mỹ trắng đây. Không có gì sống nhờ đó, đừng nói stupid. Mời anh Tommy finish. Cho mình tổng kết lại. Thôi đừng tổng kết lần nữa, bây giờ coi như là nói hết luôn. Là xong hết luôn. Không, từ ngắn thôi anh. Bây giờ anh có gọi là 2 phút nữa đó. Dạ,
Dạ đúng rồi, cho mình 2 phút thôi. 2 phút về thôi. Giáo dục Việt Nam, về giáo dục Việt Nam cũng đứng thua tất cả các nước vùng Đông Nam Á, thua Indonesia, thua Philippines, thua Thái Lan, thua Malaysia, thua Singapore, thua Korea, thua Nhật, vân vân. Việt Nam đứng 65, Indonesia đứng 58 vân vân, vẫn thua. Về vấn đề medical system, tức là hệ thống về y tế, Việt Nam vẫn đứng chót so với các nước Đông Nam Á, đứng thứ 44, thua Malaysia, thua Thái Lan, thua Hồng Kông, thua China, thua Taiwan, thua South Korea, thua Japan, thua Singapore. Đây là trang thống kê của Statista.com, một trang thống kê rất là nổi tiếng trên thế giới. Mình sử dụng toàn là những cái website, những cái trang. Thua cái đó thì hơn những cái khác. Anh có 2 phút rồi, anh có 2 phút rồi. Mình rất là có uy tín nha. Rồi, bây giờ hôm nay mình nói tới đây. Anh Hồng vừa nói đó, vô Sài Gòn. Việc Sài Gòn thua, dạ đúng rồi, Sài Gòn thua. Mình sẵn sàng nói về Hiệp định Paris, Hiệp định Geneva, và mình đưa ra những cái bằng chứng, những cái rõ ràng cho mọi người đọc, chứ không có nói chung chung. Mình đưa ra những cái cuộc họp giữa Chu Ân Lai, Tập Cận Bình, Chu Ân Lai, Mao Trạch Đông, rồi Mai Chí Thọ, vân vân, để thấy được rằng ở đâu nó xảy ra cái Hiệp định Paris và ở đâu xảy ra cuộc chiến tranh vào tháng 4 năm 1975, ai vạch ra cái chiến dịch mùa xuân, tất cả cái đó, lý do gì Mỹ ném bom ở Hà Nội và Mai Chí Thọ đã làm những chuyện gì khiến cho cái điều đó xảy ra. Mình sẵn sàng nói với anh Hồng, và anh Hồng nhớ nha, khi anh Hồng nói chuyện với mình anh Hồng phải có bằng chứng. Hẹn gặp lại bằng chứng. Tôi chỉ thấy đất nước Việt Nam là non sông liền một dải, đất nước đã thống nhất hai miền. Thôi cho anh còn 30 giây nữa cho anh kết luôn. Dạ đúng rồi, anh Hồng phải nhớ đây nha, anh Hồng đang đồng hóa Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Đó là điều hoàn toàn sai. Dân tộc Việt Nam đã là 4.000 năm văn hiến và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái mảnh ghép trong lịch, trong cái quá trình phát triển lịch sử Việt Nam. Người ta thống nhất đất nước đó ông ơi. Đẹp, rồi. Ghép là đẹp hay xấu. Cảm ơn anh góc nhìn của mọi người. Cảm ơn anh Tommy. Hẹn gặp lại. Đất nước đó, Tommy. Hẹn anh gọi vào những lần khác nhé. Dạ, xin gặp lại. Không. Okay. Tôi nó vẫn nói là anh Hồng nói câu sống dài là rất nhiều người. Ok. Chắc là Úc. Không có gì sống nhờ. Anh sống mà đi làm việc rồi nọ, không có gì sống nhờ. Rồi, xin mời anh Úc phải không? Dạ. Anh cho biết tên và thành phố. Hồi nãy có gọi rồi, mình Cường ở thành phố Perth, Úc. Dạ. Cường ở Úc, rồi. Ok. Rồi, nhiều nhân người khác anh Cường ơi. Dạ. Rồi, mời anh. Dạ. Tại vì cái người trước mình anh bây giờ anh có bây giờ áp dụng hết giờ rồi, giờ anh có 3 phút anh nói gì cũng được ở đó, không ai được phản biện anh hết. Dạ. Ok, tại vì trước đó thì mình định gọi trước, anh mới vừa gọi cho mình thôi. Không sao, anh có 3 phút đó, anh nói mấy khác vẫn chịu, mất hết giờ vẫn chịu nha. Đó thì mình muốn nói với anh Hồng á là bây giờ Sài Gòn nó không phải là thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh nó khác. Còn Sài Gòn á, cái văn hóa Sài Gòn á, không biết anh coi những cái clip mà những người Tây người ta làm những clip cái văn hóa của người Sài Gòn với người Hà Nội. Ví dụ đi gửi xe người ta lễ phép, rồi vô Sài Gòn người ta lễ phép. Rồi á, người ta ra Hà Nội người ta nói hành trưởng này kia nọ đó. Thì cái văn hóa Sài Gòn với cái Hà Nội nó khác nhau. Còn bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh là nó dân tứ xứ nó đổ về hết. Nó không còn là cái văn hóa của Sài Gòn hồi xưa Sài Gòn á, tôi sinh năm tôi là thế hệ 70, tôi sinh năm 71. Tôi học lớp 1 á. Anh còn 1 phút rưỡi nữa. Tôi không có gọi là giải phóng mà tôi gọi là sau 75 á. Tôi học lớp 1, lớp 2 rồi á thì vẫn còn dạy ở đi gặp đám ma đồ phải dở nón ra chào này kia. Còn bây giờ nó gặp đám ma nó chạy nó nẹt bô này kia nó không có gì đó. Ở ngoài Bắc cũng vậy anh ơi, ngoài Bắc cũng lễ nghĩa lắm anh ơi, nôi của Việt Nam ngoài Bắc mà. Lễ nghĩa gì? Còn tôi muốn nói với anh đó là cái Sài Gòn khác thành phố Hồ Chí Minh. Giống như tôi á, tôi nói trên Facebook của tôi á là những người bạn nào của tôi á mà sinh trước năm 1975 á mà nói nơi sinh thành phố Hồ Chí Minh nó là anh fan với tôi hết đi. Tại vì trước năm 1975 gì có cái thành phố nào gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Còn 30 giây nữa nha anh. Dạ. Là tên gọi thôi anh ơi. Bà chị ở Cali bà đi trước năm 75 luôn, bà ghi là bà từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nói ok, nếu mà chị còn ghi vậy tôi không bao giờ liên lạc gì nữa. Thì sau này bà đổi lại là bà từ Sài Gòn. Đó, dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Thực ra mà nói cái vụ mà gọi là nãy giờ tôi nghe các anh nói là hồi xưa thì Sài Gòn nó thế này, bây giờ thì Sài Gòn nó lại tệ hại hơn là ăn cướp vậy đó. Tức là tại vì những người cũ thì đi rồi, người mới thì mới
mới ra như vậy. Thì thật ra cái phàn nàn đó tôi cũng nghe luôn, kể cả Hà Nội. Thí dụ như Hà Nội thì nói rằng là bây giờ thì Hà Nội không còn giống như Hà Nội xưa nữa, không còn cái gốc hết rồi, không còn gì hết rồi. Nhưng thật ra thì thành ra là lúc nào cũng vậy, con người ta lúc nào cũng có cái sự so sánh đó, thì đành phải chịu chứ sao giờ. Thì ngay cả những cái tỉnh thành khác cũng thế, Vũng Tàu rồi cũng thế, rồi Thanh Hóa thì cũng thế thôi. Mời khán giả trên đường dây ạ. Cho em nói vài câu với anh Hồng cái ơi. Cho biết tên và thành phố. Anh có 3 phút. Em ở Grand Go. Dạ, mời anh. Tên gì ạ? Mới lên xe mà nghe nói cái cũng bực bực. Tên gì anh? Nói là anh tên gì ạ? Cướp giật kìa. Cộng sản đó. Mấy thằng lớn nó còn ăn cướp rồi, đừng nói mấy nhỏ. Cố gắng nói khách quan anh nha. Trời ơi, mấy anh lớn còn ăn cướp, nó mấy anh nhỏ làm sao không ăn cướp được. Nói không khách quan ảnh hưởng tới kênh Phố Bôn Sa TV. Nói gì hay hay đi anh. Đó là khách quan đó, cái đó là khách quan đó. Rồi anh cứ việc tiếp tục đi anh. Còn nếu mà hết hết ý rồi thì bắt đầu chúng ta bắt qua khán giả khác nha. Anh có 3 phút mà nói chưa hết. Hỏi thử mà cho, nói mà cho dân Việt Nam đi, cái nó đi không còn một người luôn á. Không có đâu anh, khác là anh, thời này khác là anh. Thời này con người ta là giàu có xin lấy nghĩa, cũng biết về tổ tiên, cũng biết về tổ quốc này kia chứ. Nói thế, đất nước mình ở chứ. Tổ quốc mà tồi quá ai mà ở anh. Vậy sao người Do Thái cứ cố về Jerusalem về anh? Trời. Người Do Thái đi khắp thế giới sống thì quay về Jerusalem làm gì anh? Người ta về, người ta nắm quyền, người ta mới về anh ơi. Còn về mà ở chung với lại súc vật cái mà về anh. Đất nước có hồn thiêng sông núi anh ơi. Hồn cái vậy mà hồn, cô hồn có chứ hồn gì. Không, nói về ảnh hưởng tới kênh anh ơi. Không sao, cảm ơn anh nhé. Một khán giả khác trên đường dây tên gì và ở thành phố nào xin cho biết ạ. Hello. Hello. Dạ, anh cho biết tên và thành phố, nhanh ạ. Anh tên Dũng ở Seattle ạ. Dũng Seattle, anh có 3 phút từ bây giờ là 8 giờ 53 phút. Dạ, anh cứ việc có ý kiến ạ. Có ý kiến là anh chỗ cảm ơn Football Sang TV nha. Dạ, cảm ơn anh. Tôi thấy như anh Hồng nói, ảnh nói là cái văn hóa cướp ăn trộm là nói là không đúng. Vậy là phạt đúng rồi. Phạt cái gì nữa? Người chân khách khó nghe quá. Khách rồi, qua người khác. Cảm ơn anh. Anh tiếp tục luôn đi hả? Anh nói đi. Okay. Hình như là cái lại trước là cái gì mà. Ở cái gì mà nó cao đẹp á là người ta nói về thành phố Hồ Chí Minh, còn cái gì mà xấu á ta nói là thành phố Sài Gòn. Anh nên tôi nói vậy đúng không? Anh có suy nghĩ gì về chuyện là xa hoa quận nhất mà cướp giật quận tư không? Người ta có 3 phút thì anh cho người ta nói hết đi. Bây giờ hết 1 phút rưỡi rồi đó. Không, cái này tôi chứng kiến á. Báo cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh bắt gái mại dâm ở Sài Gòn. Rõ ràng là báo Việt Nam đăng đàng hoàng. Cái đó không đúng nha. Tôi đúng ở đây, cũng đóng thuế là mình đóng gốc nước Mỹ rất là nhiều. Dạ vâng. Anh Phúc, anh Hồng Mạnh có một kiến thức gì cái xe nào vẫn chưa có, chưa có nước vẫn quá tệ đi. Em thay ông Trần Dần đó anh ơi. Xa nữa thấy cái thể là ông Trần Dần ngủ rồi, đừng có kêu ông thức dậy nữa. Ngồi dưới phố Bôn Sa áp lực dữ quá. Nãy giờ chưa có ai gọi vô gọi là để bên anh Hồng cả. Ngồi dưới cảm ơn những anh người nhá. Việt Nam Cộng Hòa, những người cờ vàng ba sọc đỏ áp lực dữ quá. Đâu nãy mà Hà Nội giờ là Hà Nội Vinh gọi vào cho anh nữa mà. Anh đổi thừa rồi. Mời khán giả trên đường dây ạ. Anh cho biết tên và thành phố ạ. Không biết anh nói chuyện đấy. Tôi tên Quân ở Florida. Quân ở Florida. Ôi, giờ này khuya lắm rồi đấy. Rồi, tôi mời Vinh Hồng. Mời anh. Tôi chỉ có một cái ý kiến, tôi có nghe anh Hồng nói là nãy anh Hồng nữa. Nước Mỹ là một cái nước mà mình sống tạm thời. Thì tôi nghĩ nếu mà tạm thời như vậy thì anh Hồng
Không, anh nói cho em nhắc lại. Anh nói là sống nhờ chứ không có tạm thời. Tạm thời nó khác với sống nhờ. Ừ. Nhờ vả là cái chôn này rất là nặng đó. Đó. Ừ. Thì mình đừng sống mà sống như giờ như, như cây tầm gửi thì không nên. Trở về nước Việt Nam sống. Anh hùng của anh nên trở về Việt Em trải nghiệm nước Mỹ thôi chứ không phải là sống mãi nước Mỹ đâu anh ơi. Em trải nghiệm nước Mỹ thôi. Nếu tôi chết hãy đem tôi ra biển, đời lưu vong không cả một nấm mồ. Không phải em nói đâu nha. Ông chồng Tử Thiên ông nói á. anh khỏi cần đem thơ văn gì hết. Anh Du Tử Lê anh Du Tử Lê nói nha. Tôi gấp đôi cái tuổi của anh. Thật ra anh không cần phải nói thơ văn với tôi. Khi mà anh nói một cái chủ đề thì có. Anh sẽ nên chủ tâm vô một cái chủ đề anh nói. Khi mà người ta phản ứng với anh, phản đối với anh thì anh lại đem một cái chuyện khác, cái nước này nước kia ra. Cái đó đó là anh không có biện luận được. Thành ra anh phải đổi qua một cái đề tài khác. Cái đó là cái yếu điểm của anh. Anh ngồi anh lắng nghe lại. Khi anh về nhà anh xem lại những lời anh nói. Khi người ta phản biện, cái người nào, bất cứ người nào vậy, không có ai đúng sai. Nhưng mình lắng nghe rồi mình phân tích. Đừng nên phản đối khi người ta chưa nói hết lời. Tôi thấy rất nhiều. Dạ thì anh còn biết cái tuổi của anh á. Anh còn 30 giây nữa ạ. Của tôi. Anh Quân có suy nghĩ gì là năm 30 giây cho anh nói hết đi. Anh Quân có suy nghĩ gì 50 năm nữa mà con em chúng ta không nói tiếng Việt mà nói tiếng Mỹ thì lúc nó thành người Mỹ không? Chúng ta mất gốc không? Cái chuyện cái đó là gia đình của mỗi người. Tôi có 4 đứa con. Nó thi ngay cả tiếng Việt ở Florida thi đấu vui để học tiếng Việt. Cái đó là tùy gia đình mỗi người. Anh đừng có nắm cái chuyện chung chung. Anh lấy dạ vâng. Cảm ơn anh. Sẽ bắt một cái khán giả khác nha. Cảm phiền anh nha. Giờ mình phải gọi là dứt khoát cắt một chút xíu mới đủ 3 phút. Mời khán giả trên đường dây cho biết tên và thành phố ạ. Hello, chào anh Linh, chào anh Hồng Thành Phúc. Hello, chào anh. Anh cho biết tên và thành phố ạ. Nhân tố mới. Tên là Lai ạ. Tên là Giang ơi. Giang ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Mời anh. Hy vọng là anh này không bắn giống anh Hồng tiếp. Em có ý kiến như này này. Cái thứ nhất là em thừa nhận Việt Nam mình ấy thì xem lại quá trình xử ngày hôm nay thì mình cũng là thua kém rất nhiều. Anh có thể khoan. Anh có thể để cái phone nó sát vô thay vì để speaker không thì nó ồn lắm. Anh nó nghe nó không có rõ. Mọi người nghe không rõ. Vâng. Anh nói thẳng vào phone đó, đừng để mở speaker lên. Đừng, đó. Có chưa anh ơi? Rõ rồi, nói đi. Thì em đã nói là em xét lại quá trình lịch sử ấy, và tới ngày thực tế ngày hôm nay thì Việt Nam mình còn thua rất nhiều các quốc gia trên thế giới chứ không nói riêng gì Mỹ. Cho nên là em thấy rằng một số các anh ấy mà vẫn còn có cái tư tưởng mà thù hận rồi thế này kia ấy. Thì mình cứ đưa lấy Mỹ ra so với lại mình nói những cái xấu ở Việt Nam thì đương nhiên nó rất là dễ. Cho nên là giống như anh lúc nãy nói thì em cũng nghe nó không được xuôi tai lắm. Rồi quay lại cái vấn đề như anh Hồng lúc nãy nói là về văn hóa ấy, thì cậu kia bị phạt ấy, thì theo em ấy thì người ta phạt vào cái ảnh hưởng xã hội. Ví dụ như bây giờ mà mình đưa ra những quan điểm nó mang tính chất chia rẽ vùng miền ấy, miền Bắc, miền Nam rồi tỉnh này tỉnh kia ấy, thì theo em người ta phạt là theo cái ý đấy rất là đúng. Và cái thứ hai thì em muốn nói thêm một cái ý về anh Phúc ấy. Thì thường thường khi anh nói người ta sang Việt Nam thì vì Việt Nam mình đang tranh tối đen sáng ấy, thì đúng rồi em cũng đồng ý với anh Phúc ở cái khoản đấy. Việt Nam mình ấy thì ví dụ như là những cái nước mà mình đi xuất khẩu lao động sang nước phương Tây thì là mình thường thường sang đấy làm công nhân. Nhưng ngược lại Việt Nam mình mà đi sang nước châu Phi này, sang Lào, sang Campuchia hoặc sang những nước tương đương hoặc thấp hơn Việt Nam mình ấy thì cũng là ở cái vị thế đó cho anh Phúc và tất cả các anh. Cho nên là nhiều khi những nước các anh nói là phải đi châu Phi, phải đi nào, phải đi Campuchia. Thì hôm nay thì đúng lúc anh Phúc nói vấn đề đấy ấy, thì em muốn lật lại cái quan điểm đấy. Em đồng ý với anh Phúc luôn. Và anh Phúc cũng phải hiểu rằng là người Việt mình đi sang châu Phi hay đi sang những quốc gia mà kém hơn Việt Nam mình ấy, ở mặt chung thì cũng thế như vậy thôi anh Phúc ạ. Không, anh hỏi lộn cái tôi chưa nói câu đó. Tôi chỉ nói là Việt Nam, những người tới Việt Nam thôi, còn tôi chưa Phúc chưa nói ý kiến những người đi làm gì khác. Đương nhiên đi qua công nhân tôi đã coi những cái clip họ làm kỹ sư bên châu Phi, họ làm bên Haiti đồ đủ thứ hết. Cái đó em không hoàn toàn không có ý kiến, hoàn toàn chấp nhận cái chuyện đó sự thật anh.
chứ phải Việt Nam qua lao động không, không phải vậy nhá. Tôi không nói gì đó. Ok, ok, ý là em chỉ nói là anh phụ nói vấn đề đấy thì có rất nhiều người nói là Việt Nam đi xuất khẩu lao động thì thế này thế kia làm nô lệ. Thì em nói không, không, em không giờ nói Việt Nam đi lao động làm nô lệ nhá, không có. Như nào như Campuchia này cũng ở cái tư thế đó nhỉ. Đúng, anh nói hoàn toàn đúng nhé. Tôi anh Phúc nghĩ thế nào khi mà anh Giang nói rằng là biết rằng là Việt Nam là không thể nào so sánh, không thể nào giàu như Mỹ rồi, cho nên là tránh mà cái sự so sánh Mỹ với Việt Nam trong bất cứ cái vấn đề thì anh nghĩ sao? Ở đây không có chuyện so sánh Mỹ Việt Nam, có chuyện nó ridiculous, nó lố lăng quá, không cần phải so sánh, phải so sánh vậy. Nhưng mà có những gì mình họ làm tốt mình phải học hỏi. Yes or no, đúng không? Em nói thế này, thường thường ở trên kênh của anh Lân hoặc là những cái kênh kiểu như thế này thì người ta có hai luồng dư luận là nó sẽ liên quan cái vấn đề lịch sử thì cứ Việt Nam Cộng Hòa với Việt Nam Cộng sản. Thì em cho rằng như này, thường thường như anh Phúc ấy thì nói là Việt Nam và Cộng Hòa một còn thì giờ này có thể là trung tâm kinh tế thế giới, thì em muốn liên tưởng đến một cái câu chuyện mà thời nhỏ thì bọn em đi bắt rắn ấy. Thì những con nào bắt bắt được ấy thì nó nhỏ lắm, mà con rắn nào nó chạy mất thì về bảo với nhau hôm nay tao nhìn thấy con rắn to lắm. Nhưng con rắn to thường thường là mình không bắt được, thì mình chỉ nói. Ok, bây giờ cho một giây phản biện lại cái này liền á. Mình là anh gọi lên cảm ơn anh rất nhiều gọi tới. Ý Phúc nói là nếu mà miền Nam á, miền Bắc vào á, tại vì cái miền bây giờ Việt Nam trở lại kinh tế thị trường đúng không? Tại sao mình đã có cái nền tảng từ trước 50 năm trước mà đội ngũ kỹ sư bác sĩ người Việt Nam hồi xưa, Việt Nam Hòa là học thể chế của Mỹ rất là giỏi. Ok. Tại sao nếu miền Bắc vào mà bình tĩnh đó cho nó hết, thì ý Phúc nói là Việt Nam Cộng Hòa mà còn đó, với cái nền tảng kinh tế thị trường, với chơi tất cả nước phương Tây không bị cấm vận này nọ thứ hết, thì Việt Nam bây giờ con rồng lớn rồi anh. Ok, em không phản bác anh, nhưng mà em cũng có rằng là không thể, cũng có thể hoặc không thể chứ không thể khẳng định như không, vậy. Đúng rồi. Bây giờ cái không có thể không để, nhưng mà mình nghĩ cái possibility bao nhiêu nhân, tại Việt Nam Cộng Hòa đã có những chuyện đó rồi. Việt Nam Cộng Hòa đã có những học hành là miễn phí rồi. Việt Nam Cộng Hòa phim ảnh là đứng nhất nhì châu Á rồi. Mà nước Mỹ ông nội ơi. Anh nói nước Mỹ rồi. Nước Mỹ nào? Hỗ trợ thời đó nha. Không, anh đừng nói nước Mỹ. Nước Mỹ khi chiến tranh hỗ trợ thôi. Còn Việt Nam Cộng Hòa đã từng có lúa gạo xuất khẩu, đã từng có làm gạch, làm xin máy bay xin ra đủ thứ chuyện. Nước Mỹ trả lương cho con. Anh nhớ là Việt Nam Cộng Hòa đã từng lắp ráp la Đà Lạt. Ok. Kinh tế thị trường. Bây giờ Việt Nam sau 30-40 năm bị sau 40 năm chính sách sai lầm tập trung. Rồi, đúng không? Cảm ơn trả lại kinh tế trường. Tại sao không kết thị trường lớn trước mình và phát triển hơn không? Alo. Rồi mời khán giả này, có lẽ là khán giả cuối cùng của ngày hôm nay. Anh cho biết tên. Alo. Và thành phố. Tôi tên Thuận ở Denver. Thuận ở Denver. Rồi. Có một cái ý kiến về cái vụ cái chỗ mà Nhật Hải biết tốt. Thì có thể là tôi nhận định là chính quyền phạt cái anh Nhật Hải này là đúng. Tại vì anh này không nói là anh này nói sai là đúng rồi. Thành phố Hồ Chí Minh là tội phạm gia tăng mà anh này nói sai rồi. Tội phạm gia tăng là nói sai là bị phạt đúng rồi. Cái này là anh nói đùa thôi chứ người ta đâu phải phạt vậy đâu. Phải kêu là Hồ Chí Minh tội phạm gia tăng. Rồi cái thứ hai nữa anh này nói sai là theo chính quyền Việt Nam là một chính quyền từ cướp chính quyền đi lên. Tại sao không nói là Biden tội phạm gia tăng, nguyên cả bộ sậu đó là cướp không? Mà lại sao nói là Sài Gòn cướp? Thì cái đó là nói sai là bị phạt là đúng. Lạc đây. anh nói là phải nói là Biden là cướp gia tăng thì mới đúng. Người bên Mỹ nhiều người chống cộng quá nhỉ. Gia tăng là nói sai là bị phạt là đúng rồi. Anh chưa chắc người ta chống cộng anh đừng nói chống cộng. Nói đúng khách quan đó nha. Rồi, vậy thôi. Cảm ơn anh. Đó là khán giả cuối cùng của ngày hôm nay, mặc dù cũng còn nhiều khán giả gọi vào. Trên kia à, trời thì... còn nhiều. Còn nhiều lắm. Thôi tới thì có phải là con chắc có bữa là chúng ta chỉ có trả lời. Không, đây tôi muốn chính lại thì nãy cái câu anh Hồng nói ở nhà thì tôi hơi bị fan chứ. Thật sự đó cái anh Hồng không có tôi không chửi anh ngu. Nếu tôi chết hãy đem không, tôi ra biển. Tôi chỉ nói cái lời nói anh đó nó không ngu thôi. Không có. Nếu mà nói rằng là đi tới sau thì là phải ở nhờ thì trừ dân da đỏ ra còn lại tất cả các xác dân là trên đất nước Mỹ này ở nhờ hết. Ít nhất nó có phải một khoảng thời gian lịch sử dài chứ. Khoảng thời gian lịch sử dài thì có lý. Những người là nước tự do, một thêm một người nó giảm ra nghĩ. Tôi chiều lòng các anh, thêm một người đó không? Dạ, lát qua. Đồng ý phải không? Mặc dù là không phản đối có thể là không, mình chờ đây gọi lâu lắm nãy vẫn giờ. Có thể gọi là mắng dấu anh Hồng mà và anh vẫn chấp nhận phải không? Rồi xin mời khán giả 408.
Alo. Cho biết tên và thành phố ạ. Đây, tôi Trương Văn Phó Trâm đây. Trương Văn Phó Trâm. Chào anh Trương Văn Phó Trâm. Rồi, rồi anh cho anh cho biết ý kiến là nhanh chóng ạ. Mấy mốt ghé tiêm phả ủng hộ ạ. Ok, theo tôi thấy hồi nãy giờ anh Phúc nói á, là rất là có lý và đúng. Okay. Còn cái vấn đề hồi trước đó là Việt Nam Cộng Hòa đã có hết một cái thể chế từ đầu tới đích là đã giống như kinh tế thị trường như nãy anh Phúc nói. Còn bây giờ theo tôi thấy cái thể chế của Cộng sản á, đang muốn xây chuyển đi lại cái hướng của Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà không biết thế nào để thay đổi. Ok. Thì hiện tại giờ theo tôi thấy nội bộ của bên Cộng sản Việt Nam bây giờ đang nữa là lây quay không biết thế nào để chuyển mình. Ok, chúng ta thấy hết á, tôi biết là bên trong nội bộ của Cộng sản biết hết á, nhưng mà không biết thế nào để chuyển mình. Đó là tôi đồng ý với anh Phúc cái đó. Còn hồi nãy nói về kỹ sư bên Việt Nam á, lúc ông Biden về đó, báo chí nói Việt Nam chỉ có 5.000-6.000 kỹ sư thôi anh Lân ạ. Trong khi đó bên Biden nó phải cần có phản ứng chức 50.000 người kỹ sư để mà làm được mấy con chip bán dẫn. Okay. Ông Phạm Chính bây giờ đang đi năn nỉ tùm lum á, kêu á, nhìn nhận Việt Nam kinh tế thị trường. Xong rồi còn bây giờ đi qua bên Mỹ á, năn nỉ bên Mỹ với là bên Nam Hàn á, dạy dùng cho kỹ sư Việt Nam á, làm sao kịp có 50.000 kỹ sư để làm một chip bán dẫn và sao cho thế giới. Thì tất nhiên là chính quyền bên Việt Nam biết sai hết á, nhưng mà không biết thế nào để thay đổi thôi. Đó là tôi đồng ý với anh Phúc là nãy giờ vậy. Cảm ơn anh. Vì sao Việt Nam Cộng Hòa không giữ được lãnh thổ anh? Cái chuyện đó đây, không bàn cái đó nữa, bàn chỉ là hiện giờ nè, bây giờ anh trả lời câu của anh không à. Cái trường hợp có vụ là biết mà loay hoay hay không, hay là không biết không loay hoay gì đó. Chuyện anh nói đúng, thì về công nghệ thông tin thì còn nhiều điểm thì Việt Nam là vẫn là thua so với thế giới. Nhưng mà ở những cái chuyện mà liên quan tới bộ não á, mà chỉ huy quốc gia. Anh nghe tôi nói nè, tôi biết á, chế độ ở bên bển á, đang muốn chuyển mình, đang muốn thay đổi nhưng mà không biết cách nào. Anh đồng ý rồi đó. Không biết cách nào. Không. Những người mà thống nhất được quốc gia họ không đơn giản đâu anh ơi. Thống nhất quốc gia khác vấn đề kinh tế. Ok, anh cứ nói ngược. Người giỏi là làm cái gì cũng giỏi. Không giỏi, anh nói bậy. Mới giải phóng vô kinh tế gì? Mới giải phóng kinh tế gì giỏi không? Mới giải phóng vô kinh tế gì? Anh nói là người chiến thắng là giỏi hết hả? Nói sai. Người ta có thể sai lầm nhưng mà người ta sai không? Sai lầm là gì? Sai lầm là số bịch. Trương Văn Phó Trâm thôi. Ok vậy thôi. Thêm mới một phút nữa. Sai lầm là cái gì? Sai lầm là anh không đúng. Hết luôn anh Lân. Dạ, mời anh có khoảng chừng một phút nữa anh. Cái trường hợp 60 giây là anh gì đã nói đó, thì sự thật ra đó, nhà nước đang muốn chuyển mình. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề đó đi sai quá rồi. Ok. Nguyên một cái lịch sử quá khứ đã dạy học trò từ dưới lên nó đều sai hết, nhưng mà chính quyền biết là ok mình đã làm sai nhưng mà hy không vọng. Biết sao để chuyển mình. Tôi thấy nhà nước đang cố gắng lắm chứ không phải là không, nhưng mà không biết thế nào. Em giơ tay có ý kiến là em phản đối nha. Cảm ơn anh. Còn anh Hồng anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Em phản đối nha. Đúng rồi, đúng không? Bữa sau gặp lại anh. Giờ là anh Phúc đề nghị gọi là móc thêm một bạn nữa. Đồng ý ạ. Được cuối cùng nha. Em là thích giao lưu. Cuối nha. Rồi cho biết tên và thành phố ạ. Dạ. Tôi tên Hải Houston. Hải Houston. Mỹ không phải ta, mấy người Việt Nam đâu hết rồi ta. Chào anh Học. Ừ, đúng rồi. Tôi có mấy câu ngắn gọn, tôi cũng hên người khách cuối ha. Đúng, anh là người hên nhất của buổi đêm nay. Tôi cũng chúc anh, mỗi tuần anh lên đây đó, để anh ngồi chịu đựng là để người ta coi như phản biện ném đá anh đó. Là nhờ có anh mà anh Phúc anh nổi bật. Tôi nói anh Học nha, không biết sao tu thế hệ trẻ nè. Mà tôi á, anh nói nè, mấy người cờ vàng, cờ sọc gì bên Mỹ rồi đó là hay trong cộng, mà tôi thấy anh ấy là coi như là cái gì, anh chụp mũ ta không à. Những người gọi vô phản biện anh á, anh không đồng tình, anh chụp mũ người ta, nói là trong cộng. Tôi nói thật anh Hồng, tôi rất là buồn cho gia đình anh, không biết có ai ủng hộ anh. Mỗi lần mà gọi chương trình này anh bị người ta mắng, người ta giết gì mà anh. Cái anh, tôi sẵn đây tôi nói chắc anh Tommy, tôi quất rồi rất hoàn toàn. Anh Tommy người có trình độ và cái anh gì ở cái gia đình góp đó. Người ta hiểu biết, người ta phân tích phản biện với anh đó, người ta dẫn chứng cho anh. Còn anh có mỗi lần người ta phản biện cho anh đó, anh bắt qua chuyện khác chuyện này ngọt ngay cả thờ. Hồi đó tới giờ tôi nghe chương trình này anh Phúc, mỗi lần anh nói cái gì đó, phản biện thì anh phải đưa dẫn chứng. Người ta anh Phúc anh có trình độ, anh hiểu biết, ảnh
coi thông tin này thông tin nọ anh đưa ra cho anh, mà anh không bao giờ mà lắng nghe từ anh Phúc đến thính giả. Tôi khuyên anh Hồng làm ơn, khi người ta phản biện anh đó, anh phải, người ta đưa dẫn chứng là anh cũng phải dẫn chứng lại, anh đừng có chụp mũ. Như điển hình như tôi gọi cho nè, tôi không có, tôi rất là yêu nước Việt Nam mình. Anh Phúc nói đây hay là những người ở hải ngoại mình á, người ta thương người dân Việt Nam mình, người ta nói lên những cái mặt xấu mặt tốt. Cái nào mặt xấu thì chính quyền ở bản người ta cũng nghe thôi, hay người dân trong nước người ta không có cơ hội để người ta lên để người ta phản biện cho anh. Chứ không ai mà giống như ở Việt Nam mà giống như là hoàn toàn là anh nghĩ là lúc nào cũng nghe những lời nấu của anh đâu. Anh nấu tôi nghe tôi bức xúc lên anh Hồng. Tôi khuyên anh về anh hỏi lại gia đình anh, hay là anh phải mở lại cái like này những lúc mà anh coi người ta phản biện anh. Ai người ta cũng nấu người ta dẫn chứng hết, còn đối với riêng anh á là không bao giờ mà anh mình. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Mai mốt mấy người bên Việt Nam họ gọi qua nhiều là lúc đó là là khác đấy anh ơi, thời gian sẽ trả lời á. Góp ý với anh vậy đó, anh về anh phải nghe lại đi, những lời mà anh phản biện vậy. Từ hồi đó giờ tôi nghe chương trình, tôi rất thích cho chương trình của anh lần. Mà những tôi chỉ góp ý anh vậy, mà tôi là người cũng gọi cho 2-3 lần rồi. Dạ. Mà mỗi lần ai mà gọi vô mà không đồng tình với anh xin lỗi, chụp mũ liền. Anh nói là ở Mỹ này là với lại cái câu nãy tôi nghe á, anh nói cái câu gì anh Phúc nhắc lại gì à? Ở Mỹ ăn nhờ ở đậu, ủa anh cút về Việt Nam đừng lường đi. Anh em qua đây mà, em đi trải nghiệm mà đâu phải là qua ở mãi mãi đâu anh. Anh chỉ ở tạm cái gì? Tôi mà không thích cái xã hội đó là tôi biến liền liền. Tôi thật anh á, ở Mỹ đủ ai ủng hộ. Một lần nữa đó cũng là cái ý kiến riêng của anh thôi, không sao cả. Ở Mỹ là hợp Trung Quốc. Anh nói câu đó tôi nghe bức xúc lắm á. Mà không phải riêng tôi, nhiều người người ta cũng nghe chúng chối lỗ tai nữa. Quê hương mỗi người chỉ một thôi anh ơi, nói nhiều. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh nhiều, cũng chỉ có một thôi. Cảm ơn Cảm ơn. Bây giờ tắt à? Em giờ đang lên rồi. Thôi một khán giả cuối nha. Thôi cứu hoài vậy. Nguyễn Công Đoan, mời anh lên tiếng. Nguyễn Công Đoan. Nguyễn Công Đoàn. Dạ. Anh ở Việt Nam hả? Dạ, chào ba anh ạ. Và anh ở thành phố nào? Em là ở Thanh Hóa. Rồi, dạ, Thanh Hóa. Bớt âm thanh bên đó anh ơi. Dạ. Rồi, mời anh. Anh có 2 phút. Xin chào ba anh nhé. Bên Việt Nam là vùng lên tí nhé, ở bên Mỹ là... tại tỉnh Thanh Hóa. Vâng. Trước hết, xem chương trình của các anh tôi rất thích. Nhưng mà hôm nay thấy hai anh tranh luận tôi thật sự là hơi buồn. Nói đi anh. Tại sao lại buồn thưa anh? 1975, bọn em là những người sinh sau 1975. Nhưng mà thấy các anh đang còn nặng nề về vấn đề Cộng sản Cộng hòa quá. Việt Nam mình bây giờ tuy nó không vào cái top đầu của thế giới, đúng không? Nhưng mà bây giờ nước mình nó cũng đã trên là phát triển và người dân cũng có sự ấm no rồi. Đúng rồi. Thì để mà so sánh ấy, thì nó nhiều cái nó khập khánh. Nhưng mà thực ra ấy, các anh lấy cái số liệu của những người đi là bảo là nhiều. Nhưng so với hơn 100 triệu dân Việt Nam thì nó đang còn rất ít. Cho nên không thể lấy một cái thống kê một số người ở nước ngoài. Đúng rồi. Để mà nói về Việt Nam được. Đó, thấy mấy người Việt Cho Nam nên mong rằng các anh là phải thật công tâm với đất nước. Chế độ nào nó cũng có cái xấu, cái tốt. Mình phải khơi cái xấu ra để mà phản ánh, để cho tốt lên. Nhưng mà phải một cách là xây dựng. Chứ nhiều khi tôi thấy anh Phúc cũng hơi cực đoan. Có những cái anh nói nhưng mà nó cũng hơi quá. Trong đấy nó có một phần đúng, nhưng mà nhiều khi mình nói nó quá thành ra nó hơi cực đoan. Còn anh Hồng ấy thì anh ấy bình chế độ nhưng mà nó hơi quá đà. Cũng cực đoan luôn. Thành ra là không phải bình thì nó không cực đoan, nhưng mà bình chế độ thì nhiều khi nó lại hơi quá, thành ra nghe nó cũng hơi buồn cười. Mình nói những cái gì nó đúng thì nghe nó rất chi là dễ chịu. Mà bọn em ở trong nước nhiều khi thấy các anh bình luận nó nhiều cái nó không đúng với hiện trạng của đất nước.
Đó mới là có những cái người như anh gọi vào để mà gọi là cung cấp cái góc độ của anh. Nếu mà anh nhìn thấy là bọn em là người sinh sau 75 nhưng mà hiện nay cũng là có nhiều cái đóng góp cho đất nước, nhưng mà nhiều cái bọn em không bao giờ coi trọng bên Cộng hòa hay Cộng sản đâu. Bọn em vẫn nghĩ các anh là một phần của nước Việt Nam mình, đóng góp cho đất nước. Ví dụ như anh lần nhiều lần về phỏng vấn các vị cao cấp của Việt Nam, tôi thấy rất chi là hay. Và có nhiều cái anh phản ánh rất chi là khách quan từ nước ngoài về, đúng không? Tôi rất mong là rất nhiều các cái kênh truyền thông của nước ngoài về và đưa tin và cho nó thật là công tâm. Thế thì cũng chào các anh và mong anh sẽ trả lời lại nha. Tại vì đúng rồi, không Phúc có trả lời, nhưng mà anh nhắc tên Phúc thì cho Phúc nói vậy nè. Ở đây Phúc không có gì mà để gọi là lên án Việt Nam hay cái gì á, nhưng mà có những cái chuyện, nói những cái chuyện Việt Nam chứ Việt Nam nên làm liền. Như thí dụ, bây giờ cái chuyện vỉa hè, anh biết cái xã hội nào có người tàn tật đúng không? Tại sao cái vỉa hè ở Sài Gòn đó, tôi thấy tôi về Việt Nam rất nhiều lần anh nhé. Thì rõ ràng Việt Nam chính quyền cứ dẹp đầu này rồi đó, kia rồi. Về vấn đề vỉa hè, em trả lời cho anh luôn. Rất rồi. Không riêng Sài Gòn. Thì rõ ràng nếu có người tàn tật họ đi chỗ nào? Cả các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam này nó đều có vỉa hè và người dân đều sinh sống trên vỉa hè. Bởi vì cái vỉa hè là cái văn hóa của người Việt Nam. Anh lên ra Hà Nội anh thấy không? Người ta vẫn buôn bán và ăn uống dưới vỉa hè. Mà phải làm bằng cốc của Nghi Trang ấy, trời ơi, không có đường đi luôn. Không. Bây giờ ở Sài Gòn những người du khách muốn đi bộ thì đi chỗ nào anh? Qua Bangkok không có chỗ đi bộ, bước xuống đường đi. Anh phải thông cảm cho người Việt Nam mình cái văn không, không có thông cảm này là văn hóa xấu. Ok, rồi văn hóa xấu. Bây giờ cái văn hóa này là văn hóa xấu không? Nhưng mà nó đã tồn tại vào người Việt Nam mình rất lâu. Đó là anh chưa chấp nhận thật. Ông Đoàn Văn Hải, nếu mà tất cả các chính quyền, các cấp Đoàn Hải mà ủng hộ ổng á, ổng đã làm được rồi. Cái này đụng chạm. Đúng rồi, cái này nó là cái này nó là hiện trạng xấu mà. Ok. Đụng chạm quá nhiều, ngấm sâu vào, đụng chạm quá nhiều quyền lợi của các mọi phía. Thay đổi được nó rất chi là khó. Ý Phúc nói đây là không có so sánh, không có so sánh, nhưng mà Phúc nói là có những chuyện Việt Nam nên làm. Bây giờ nè, bây giờ phường đội cũng có phường đội là sao? Thêm một ông bao nhiêu ông cán bộ nữa? Tại sao quân đội chỉ về vấn đề rồi. Phường đội và huyện đội ấy, anh lại không hiểu về quân sự Việt Nam rồi. Các anh vậy là anh không hiểu về quân sự Việt Nam. Thì mời anh giải thích. Tại sao? Bây giờ thí dụ bây giờ. Anh ơi, tại sao lại phải có phường đội và huyện đội? Anh có biết Việt Nam đó là quốc phòng toàn dân không? Không không, anh nói vậy bây giờ nè. Việt Nam cần gì phải văn hóa huyện tỉnh rồi văn hóa văn đồ ý nói là ấy thức này nói về cái câu quốc phòng toàn dân cho nên anh không biết huyện đội và phường đội là nó có quốc, gì quốc phòng toàn dân là tất cả người dân có thể trở thành người lính theo tôi được hiểu vậy đúng không? Đúng. Xây dựng vậy thì phải có phường đội và huyện đội để người ta nắm bắt và người ta huấn luyện dân. Không. Phường đội đâu có hiếu quân dân, phường đội chỉ là phường đội chưa thấy quân đội huấn luyện dân. Ok. Bọn em cũng đã từng là dân quân ở đây được. Phường và huyện đội người ta huấn luyện trở thành một cây súng nếu như đất nước xảy ra chiến tranh. Bên tôi nói nghe nè. Có những cái trường hợp á anh không cần phải đảng viên mới được vào làm. Ok, cho họ vào những trường đại học có những cái kiểu tổ chức kinh tế phải cho không cần đảng viên. Đất nước mới phát triển được. Ok, đất nước mới phát triển được. Ok. Ông Dương Trung Quốc không phải đảng viên này. À, bao nhiêu người anh có một hai người mà đâu có tiếng nói đâu có ai nghe đâu. Thì tất nhiên cả cấp, bởi vì cả cấp ở dưới cầm quyền. Anh thấy hiểu này, cộng sản người ta cầm quyền người ta phải lãnh đạo chứ. Cầm quyền nhưng mà anh nếu anh vì dân vì nước á thì anh phải cho người dân tham gia vào. Vì dân vì nước thì dân Việt Nam đã lật đổ rồi. Đúng rồi. Họ đang vì dân vì nước đấy chứ. Sao? Dân đâu có chịu đâu, giỡn hoài, muốn lừa dân đâu có dễ đâu. Vì dân vì nước là đã lật đổ rồi. Lật đổ là sao? Ai lật đổ ai? Dân lật đổ. Thì anh nói vậy không ở đây không lật đổ. Nước có thể là lập thuyền được chứ. Đúng rồi. Đây này. Không anh. Chừng nào mà người ta không lo cho dân cho nước thì lúc đấy là nó sẽ bị lập thôi. Không, rất nhiều. Bây giờ người ta đang lo cho dân cho nước như thế anh lại bảo là không thì vô lý. Không, anh phải nghe hết câu trả lời của em đã. Thứ nhất á,
cái chính quyền Việt Nam bây giờ là không cho những người tài vào trong những cái lập, những cái ban bệ kinh tế rồi. Nhờ chỉ các anh đảng viên các anh thôi. Chỉ các đảng viên anh thôi. Không, một phần nhỏ. Bây giờ anh cho tôi cái cách nào có cái lãnh đạo cơ quan nào mà không có đảng viên mà vô được đâu. Hàng không Việt Nam. Thí dụ, tất cả đều đảng viên lãnh đạo hết. Thì tôi đã nói okay. Rồi. Đó. Bởi vì người ta là đảng cầm quyền. Không, đảng cầm quyền nhưng mà anh phải vì dân vì nước tất. Nếu có hệ thống nó thay đổi đó. Không vì dân. Không. Bây giờ nè. Muốn theo. Bây giờ anh cho vậy thì anh cho tiếng nói của người dân báo chí tự do đi. Vẫn nói tự do mà tôi đang nói tự do mà. Tự do anh nói vấn đề mà gọi là xã hội cho vui thôi. Như anh mà biểu báo người Việt nói khen cộng sản thì tôi cho anh là tự do ngay. Không không. Báo người Việt là người Việt khen. Không, báo người Việt nó muốn viết cái gì đâu tùy nó. Cái quan điểm cá nhân thì anh đó tự do mà ngôn luận mà anh. Bây giờ đó nè, thí dụ bây giờ một cái nói trái chiều một, đi. Bây giờ nè anh nè, một cái chuyện báo người Việt nó không muốn rạch cái chiều là chuyện của nó. Ok. Còn báo chí ở Mỹ là tự do. Bây giờ anh phải nên hiểu nha, cái báo là trung tâm ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam thì làm sao họ nói trái cái ý của vậy là những cái chuyện gì xấu của Đảng Cộng sản họ có nói ra không? Không. Được không? Bây giờ tôi thí dụ anh nè. Tôi thí dụ nè. Ok. Bây giờ một cái cơ quan nào đó bị tham nhũng, báo chí tự do có vào coi hỏi là tham nhũng cái gì không? Nếu như không có báo chí làm sao phanh phui được những cái vụ án đấy? Phanh phui ra nhưng mà không. Nè, đây nè. Người dân có được vào, người dân có được vào hỏi. Sao mà biết gì mà phanh phui được, chỉ có báo chí hoặc vài. Công an. Không phải có nghiệp vụ mới biết thôi. Không có nghiệp vụ. Không cần nghiệp vụ mới được anh nè. Anh cho báo chí tự do sẽ có hai chiều. Nói như anh thì làm okay. Sao báo chí dám vào cuộc. Bây giờ nè, thí dụ bây giờ nè, cái vụ Đắk Lắk đây cầm tâm đi, đúng không? Anh cho là phản động Đắk không? Tôi đồng ý chuyện đó. Nhưng mà anh cho báo chí tự do vào hỏi những người đó tại sao họ làm chuyện đó. Anh không cho. Anh, okay. Anh cho tôi cái văn bản nào mà của nhà nước Việt Nam cấm báo chí không được làm được. Không có văn bản gì, không dám báo chí nào dám tới. Tới về là anh bị cắt chức liền. Rồi. À, không chặt đâu, báo chí tự do Việt Nam. Cả nó đều phải theo pháp luật. Không. Khán giả này pháp luật cứng cửa quá nhỉ. Không. Anh ở Mỹ anh cũng phải theo pháp luật Mỹ. Không, ở Mỹ tôi tự do, tôi được thành lập đảng, tôi được báo chí tự do, tôi có quyền phê bình tổng thống, tôi có quyền phê bình đây nè. Đây nè, bây giờ tôi nói nè, bây giờ cái thành Sài Gòn đúng không? Tôi là người dân, tôi có quyền vào đó cho tôi coi chi tiêu ngân sách là bao nhiêu nè, được không? Không. Tôi ở đây tôi có quyền làm gì đó. Bất cứ cơ quan nào tôi có vào, họ sẽ trình bày cho tôi. Anh không hiểu à, pháp luật Việt Nam nó khác pháp luật Mỹ. Pháp luật Việt Nam khác là pháp luật Việt Nam còn chưa mở cửa. So sánh giữa Việt chưa Nam mở cửa Mỹ, anh. Khập cảnh ấy. Không, khập cảnh chứ, khập cảnh. Tại bây giờ con đường. Gia đình anh mà anh sang rồi, nhà tôi. Bây giờ này. Cho anh Đoàn nói. Tại sao Việt Nam xin Mỹ ở các nước để mà dạy họ. Nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn. Mời anh tiếp tục theo dõi và gọi vào trong những lần tới. Đó là những người dân này đã làm đất nước nó không phát triển. Ok, không có tư tưởng thoải mái, không có tư tưởng cởi mở. Ok, anh muốn cởi mở, anh muốn vì dân đất nước á, anh phải cởi mở vấn đề chính trị. Ok, tôi bảo đảm chắc chắn người Mỹ sẽ có làm gì đó. Không bao giờ Mỹ nó cho không điều gì hết. Anh nên nhớ năm Đại Hàn 1965-68 vậy, ông Tổng thống Park Chung-hee và Trung Đô Hoa của Đại Hàn không muốn cởi mở chính trị. Việc Mỹ nó viện trợ kinh tế, nó cho dạy đủ thứ, nó viện trợ, nó gọi là cho mở cửa vào sinh viên ô ạt hoặc du lịch vào. Nó phải nói nếu ông muốn kinh tế đất nước phát triển cắt cánh thì anh phải cởi mở chính trị. Anh cho phải người tài vào hệ thống. Anh Phúc hãy chờ một thời gian nữa và xem số phận của Ukraine. Anh sẽ cho người tài vào hệ thống của anh. Hãy xem số phận của Ukraine sắp tới. Sẵn thì anh Phúc cho luôn cái lời gọi là lời kết luôn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả các người khán giả đã gọi vào từ Việt Nam, từ khắp nơi trên nước Mỹ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn anh Vũ Hồng Lăng. Xin cảm ơn Hồng. Xin chào khán giả. Khán giả hãy học theo anh Phúc là nói chuyện thì như vậy, nhưng mà xong xuôi là anh em đi nhậu là vui lắm. Cho nên là mọi người là hãy học. Xin cảm ơn mọi người khán giả trên toàn thế giới và cảm ơn kênh Phúc Phát TV. Xin cáo lỗi khán giả cuối cũng như là các khán giả sắp sửa phải gọi vào. Thì chúng ta cái chương trình nó cũng phải kết thúc ở đây. Hình như là hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Cảm ơn. Thì chúng ta sẽ tạm chấm dứt ở đây một lần nữa. Một cái chương trình rất là tiêu biểu. Chúng ta nghe, lắng nghe từ khán giả. Không kết thúc được. Từ những người trong phòng thâu cho tới những người khán giả ở ngoài kia. Ở khắp nơi. Và với những cái cách nhìn, những cái quan điểm rất khác nhau. Từ nhiều phía.
Tôi nghĩ rằng đây là một cái nơi gọi là độc nhất vô nhị, có những cái tiếng nói hết sức là khác nhau và chúng ta còn có thể ngồi lắng nghe được với nhau là rất là đáng quý rồi. Chương trình sẽ tiếp tục như thế này trong thời gian tới, tất nhiên là nó sẽ càng ngày càng được gọi là cải tiến cho tốt hơn. Hy vọng là nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu, được cái tâm tư, cái tình cảm, cái quan điểm của người Việt Nam chúng ta đang sống ở khắp nơi. Đã muốn kết thúc từ cách đây một tiếng mà giờ này. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại trong những lần tới. Cảm ơn khán giả chúng ta. Lần anh Hồng cũng như là lần ngày hôm nay là ngày cuối anh ở California. Ngày mai chúng ta sẽ chia tay anh ở đây và coi như là sẽ tuần sau tiếp tục với chương trình qua hệ thống online với anh Hồng và anh Phúc. Xin chào. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Manufactured right here at home. Want a massage chair made from Texas? Call Tom Lee at LaRocco. LaRocco vinh dự được đài truyền hình lớn CBS đưa tin như là một hình ảnh tiêu biểu trong lĩnh vực Made in USA, và ghế massage vật lý trị liệu LaRocco là một ví dụ. Video này được chiếu trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ trong chương trình Saturday Morning như là một thông điệp nhắn gửi rằng đến lúc chúng ta cần ủng hộ các sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ cũng như ủng hộ người lao động Hoa Kỳ. Kính chào quý vị, tôi là luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, luật sư điều hành của tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group, dành cho quý vị đang quan tâm đến vấn đề di trú Mỹ hay muốn tìm hiểu về cách thức định cư hợp pháp và hiệu quả. Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi chia sẻ trực tiếp trên kênh Phố Bosa TV. Chương trình sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 vào mỗi thứ tư hàng tuần lúc 5 giờ chiều. Thank you.